Trừ phi, hắn có thể đem đất này bên trong cung người tất cả đều giết sạch, phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài. Bất quá, trước không nói hắn có thể hay không làm được, thật nếu là như vậy làm, ngược lại sẽ cho người cảm giác ý đồ rõ ràng hơn chứ. Thôi, đến lúc đó lại xem tình huống đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Từ vậy đổ nát cung điện rời đi sau đó, Trần Phi cùng Bùi Uyển Tình liền nhanh chóng hướng địa cung chỗ sâu chạy tới. Từ Cơ Tinh trong miệng biết được, địa cung này bên trong trừ vậy Xích Tiêu Quân quân phủ bên ngoài, những thứ khác nên lại không có cái gì khác bảo vật. Cho nên hắn phải hết sức mau đi tới, để tránh Xích Tiêu Quân quân phủ bị người cho cướp đi. Chỗ tòa này địa cung xây dựng năm tháng vô cùng là cổ xưa, là lấy hết sức hiếm thấy ma lá tinh thạch làm tài liệu chính liệu, trong bóng tối mang dịch thấu trong suốt vẻ. Coi như là hiện vào lúc này bị là năm tháng dấu vết hủ hóa rất nhiều, thế nhưng loại tầng thứ giá trị, vẫn là ở Trần Phi trong mắt bị thể hiện tinh tế. Bực này địa cung, nếu không phải là chôn sâu ở lòng đất, chỉ sợ cũng coi như là bị ngăn trở một ít đại tông môn sơn môn chỗ ở, vậy coi là đủ rồi. Là có như vậy tư cách. Vèo, vèo. Rất nhanh, Trần Phi cùng vậy Bùi Uyển Tình bóng người chính là tiến vào địa cung chỗ sâu thứ một tòa cung điện chính giữa. Lúc này, nơi này trên mặt đất tràn đầy vết máu, còn có rất nhiều hủ hóa thi ma thân thể, ngổn ngang, linh khí cuồng bạo kích động. Hiển nhiên, nơi này là ở trước đó không lâu, tuyệt đối là trải qua một trận đại chiến. Có vài người chết ở nơi này. Trần Phi thấy tình cảnh này hơi ngẩn ra, nhưng cũng là không chút do dự nhanh chóng hướng tòa thứ hai bên trong cung điện tiến phát. Tòa thứ hai bên trong cung điện cảnh tượng lại là kinh người. Một đầu thi ma hổ khổng lồ thi máu đầm đìa ngã xuống đất, bất ngờ trực tiếp là bị phân thây, hơn phân nửa thân thể biến thành rách dưới, nám đen máu thịt. Bất quá, ở đó trên đất Trần Phi gặp được một ít nhân loại tu sĩ hoặc là yêu tu thi thể. Hiển nhiên, ở tòa cung điện này chính giữa, đã là có tới săn giết Trần Phi thành U Lang cao thủ, ở chỗ này bỏ ra máu tươi, sinh mạng giá phải trả. Vậy hẳn là thành U Lang một cái nổi danh cao thủ dùng kiếm, ta biết hắn, có chút cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên tu vi. Bùi Uyển Tình đột nhiên mở miệng, nhìn một cái thi thể loài người sắc mặt phức tạp nói. Phải không, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, xem thường. Vậy thi ma hổ khổng lồ vừa thấy chính là một tên lợi hại, cho nên sẽ có chút cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên tu sĩ chết tại đây, không tính là kỳ quái. Sát theo, bọn họ lại nhanh chóng đi tới tòa thứ 3 bên trong cung điện. Ừ, đó là, chỉ gặp ở đó tòa thứ 3 trong cung điện, là có 4 năm chỉ sau lưng mọc màu bạc vây cánh thi ma bị sống sờ sờ chấn động giết trên đất. Vậy màu bạc vây cánh thi ma mặc dù chết, nhưng là thân thể lên còn lưu lại cường hãn khí thế, cứ thế làm người ta có chút lòng rung động. Ngân Dực thi ma, không nghĩ tới địa cung này bên trong thì đã sản sinh ra loại vật này. Sát theo liền gặp Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Ngân Dực thi ma, ngươi nói là trong truyền thuyết đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ Ngân Dực thi ma. Bùi Uyển Tình hơi ngẩn ra, rồi sau đó cặp kia mắt đẹp trực tiếp là nổi lên kinh người rung động vẻ. Một cái Ngân Dực thi ma thì tương đương với một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, mà nơi này. Ít nhất là có 4 năm chỉ Ngân Vũ thi ma thi thể à. Chẳng lẽ nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Trần Phi liếc mắt một cái vậy mấy con Ngân Dực thi ma trong bụng còn không có bị tiêu hóa thi thể. Những thứ này ma vật có cái lớn nhất đặc thù, đó chính là thích đem kẻ địch ăn sống nuốt tươi, trực tiếp sống chết hết. Cho nên đừng xem cái này tòa thứ 3 bên trong cung điện bây giờ không việc gì thi thể, nhưng là, trước trận chiến ấy người chết, tuyệt đối không thiếu. Vèo, vèo. Đi theo bọn họ hai người lại hướng tòa thứ 4 cung điện nhanh chóng xuất phát. Lần này, bọn họ ước chừng đi về phía trước mấy phút thời gian, mới bỗng nhiên trước mắt sáng lên, một tòa tràn đầy ánh sáng được khổng lồ cung điện xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái này một tòa cung điện lại là tồn tại ở lòng đất mấy ngàn thước địa mạch trên. Có một phiến khu vực bị móc rỗng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, làm người ta rung động. Oanh! Gia Cát Huân, đem vậy quân phù giao ra. Nếu không, hôm nay ta liền để cho ngươi cái này Tuyết Vân Lâu thiên kiêu chết tại đây. Nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng hơi thở từ vậy trôi lơ lửng trong cung điện xông ra. Một đạo tràn đầy thanh âm lạnh lùng, trực tiếp là đi theo nổ vang. Quân phù Trần Phi con ngươi híp một cái. Xem ra, đồ tìm được. Gia Cát Huân, hắn lại có thể cũng tới. Bùi Uyển Tình ngược lại là đối với cái tên đó nổi lên tâm trạng chập chờn. Ngươi biết,
Trần Phi ánh mắt cả người, nói. Ừ, hắn là Tuyết Vân Lâu thiên tài, thế hệ này năm trẻ một đời người xuất sắc, cũng là ở Tuyết Vân Lâu bên trong cơ hồ không người có thể cùng hắn sánh vai, địa vị rất cao. Bất quá, hắn và Chư Hình so với vẫn là phải hoi kém một ít. Bùi Huyền Tình nói. Oanh, oanh, oanh. Không sai, Gia Cát Huân, ta thừa nhận ngươi thân phận rất cao, bối cảnh vậy rất dọa người. Bất quá, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chỗ này không phải thành U Lang, hơn nữa, chúng ta giết ngươi, chỉ phải rời khỏi thành U Lang, coi như là Tuyết Vân Lâu, cũng là không thể nào đem chúng ta như thế nào. Không tệ, giao ra vậy quân phù, nếu không, chết. Còn theo hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp lên, đem Tuyết Vân Lâu người giết hết. Nhưng vào lúc này, lại là có một cổ kinh khủng hơi thở xuất hiện, sát theo dâng lên rất nhiều đạo tham lam thanh âm. Chúng ta đi vào, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, vậy không chỉ hoãn nữa, hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào. Bùi Huyền Tình do dự một chút, vậy còn là vọt vào theo. Chỉ gặp ở đó tòa trôi lơ lửng trong cung điện, bất ngờ là có một tòa cao ngất điểm tướng đài. Điểm tướng đài chung quanh, từng vị hơi thở cường hãn thành U Lang cường giả mỗi người là chính. Hoặc làm thành đoàn thể nhỏ, đem vậy lúc này đang đứng ở trên điểm tướng đài một đám người trực tiếp là phong tỏa ở trong đó. Mà ở đó bị vây ở điểm tướng đài trung ương đội ngũ chính giữa, một vị rõ ràng cho thấy người dẫn đầu trẻ tuổi trên tay nam tử, bất ngờ là có một quả màu đỏ thấm quân phù, ném ra nhàn nhạt thải cái vậy thụy thải, rủ xuống xuống, chọc người con ngươi. Ông! Vèo! Nhưng vào lúc này... Trần Phi Bùi Huyền Tình hai người mới từ vậy bên ngoài tiến vào bên trong cung điện, trẻ tuổi kia trên tay nam tử quân phù lại có thể dị động lực, xông lên bay ra, thoáng qua ở giữa lại trực tiếp là từ vậy trong tay nam tử trẻ tuổi tránh thoát đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống Trần Phi trong tay. Ừ, nhất thời, người trẻ tuổi kia ngây ngẩn, sắc mặt kinh dị. Những người khác cũng là như vậy, cơ hồ đều bị trước mắt một màn này cho gây ra không rõ cho nên. Là hắn, Trần Phi, cái đó bị màn đêm còn có Vân Chân Đan Vương truy nã người. Lúc này, rốt cục thì có người nhận biết Trần Phi là ai, một mặt âm trầm và cười lạnh nói. Nguyên lai là ngươi, thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đem vậy quân phù giao ra, nếu không, ta để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Một vị cả người hơi thở cường giả xông về Trần Phi, giữ tợn nói. Hắn nhưng mà một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ, cho nên ở hắn xem ra, từ Trần Phi trong tay có thể cướp đoạt đi quân phù, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Gia Cát Huân, bên kia, Tuyết Vân Lâu một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên ông già cao mày nhìn trẻ tuổi nam tử, nghi ngờ nói hỏi. Hắn không hiểu, tại sao đột nhiên như vậy, quân phù là tự động bay đi. Trưởng lão, quân phù là tự động bay đi, ta không bắt hắn. Hơn nữa, ta chỉ sợ cũng không bắt được. Trẻ tuổi kia nam tử, cũng chính là Gia Cát Huân cười khổ nói. Rồi sau đó liền gặp ánh mắt hắn rơi vào Trần Phi trên mình, lẩm bẩm nói, hắn chính là cựu trưởng lão còn có rực rỡ minh trong miệng Trần Phi. Là rất trẻ tuổi à. Bất quá, hắn lại có thể không chạy. Ở hắn xem ra, lần này nhiều người như vậy chạy tới săn Trần Phi, người sau lại có thể không chạy, còn xuất hiện ở bọn họ trước mắt, loại chuyện này mà. Có thể không để cho hắn cảm giác được trong lòng cổ quái, cùng rung động sao? Dĩ nhiên, hắn cũng không phải tới săn Trần Phi, cũng chỉ là tới xem náo nhiệt một chút mà thôi. Bất quá không nghĩ tới, nhưng đuổi kịp thần bí này địa cung ra nghề. Trừ hắn trước, còn có khác một đám người đối với Trần Phi xuất hiện tràn đầy kinh dị. Chu trưởng lão, hắn, Chư sư huynh đâu, chỉ gặp vậy Nhan Chân phái trận doanh đội ngũ chính giữa, một cái Nhan Chân phái cao thủ. Hướng vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ là cái này hỏi. Bọn họ rất rõ ràng Chư Hình là cùng Trần Phi cùng nhau tiến vào thần bí kia không gian, tiếp nhận Xích Tiêu quân truyền thừa khảo nghiệm. Mà bọn họ sở dĩ không có tiếp tục bảo vệ, lựa chọn rời đi, là bởi vì là bọn họ căn bản là không có đem Trần Phi loại rác dưới này coi vào đâu. Bọn họ đối với Chư Hình có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là bây giờ, Chư Hình không có xuất hiện. Cái này rác dưới lại có thể không giải thích được hiện thân. Chẳng lẽ nói. Không, điều này sao có thể. Oanh. Nhưng vào lúc này, một cổ kinh người chập chờn xuất hiện, mọi người trong tầm mắt chỉ thấy được một đạo thân thể giống như là như sao rơi rủ xuống đất, phịch một tiếng vang thật lớn,
mặt đất bắt đầu sụp đổ, từng tầng một lại trực tiếp là rung chuyển. Vô cùng rung động lòng người. Cái gì? Mọi người con ngươi rụt một cái, nhìn trên mặt đất đó đã là không còn hình dáng bóng người. Người này không phải người khác, chính là trước hướng Trần Phi chèn ép, ngạo nghễ đi, muốn cho Trần Phi giao ra quân phủ trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ. Có thể, nhưng mà, hắn lại có thể. Như thế không chịu nổi một kích. Kết quả này, kết quả làm sao có thể? Ta không muốn giết người, cho nên, cút xa một chút, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng vào lúc này Trần Phi lạnh lùng nhìn một cái vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ, khinh thường nói đến. Hắn bây giờ, đã sớm có tư cách không đem bất kỳ một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay không coi vào đâu. Ừ, mọi người tại đây cường giả con ngươi run lên, thần sắc ngưng trọng, khó tin. Cái này tiểu nhân, lại có thể đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ làm là rác dưới vậy sau đó nghiền chết. Thực lực bực này, sợ rằng tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng không thể có. Hắn lại có thể có như vậy thực lực cường hãn. Cái này. Cơ tinh thống lĩnh, đây chính là Xích Tiêu quân quân phù một khắc sau, liền gặp hắn hướng Bát Cung Huyền Tháp bên trong cơ tinh hỏi. Không sai, Bát Cung Huyền Tháp bên trong truyền ra thanh âm, cơ tinh nói, vương, bây giờ để cho anh em chúng ta tiến vào quân phủ chính giữa. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Âm thầm đem vậy Bát Cung Huyền Tháp bên trong tất cả Xích Tiêu quân pho tượng, cũng cho chuyển tới Xích Tiêu quân quân phủ chính giữa. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy trong tay quân phủ nặng nề rất nhiều, bất quá, vậy cổ cường hãn hơi thở vậy bắt đầu đổi được hiển nhiên dễ thấy. Cảm nhận được Xích Tiêu quân quân phủ biến hóa, mọi người trong mắt lại là co rúm một cái, cả kinh nói, hắn đối với vậy quân phủ làm cái gì? Cái này Xích Tiêu quân quân phủ bất ngờ đổi được mãnh liệt, chiến ý cường hãn chập chờn. Làm bọn họ ngay tức thì biết, cái này quân phù chân chính nội tình, chỉ sợ là bị Trần Phi nào đó thần bí thủ đoạn cho mở phát ra. Mà đổi câu mà nói, chẳng lẽ nói, thần bí này quân phù, so bọn họ tưởng tượng, còn muốn quý trọng rất nhiều sao? Rất nhiều người tâm thần run lên, theo bản năng thần sắc tham lam nhìn Trần Phi. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cổ chân chính kinh khủng hơi thở xuất hiện. Rồi sau đó mọi người liền thấy vậy nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ sắc mặt xâm nhiên hướng Trần Phi đi tới, con người hàn mang chấp động, dị thường uy nghiêm, nói tiểu tạp chủng, chư hình đâu? Hắn đi đâu? Ừ, mọi người sắc mặt biến đổi, chư hình. Nghe vậy, nghe được tiểu tạp chủng lối gọi này, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người đột nhiên lạnh lạnh. Hàn mang lóe lên. Lão già kia, lời nói mới rồi, người thử nói lại lần nữa xem. Trần Phi lạnh nhạt nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Cái gì? Mọi người sắc mặt ngay tức thì biến đổi, thằng nhóc này, lại dám khiêu khích trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ. Hắn kết quả có biết hay không, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, đó là bực nào sợ rằng tồn tại. Ngươi nói gì? Quả nhiên, nghe vậy, vậy nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó cặp kia đục ngầu lão con ngươi trực tiếp là đổi được lạnh lẽo không so với. Nhìn Trần Phi, hắn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ sát ý, nói. Tiểu tạp chủng, người gan dám trêu chọc chúng ta nhan chân phái thì thôi, bây giờ, người lại còn dám khiêu khích lão phu. Người có biết hay không, lão phu là bực nào đẳng cấp tồn tại. Lão kia người có chỉ mình, già nua trong ánh mắt nổi lên vẻ tàn nhẫn và khinh miệt, nói. Ta nói cho ngươi. Ta đã sớm ở 30 năm trước, liền đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Cho nên ta muốn bóp chết ngươi, chỉ cần một cái tay. Không, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể làm được. Mà bây giờ, người đây là đang khiêu khích ta. Ông già trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn Trần Phi. Oanh! Coi như sau đó một khắc, một cổ khí thế kinh khủng xuất hiện, mọi người trong tầm nhìn trực tiếp là kinh hãi muốn chết phát hiện. Một cái hừng hực thiêu đốt kinh người ngọn lửa chén nhỏ, trực tiếp là hướng về phía vậy nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên thiên linh cái đắp đi xuống. Không nói nhảm, không có bất kỳ rông dài. T, là xích viêm thủy triều lên xuống chén. Có người con người run run, kinh hô. Nhất thời, tất cả mọi người đều là ánh mắt kinh hãi quét về phía Trần Phi. Thằng nhóc này, hắn lại có thể thật dám động thủ. Xem ra người cái miệng này là thật không muốn. Phải. Nếu ngươi không muốn, vậy ta bây giờ thành toàn cho ngươi. Trần Phi mặt đầy lạnh lùng trước,
trong cơ thể lay động trước kinh khủng hơi thở. Sát theo, liền gặp vậy xích viêm thủy triều lên xuống chén rơi xuống xuống, nếu như là một viên khổng lồ quả cầu lửa vậy, ngọn lửa vô cùng nóng bỏng, thiêu đốt không khí, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được sắc mặt lập tức kinh biến đứng lên. T. Tại sao phải có kinh người như vậy lực lượng? Là bởi vì là vậy xích viêm thủy triều lên xuống chén. Bởi vì nó là pháp bảo cấp bậc bảo vật tuyệt thế. Không, không đúng, xích viêm thủy triều lên xuống chén cũng chỉ là tầng 8 cấm chế, mặc dù lợi hại, nhưng vậy chưa đến nỗi như thế lợi hại. Cái gì, ngươi ý của lời này là, chẳng lẽ đây là thằng nhóc kia mình thật là sức chiến đấu? Được, thật giống như có lẽ vậy. Mọi người rung động, rối rít sắc mặt kinh biến thụt lùi. Trần Phi một chiêu này lực lượng thật sự là quá kinh người, hướng một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ khai chiến, làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Khó tin. Ngươi, vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên giận dữ, không nghĩ tới Trần Phi loại rác rưởi này, lại dám hướng hắn động thủ trước. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, tốt lắm, ta bây giờ thành toàn cho ngươi. Sát theo liền gặp vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên hét lớn, toàn thân toát ra kinh khủng linh quang, làm người ta cả người tê dại. Một đạo quanh quẩn minh mông linh khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm khí minh mông, gắng sức chém xuống. Đại viên mãn kiếm ý, Trần Phi hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới đối phương người này lại có thể lĩnh ngộ đại viên mãn kiếm ý. Bất quá, hắn vẫn là không có bất kỳ lui về phía sau, xông thẳng về trước. Linh khí cáo kỉnh, oanh, chỉ gặp vậy xích viêm thủy triều lên xuống chén ở đó giữa không trung trực tiếp là thành là một tôn hiến tế phẩm. Kinh khủng lực lượng quanh quẩn trên không trung, thoáng qua ở giữa liền bị từng đạo màu đỏ thấm tam dương chân hỏa kiếm khí mặc thấu, dung hợp vào một chỗ, tạo thành kiếm trận. Nghịch không kiếm trận, sát theo, liền nghe gặp Trần Phi thấp giọng một đạo líu díu, vậy trên bầu trời, bất ngờ là có xích viêm thủy triều lên xuống chén cùng vậy nghịch không kiếm trận dung hợp vào một chỗ, hóa thành cao nhất uy năng, điên cuồng đấu đá xuống. Oanh! Đại viên mãn kiếm ý ngay tức thì tan vỡ. Vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ trường kiếm trong tay cũng là rắc rắc một tiếng, không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn ra. Cái gì? Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ trực tiếp là sắc mặt biến, cuối cùng trong ánh mắt hiện ra tim đập rộn lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, hốt hoảng hét: tiểu tạp chủng, người dám động ta. Ta nhưng mà Nhan Chân phái trưởng lão, người dám động ta một chút, ắt sẽ vĩnh sinh trọn đời bị người đuổi giết, sống chết không bằng. T. Cái này Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ mặc dù miệng rất dở, rất có khí phách, nhưng nghe được hắn lời nói này, mọi người tại đây cơ hồ là không có một người không sắc mặt kinh biến. Bởi vì, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, Nhan Chân phái trưởng lão, lại có thể không địch lại Trần Phi, bắt đầu chỉ có thể dùng lời nói uy hiếp. Hừ, Trần Phi lạnh giọng một đạo, khinh thường cười nói: thú vị, các người chạy tới đuổi giết ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới những lời này đâu. Hống. Từ trong cơ thể hắn hiện ra hư vô gào thét, xích viêm thủy triều lên xuống chén đè ở đỉnh đầu, nghịch không kiếm trận quanh quẩn ở giữa không trung, một trái một phải, giống như là hai lớn sát thần, sát theo, chính là hướng vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ rơi xuống xuống, điên cuồng đánh giết. Ngươi, ngươi dám, vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Trần Phi lại còn dám động thủ, mặt đầy kinh hoàng, hướng sau lưng đồng bạn giống to, nói. Các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Đồng loạt ra tay, hắn cả người kiếm khí kích động, vô cùng hỗn loạn. Là, mau ra tay, giúp Chu trưởng lão. Vậy Nhan Chân phái một loại cao thủ mới ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng động thủ. Từng đạo bóng người gia nhập vào trong chiến đấu, chung nhau hướng vậy Trần Phi đánh giết ra cuồng liệt sát ý cùng thủ đoạn. Nháy mắt tức thì, pháp thuật, linh quang, pháp khí bay múa đầy trời. Chập chờn vô cùng là kinh người. Tự tìm cái chết. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, nhìn vậy lâu không công nổi Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên ông già, ánh mắt lại rơi xuống vậy Nhan Chân phái trên người những người khác. Hàn mang lóe lên, lại lập tức đột nhiên thay đổi mục tiêu công kích, nghịch không kiếm trận đổi ngược nghịch không chung. Hóa thành trăm thiên kiếm khí, cuồng oanh xuống. Không. Từng cái Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ con người co rúc lại, cả người khí lạnh, không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên đem bọn họ hóa thành mục tiêu công kích. Nhất thời mỗi một người đều bị sợ choáng váng,
ba hồn không có bảy phách. Ngươi dám, vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ cũng là ngay tức thì sắc mặt kinh hãi, điên cuồng hét lên. Hắn có thể chặn Trần Phi công kích, đó là bởi vì hắn là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, nhưng mà những người khác. Bọn họ Nhan Chân phái những người khác, tu vi cao nhất, cũng chính là hai cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp. Bực này kinh khủng kiếm trận đánh xuống tập sát dưới, bọn họ căn bản cũng không có thể chống đỡ. Phịch, phịch, phịch. Liền sau đó một khắc, trên bầu trời từng đạo bóng người rên, một vị kia vị Nhan Chân phái cao thủ trực tiếp là bị kinh khủng kia kiếm trận bao phủ, kiếm khí xuyên thủng, gần như không có lực phản kháng chút nào liền bình bịch bịch. Biến thành từng đạo xương máu. Máu tươi nhiễm đỏ bầu trời. T. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ mỗi một cái không phải cảm giác có chút ra đầu nổ mao. Bởi vì bọn họ một là khiếp sợ với Trần Phi thực lực, quá mức khủng bố, nhiều như vậy Nhan Chân phái cao thủ, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, nhị trọng thiên đỉnh cấp, cứ như vậy một chút, lại chết hết. Thứ hai là bởi vì làm cho này Trần Phi lá gan. Loại này cách giết, không trực tiếp là theo Nhan Chân phái kéo rách ra mặt khai chiến sao. Nghĩ đến đây, rất nhiều người vốn chỉ muốn tới săn Trần Phi người, đều là không nhịn được con ngươi rụt một cái, lạnh cả người. Loại này người điên, loại này đổi tai, bọn họ trước lại còn suy nghĩ tới vây giết. Đây không phải là muốn chết sao? Thật may, không trước thời hạn đánh, nếu không vậy thì nguy rồi. Ngươi, ngươi! Mà vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ thấy tình cảnh này. Cũng là không nhịn được ngay tức thì hạng mục tỷ sắp nứt đứng lên, đôi mắt đỏ bừng, nhìn Trần Phi, cuồng giận dữ hét tiểu tạp chủng, ngươi dám động ta Nhan Chân phái người. Ngươi không phải nhìn thấy không? Hơn nữa, cái gì đó chứ hình ta giết tất cả, bọn họ mấy cái, vậy không coi vào đâu chứ? Trần Phi bình thản nói. Cái gì, ngươi giết chứ hình, vậy Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ con ngươi có giúp một cái, cả người cứng đờ. Hắn giết chư hình. Rào rào. Cái gì, hắn nói gì? Hắn giết chư hình. Kia, cái nào chư hình? Chính là Nhan Chân phái thế hệ này nhất yêu nghiệt, nhất nghịch thiên, bị dự là tương lai hy vọng chư hình. Hắn điên rồi sao? Hắn có biết hay không làm như vậy, Nhan Chân phái sẽ thành được bực nào điên cuồng? Cái này, lần này thật sự là nháo cho ra lộn xộn. CMN. Trước ta lại còn suy nghĩ chạy tới săn loại này người. Ta hắn mà thật sự là đầu óc có ét. Đám người không nhịn được cuồng chấn, tất cả mọi người trong lòng và trên mặt đều tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Không có biện pháp, chư hình là ai? Đây chính là Nhan Chân phái thế hệ này kiệt xuất nhất, thiên tài nhất yêu nghiệt, bị dự là Nhan Chân phái tương lai hy vọng, tương lai tông phái cột trụ. Nhưng bây giờ thì sao? Nặng như vậy cần người vật. Nhan Chân phái tương lai hy vọng cùng thiên kiêu, nhưng bị người giết. Tin tức này nếu là bị Nhan Chân phái biết, truyền về đi. Trời mới biết vậy một đám Nhan Chân phái cao tầng sẽ có nhiều điên cuồng. Nhiều tức giận. Như vậy cảnh tượng, thật là làm người ta không dám nghĩ giống. Nhất thời, không ít người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Thậm chí đều có người lặng lẽ mễ trốn, không dám lại xen vào đến kinh khủng này nước xoáy chính giữa tới. Dù sao bây giờ quân phù đã bị Trần Phi bắt được, chẳng lẽ, bọn họ còn dám cướp sao? Ngươi điên rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện, nhưng là vậy Bùi Uyển Tình sắc mặt kinh biến nhìn Trần Phi, không rõ cho nên nói. Nàng rõ ràng nói với Trần Phi, chuyện này nhất định không thể tiết lộ, nhưng là bây giờ cái này. Hắn chẳng lẽ cái này không biết hắn giết chư hình chuyện này một khi bộc lộ ra đi? Nhan Chân phái tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn. Đó là bực nào tai nạn, tại sao phải nói ra à? Đó là, Bùi Uyển Tình Bùi tiên tử. Mọi người thấy Bùi Uyển Tình xuất hiện, trực tiếp là sắc mặt không thể miêu tả giật mình nói. Thậm chí có những người này, còn theo bản năng lộ ra ái mộ vẻ. Phải biết, Bùi Uyển Tình Bùi tiên tử đây chính là thành U Lang năm trẻ một đời bốn đại mỹ nữ đứng đầu, lại là tuyệt sắc, lại là thiên phú cực cao. Nhất định chính là kiều nữ giống vậy tồn tại, cho nên, bọn họ sao có thể không thương mộ. Ồ, Bùi tiên tử và tên kia Vân, bọn họ là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ? Bất quá liền sau đó một khắc, có người phát hiện Trần Phi cùng vậy Bùi Uyển Tình giữa không đúng, mặt liền biến sắc,
có chút hiện lên lục quang, nói. Yên tâm đi, nói hết rồi ta tự có chủ trương. Chính là một cái nhan chân phái mà thôi, hắn muốn đến tìm ta phiền toái, liền không cân nhắc một chút giá phải trả là cái gì. Trần Phi đưa tay ở đó Bùi Uyển Tình trên đầu sờ một cái, hết sức ngoan ngoãn cười nói. Phịch! Nhất thời, tại chỗ tất cả nam, nhất là vậy Bùi Uyển Tình người ái mộ lại là không nhịn được một đôi mắt cũng xanh biếc. Tên khốn kiếp này lại dám và Bùi Uyển Tình tiên tử như vậy hôn thân mật. Như vậy lấy tay sờ đầu nàng. Trần Phi như vậy cử động, và vậy Bùi Uyển Tình tiên tử như vậy hôn thân mật, cảnh tượng như vậy rơi vào hiện trường một đám ái mộ Bùi Uyển Tình người trong mắt, không thể nghi ngờ là siêu cấp khiêu khích cử động. Làm bọn họ buồng tim cũng sắp nổ. Thời điểm như vậy, nếu là ở ngày thường ở giữa, như bọn họ không phải trước mới vừa thấy tận mắt Trần Phi lợi hại. Sợ rằng trong bọn họ bây giờ sớm sẽ có người ghen tị nhảy ra ngoài. Đối phó Trần Phi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể không một người dám động. Không tệ, mặc dù bọn họ bây giờ rất nhiều người đều là cặp mắt kích động, ánh mắt hiện lên lục quang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng là... trong bọn họ chính là thật không có một người dám động. Không có biện pháp, ngay tại Trần Phi trước nơi bày ra thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ thật nếu là đứng ra, không phải tự tìm cái chết. Cái này, thấy tình cảnh này... coi như là vậy cách đó không xa Tuyết Vân Lâu Thiên Kiêu Gia Cát Huân cũng là không nhịn được con ngươi híp một cái, rồi sau đó lắc đầu nở nụ cười khổ. Nói thật, Bùi Uyển Tình bực này kỳ nữ tử, ngươi nói hắn nếu là không có hứng thú, đây tuyệt đối là giả, chẳng qua là bây giờ. Xem ra sau này ta là không có cơ hội, đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, thở dài nói. Trần Phi yêu nghiệt cùng khủng bố, hắn để ở trong mắt, hạng nhân vật này, chỉ cần là không bị nhan chân phái đánh rớt. Tương lai tất nhiên lại sẽ là một tôn kinh khủng tồn tại. Cho nên, nói hắn bình tĩnh cũng tốt, quả quyết cũng tốt, thức thời vụ cũng được. Dù sao, hắn thì không muốn vì một người phụ nữ liền cùng loại này yêu nghiệt nhân vật xích mích. Vậy chân thực quá không đáng giá. Oanh! Bất quá nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng hơi thở xuất hiện, chỉ gặp vậy nhan chân phái cao thủ cả người toát ra kinh khủng linh khí cùng kiếm mang, còn người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi, tốt. Rất tốt. Dám động ta nhan chân phái tương lai hy vọng, ngươi thật rất tốt. Ta vẫn luôn rất tốt, cái này không dùng ngươi nói. Trần Phi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi, vậy nhan chân phái tam trọng thiên cao thủ lại lần nữa sắc mặt cứng đờ, hai tròng mắt máu đỏ lên, nhìn Trần Phi, đằng đằng sát khí, phải, bây giờ ngươi ở nơi này phách lối, ta đích xác là không làm gì được ngươi. Bất quá. Người tốt nhất từ bây giờ về sau đều bị ở nơi này thành u lang bên trong khu vực xuất hiện, nếu không, ta nhan chân phái tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, bất kỳ cùng ngươi có quan hệ người, thế lực, đều phải chết. Trần Phi nghe vậy con ngươi ngay tức thì run lên, hắn cũng không phải là một người cô đơn, mà là còn có Minh Thần Động. Xem ra ngươi là đang uy hiếp ta, Trần Phi nhìn đối phương, con ngươi uy nghiêm nói. Ngươi có thể như thế lấy là... vậy chúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên ông già đối chọi tương đối gay gắt. Ha ha, Trần Phi lạnh lùng cười một tiếng, cả người đột nhiên toát ra trần trụi khỏa thân sát khí. Ngươi, vậy nhan chân phái tam trọng thiên ông già mặt liền biến sắc, nhìn Trần Phi, kiêng kỵ nói, làm sao, ngươi còn muốn giết ta? Đáng tiếc, ngươi có lẽ không như vậy thực lực chứ? Hắn là một vị chúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, muốn phải đi nói. Coi như là Trần Phi mới vừa rồi nơi bày ra thực lực, cũng đừng nghĩ đem hắn ngăn lại. Đây cũng là hắn bây giờ còn dám ở nơi này nói nhảm nhiều như vậy dựa vào. Muốn thật là không nói một lời, áo não cút đi, mất hết mặt mũi. Ha ha, Trần Phi lại lần nữa cười lạnh cười, nói, xem ra ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói nhảm lâu như vậy, là không có biện pháp giết ngươi. Ừ. Vậy nhan chân phái tam trọng thiên ông già nghe vậy con người bỗng nhiên co rúm một cái, cảm giác được bất an cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, vậy mọi người tại đây cũng là sắc mặt đổi một cái, nhìn Trần Phi. Hắn lại có thể sẽ nói ra những lời này, chẳng lẽ hắn thật đúng là chuẩn bị đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ lưu lại. Có thể hắn dựa vào cái gì? Từ đâu ra như vậy sức cùng tư cách? Cái gì? Nhưng vào lúc này... vậy nhan chân phái tam trọng thiên cao thủ bỗng nhiên cúi đầu, nhìn chân mình hạ, chẳng biết lúc nào cuối cùng có từng cái màu xám trắng dây nhỏ lặng lẽ không hơi thở hợp thành một tòa khổng lồ thần bí.
Cái này làm hắn không nhịn được ngay tức thì sắc mặt đại biến đứng lên, kinh hô. Phá cho ta, hắn cả người linh khí lớn tăng, linh khí kích động, hướng từ mình bây giờ nơi thân ở mảnh khu vực kia bên trong sông ra. Nhưng mà, thấy vậy Trần Phi nhưng khẽ mỉm cười một cái. Đã phát hiện sao, nhưng là rất đáng tiếc, đã muộn. Trần Phi giương tay một cái, vậy đối phương dưới chân thần bí dây nhỏ trực tiếp là hợp thành một tòa kinh khủng trận pháp. Hắn thanh âm, cũng là lạnh nhạt ở cái này trong đại điện vang vọng. Sấm viêm trận. Phịch. Một đạo kinh khủng rên thần nổ lên, vậy lớn trong chấn động trực tiếp là có vô số bao quanh màu đỏ thấm kiếm khí dây nhỏ đi ra, đem vậy nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ thân thể quấn quanh ở, giống như là xiềng xích vậy. Đùng đùng nổi lên giống như là sấm sét giống vậy đồ. Chút thủ đoạn công kích đối với vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ mặc dù không dùng, có thể là có thể đem ngắn ngủi trong thời gian phong khóa lại thủ đoạn. Nhưng là làm vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm nhận được kinh khủng tuyệt vọng nguy cơ hơi thở. Nhân trận lục trọng trận pháp, hắn lại có thể, còn là một vị nhân trận lục trọng trận pháp sư. Xa xa, vậy đã từng và Trần Phi từng có giao thủ Ngạn Thanh Vân sắc mặt kinh biến nhìn trước mặt một màn này. Vậy hắn lòng hạng mục chính giữa, đã là vô cùng là hối hận. Nếu là hắn sớm biết Trần Phi là một yêu nghiệt như vậy người, vậy hắn căn bản cũng không có thể sẽ chạy tới dính vào loại này nước đục. Mà bây giờ, trước chiếc đều đã đánh, muốn vãn hồi cục diện, há lại là như vậy dễ dàng. Nhân trận lục trọng trận pháp sư, T, những người khác nhãn lực vậy rất rõ ràng, một cái chính là nhìn thấu Trần Phi tờ này trận pháp sư lá bài tẩy cấp bậc. Như vậy trận pháp, mặc dù không làm gì được một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả. Nhưng mà, chỉ cần trận pháp này có thể đem hắn kéo một đoạn thời gian, như vậy, không là đủ rồi. Bây giờ ngươi còn cho rằng, ta có thể hay không đem ngươi lưu lại nơi này. Trần Phi bước chân không nhanh không chậm hướng bị trận pháp khống ở nhan chân phái tam trọng thiên cao thủ đi tới, cùng lúc đó, sau lưng hắn đã là có nghịch không kiếm trận ở đó chậm rãi thành hình. Lấy hắn hiện nay thực lực, toàn lực thi triển dưới nghịch không kiếm trận, tuyệt đối là có năng lực đem vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ giết chết. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt hung ác lệ, nâng lên tay, thanh âm lạnh như băng trực tiếp là từ hắn trong miệng khạc ra. Được rồi, không muốn cùng ngươi nói sao nhiều như vậy. Tạm biệt. Oanh. Một khắc sau, vậy nghịch không kiếm trận kinh khủng rơi xuống, đếm không hết kiếm khí kích động, ngọn lửa kinh khủng lan tràn ở trên đó phương, nhiệt độ cao dọa người. Đem mảnh khu vực kia trực tiếp là tạo nên thật giống như địa ngục vậy cảnh tượng. Nhan chân phái tam trọng thiên cao thủ trực tiếp là con ngươi teo lại tới, hạng mục tỳ sắp nứt, điên cuồng hét lên, tiểu tạp chủng, ngươi dám động ta, ta nhan chân phái tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Muốn tru diệt ngươi cửu tộc. Oanh, hắn mặc dù bị khống chế được, nhưng dẫu sao còn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, không phải người yếu, bắt đầu phản kháng, cùng Trần Phi bộc phát kinh khủng đại chiến. Phải không, ta mỏi mắt mong chờ. Bất quá, người tốt nhất cầu nguyện các người cái gì đó nhan chân phái, đừng đùa lửa tự thiêu. Trần Phi cười một tiếng, cho thấy kinh người nghe thực lực, hoàn toàn là đem vậy nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ cho nghiền ép. Như vậy, đại khái gần nửa nén hương sau đó, vậy nhan chân phái tam trọng thiên cao thủ chân thực không cách nào lực địch, hóa thành một cổ thi thể, bị vậy kích động kiếm khí xuyên thủng thân thể. Mất đi sức sống. Chết, chết thật, mọi người thân thể cứng ngắc, sắc mặt đại biến, con người điên cuồng run rẩy. Một vị trúc cơ chân nhân liền tam trọng thiên cao thủ chết, đây có thể tuyệt không phải là đùa. Hơn nữa còn có chư hình, bị dự là nhan chân phái tương lai hy vọng. Mà bây giờ, thật giống như vậy vẫn là chết ở địa cung này chính giữa. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn Trần Phi sắc mặt không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Như vậy rung động. Bọn họ thật là khó mà hình dung đi ra. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy nhan chân phái tam trọng thiên cao thủ thi thể đột nhiên giật, Trần Phi hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là chậm, sau đó, một đạo ác độc hồi quang phản chiếu gào thét trực tiếp là ở cái này trong cung điện nổ vang. Tiểu tạp chủng này lấy được địa cung này chính giữa lớn nhất bảo tàng. Một vị nguyên đan chân quân cảnh cường giả dưới quyền truyền thừa của quân đội, ngay tại trên người hắn. Ngay tại trên người hắn à? Vèo. Vèo, vèo, bình bịch bịch, đếm không hết kiếm khí rơi xuống, đem vậy nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ triệt để giết là chết hẳn. Nhưng mà, Trần Phi trước muốn phải giấu giếm bí mật lớn nhất,
vẫn là lộ ra ngoài. Mọi người sắc mặt vào lúc này biến đứng lên. Cái gì, địa cung này chính giữa bí mật lớn nhất. T, một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại thủ hạ truyền thừa của quân đội. Thiệt hay giả? Có lẽ, chỉ sợ là thật, người không có nghe gặp mới vừa rồi hắn nói, hỏi Chư Hình đi đâu. Nếu như ta đoán không lầm, trước, Chư Hình hẳn là và hắn cùng đi đón nhận vậy truyền thừa của quân đội khảo nghiệm. Hẳn đi, hơn nữa không biết các người có chú ý không, mới vừa rồi vậy bảo vật, là một quả quân phù, mà Trần Phi vừa xuất hiện thời điểm, vậy quân phù, liền tự động là hướng hắn bay đi. Cái này trong, hoặc giả là có cái ải gì liên và bí mật. Một vị nguyên đan chân quân cảnh cường giả lưu lại quân đội, như vậy truyền thừa, cái này. Tất cả mọi người đều bị vậy nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ trước khi chết hồi quang phản chiếu giữ bí mật làm cho giật mình. Thần sắc vô cùng chấn động cùng rung động. Dẫu sao, một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại nơi lưu lại quân đội, như vậy truyền thừa, mạnh mẽ bao nhiêu, có nhiều cái có giá trị, có nhiều tràn đầy sức hấp dẫn. Đây quả thực là không cần nói cũng biết. Tin tức này nếu như truyền đi, truyền về đến thành U Lang. Chỉ sợ cũng coi như là bốn lớn đứng đầu cấp thế lực cũng biết không ngồi yên. Nhất thời, từng đạo ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mình, tràn đầy tham lam. Trần Phi khẽ nhíu mày, không nói một lời, xoay người sang chỗ khác, hướng bên cạnh Bùi Huyền Tình nói. Chúng ta đi thôi. Vèo. Nhưng mà, Trần hắn bước cũng còn không có bước ra, hắn cũng cảm giác được một cổ minh mông lực lượng xuất hiện ở hắn phía trước, từ bầu trời bắn chết xuống, đem trước mặt hắn con đường ngăn trở. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhưng là một vị sắc mặt kiêu căng mái tóc dài người trung niên, đứng ở nơi đó. Hắn. Đem Trần Phi rời đi con đường cho cản trở. Ngươi, có ý gì? Trần Phi chân mày nếp nhăn được sâu hơn, nhàn nhạt nói. Có ý gì? Người nọ cười một tiếng, nói ta cảm thấy, nếu không tiểu huynh đệ ngươi trước lưu lại, đem có mấy lời nói rõ ràng, lại đi. Hắn trong miệng nguyên đan chân quân cảnh cường giả quân đội truyền thừa, là cái gì? Người nọ ánh mắt biến đổi, vô cùng sắc bén, rơi vào Trần Phi trên mình, tràn đầy áp lực cùng không tốt. Lạnh lùng quát lên. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhìn được con ngươi hơi co lại, chớp động vẻ khác thường, nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi sắc mặt lập tức cũng có chút trầm xuống. Hàn mang lóe lên. Người rõ ràng mang tham lam cùng bén ánh mắt trực tiếp là Trần Phi sắc mặt ngay tức thì liền trầm xuống, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt lại nhìn chung quanh một vòng xuẩn xuẩn dục động mọi người, lạnh lùng nói. Xem ra, các người là đều muốn nghe ta nói giải thích. Bực này giọng, làm vậy ngăn lại Trần Phi người trực tiếp là ánh mắt ngưng ngưng, cau mày, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, địa cung này là do bọn ta chung nhau mở rộng, người một người được bảo bối, sợ là có chút không quá thích hợp chứ. Không tệ, đem cái gì đó xích tiêu quân truyền thừa giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, hôm nay thần tiên tới cũng khó cứu ngươi. Có người đứng ra nói, lời nói ở giữa tràn đầy tham lam. Tự tìm cái chết, Trần Phi con người run lên. Bước chân một bước, nghịch không kiếm trận giống như là vẫn thạch sóng lớn vậy, dung chuyển vân không, hướng vậy tâm hoài bất quỹ người vọt tới, để cho người cảm thấy tí ti cảm giác hít thở không thông. Phốc suy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay sau đó, chỉ nghe gặp một tiếng rên, chỉ gặp kiếm khí kích động, vậy nghịch không kiếm trận kiếm quang lại có thể trực tiếp là ở vân không chính giữa xé đứng lên. Vậy đứng ra lời nói tham lam người. Trực tiếp là bị kiếm khí này xóa bỏ, liền kêu thảm thiết cũng không có thể đuổi kịp lúc phát ra, giết trong chớp mắt mà chết. Nhất thời, tại chỗ không ít người ánh mắt đều là cứng đờ, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Có chút không nói ra lời. Thằng nhóc này, lại còn dám giết người, làm thật là có chút quá bá đạo. Ngăn lại Trần Phi người con ngươi ửng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt lộ ra ý định giết người, nói, người biết người bây giờ đang làm gì. Hắn là ta Thiên Long Môn người, người dám giết. Thiên Long Môn. Mọi người ánh mắt lại là run lên. Thiên Long Môn, vậy cũng là thành U Lang một trong bốn đại thế lực đứng đầu. Hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất cái đó. T, nguyên lai là hắn, Lô Hoành, Thiên Long Môn 18 đỉnh một trong một đỉnh phong chủ. Bỗng ở giữa, có người kinh hô, nhìn vậy ngăn Trần Phi người mặt đầy rung động. Thiên Long Môn chính là thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp thực lực xếp hạng thứ nhất thế lực cường hãn, có 18 ngọn núi đầu, mỗi một đỉnh hiện đảm nhiệm phong chủ thực lực đều mạnh đáng sợ.
ít nhất đều là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Cái gì, Lô Hoành, hắn lại có thể cũng tới. Nghe được cái này tiếng kinh hô, đám người một hồi xôn xao. Thiên Long môn 18 đỉnh một trong phong chủ, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, bực này tồn tại, có thể làm bọn họ không có biện pháp không cảm thấy chấn động. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Nghe được cái này xôn xao thanh, Trần Phi mặt không cảm giác, bước chân một bước, nhất thời có kinh khủng lực lượng từ hắn bên trong thân thể kích đống đi ra. Kiếm khí ngang dọc, kiếm ý gào thét, kiếm khí kia trong, lại là có khủng bố lực lượng thần bí xuất hiện, làm mọi người tại đây đều là cảm giác được có loại nguy hiểm cảm giác kỳ dị. Đại viên mãn kiếm ý, vậy Lô Hoành con người co giúp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trước mặt gào thét kiếm khí, sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng là khó xem. Không sai, chính là đại viên mãn kiếm ý. Trần Phi con người híp một cái, cười tủm tỉm nói. Không biết địa cung này đến tột cùng là hắn đất lành, hay là thế nào dạng. Ở đột phá tu vi đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sau đó, kiếm đạo của hắn cảnh giới, lại có thể vậy đi theo đột phá đến đại viên mãn kiếm ý. Bực này cao độ, làm hắn coi như là lại đối mặt trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, vậy là có thể vẫn không sợ. Tránh ra, nếu không liền trực tiếp đánh đi. Sống chết là do thiên mệnh, người bây giờ, nghĩ rõ ràng, ba cái hô hấp bên trong cho ta câu trả lời. Trần Phi đưa tay ba ngón tay, nhàn nhạt lạnh nhạt nói. Ngươi, vậy Lô Hoành ngay tức thì sắc mặt âm trầm xuống, vô cùng tức giận. Hắn thân phận gì, thích hợp luân lạc tới có thể bị một người trẻ tuổi uy hiếp đến nước. Vậy thì không muốn nói. Trần Phi ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Phải, vậy thì động thủ đi. Oanh! Trần Phi trực tiếp là ra tay, kinh khủng kiếm khí ở sau lưng hắn ngưng tụ thành lực lượng cường hãn, giống như là có thực chất bản, chém xuống một kiếm kia chính giữa lại hình như là ẩn chứa đủ để liệt sơn khủng bố. Mấy trăm đạo kiếm khí đem vậy Lô Hoành cho che mất, để cho hắn cảm giác được tâm thần run rẩy, không đường có thể trốn. T, như thế lợi hại, mọi người ánh mắt run lên, khó tin. Phải biết, cái này Lô Hoành nhưng mà Thiên Long môn 18 đỉnh phong chủ một trong. Bây giờ, nhưng lại có thể bị một kiếm này áp chế. Tiểu súc sinh, thật lấy là thiên phú không tệ là có thể vô cùng gan dạ, tùy ý vọng vi. Phải, nếu ngươi ngày hôm nay muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Thùy không trung trưởng, có thể nhưng vào lúc này, vậy Lô Hoành cuồng nộ thanh âm vang lên. Trong hư không, trực tiếp là có kinh khủng trưởng ấn xuất hiện, giống như là kình ở trên bầu trời, hung hăng rơi xuống, thế đại lực trầm, vô cùng khủng bố. Từng đạo đáng sợ trưởng lực hướng Trần Phi nhào tới giết, lộ ra kinh khủng hơi thở. Làm người ta kinh hãi. Trần Phi ánh mắt ngay tức thì ngưng ngưng. Cái này Lô Hoành chính là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, đúng là thực theo trước những người đó không giống nhau. Cái này các thủ đoạn, hết sức đáng sợ. Bất quá sau đó, liền gặp mắt thần run lên, từ trong cơ thể hắn trực tiếp là lại lần nữa chen đầy đáng sợ kiếm khí, kiếm ý. Hóa vào vậy xích viêm thủy triều lên xuống chén chính giữa, người sau bay lên không, thành là một đoàn ngọn lửa, hướng vậy Lô Hoành nghiền chen lấn liền đã qua. Xích viêm thủy triều lên xuống chén, đáng chết, Lô Hoành sắc mặt mãnh biến đổi, nhưng cũng đã là bị vậy ngọn lửa kinh khủng bao phủ, cường hãn kiếm khí xé xuống, phải đem hắn xé nát. Hư không chấn động, oanh, một khắc sau, khổng lồ kia ngọn lửa đem vậy một phiến khu vực trực tiếp là che mất. Nhiệt độ kinh khủng cùng kiếm khí dung hợp vào một chỗ, trở thành hủy diệt chập chờn. T, không ít người ngược lại hút khí lạnh, trong mắt co rúm lại, trực tiếp là sắc mặt kinh biến rút đi, bất quá sau đó, nhưng là lại có một cổ kinh khủng chập chờn từ vậy trong ngọn lửa kịch liệt phóng thích ra ngoài. Rất là kinh người. Phịch, một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa kia chính giữa cuối cùng trống lên một đạo dơ lên trời bóng người. Ở đó Lô Hoành sau lưng. Một đạo tràn đầy khủng bố chập chờn màu tím bóng dáng xuất hiện, ngưng tụ thành thực chất, cánh tay quả đấm hung hăng đánh. Tử ma thần quyền. Vậy Lô Hoành giận dữ hét, uy thế chấn thiên hám, vô cùng kinh người. T, là Thiên Long môn chí cao tuyệt học, tử ma chân kinh. Lô Hoành lại là tu luyện môn công pháp này. Rất nhiều người cuồng chấn. Oanh, kinh khủng kia quả đấm rơi vào trên ngọn lửa, nhất thời. Một cổ kinh người sóng gợn tựa như là hủy diệt sóng trùng kích như nhau tản ra. Dẫn được địa cung đều ở đây kịch liệt chấn động.
Cái này Lô Hành không hổ là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, thật, thật rất mạnh. Gió lay qua, Trần Phi bóng người xuất hiện ở Lâm Phong chiến trường hơn 10 gạo xa bên ngoài địa phương, ánh mắt âm trầm, nhìn đối phương. Lô Hành cũng là như vậy, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói tiểu xúc sinh, thực lực ngược lại không tệ. Bất quá chỉ là như vậy, người cảm thấy có thể làm ta thế nào? Coi là thật không tự lượng sức, hừ. Vừa nói, hắn thân thể trực tiếp nhảy lên hư không, sau lưng khổng lồ tử ma thần tản ra cường hãn chập chờn, giống như là thiên thần vậy, nhất thời từng đạo kinh khủng khí cơ trực tiếp là đem Trần Phi phong tỏa. Tất cả đều là kinh khủng lực lượng ở tàn phá. Chớ cùng hắn ở nơi này dây dưa, không có ý nghĩa. Hơn nữa nếu như bị hắn đem những người khác lòng tham lam vuốt tới, có lẽ còn biết có chút phiền toái. Trong thức hải trận kinh không nhắc nhở. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, gật đầu một cái. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn hung ác hướng vậy Lô Hành nhìn, khóe miệng móc một cái, bỗng ở giữa uy nghiêm cười một tiếng, nói, bất quá trước khi đi, vẫn là được cho hắn một ít trọn đời khó quên dạy bảo. Nhìn Trần Phi vậy hung ác, xâm nhiên ánh mắt, vậy Lô Hành chẳng biết tại sao, trong lòng hiện ra mấy phần bất an. Oanh! Nhưng vào lúc này, kinh khủng hơi thở dốc tăng, vậy vân không chính giữa bất ngờ là bị cuồng trào kiếm khí, kiếm ý cho che mất. Nghịch không kiếm trận bao trùm ở giữa không trung, chập chờn vô cùng cường hãn. Lại là chiêu này, cũng chưa có những thứ khác có thể nhìn. Vậy Lô Hành thấy tình cảnh này, khinh thường nói. Phải không, vậy không như vậy ngươi mượn nữa ta một chiêu này thử một chút. Trần Phi lạnh lùng cười một tiếng, cả người khí thế cuồng trào, nghịch không kiếm trận hướng đối phương đấu đá đi. Kiếm khí ngang dọc, kiếm ý xé, vô cùng khủng bố. Hơn nữa, nhưng vào lúc này, vậy nghịch không kiếm trận cũng nhanh phải rơi vào Lô Hành trên mình, nó lại có thể bỗng ở giữa từ bộc phát lên. Làm vậy mảnh không gian vặn vẹo. Cái gì, Lô Hành sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng kinh hoàng, thân hình chớp động, muốn chạy trốn, đáng tiếc, cũng đã là chậm. Kinh khủng nghịch không kiếm trận tự bạo đem hắn rất miễn cưỡng từ ngày đó không trung đánh rơi. Bắp thịt bị xé, cả người máu tươi rầm rề, nhiễm đỏ hư không, thậm chí cũng thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây không nhịn được là ngược lại hút khí lạnh. Trong lòng vô cùng rung động. Phải biết Lô Hành nhưng mà trúc cơ chân nhân tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng đừng bị thương nặng như vậy. Tạm biệt. À, đúng rồi, lần sau nhớ đừng để cho ta thấy được ngươi, nếu không, ha ha. Trần Phi cười lạnh thanh âm càng ngày càng xa, làm vậy Lô Hành trực tiếp là không nhịn được lại lần nữa hộc máu. Tức giận không thôi. Cùng lúc đó, ở hắn trong suy nghĩ cũng là có nồng nặc bất an, cùng hốt hoảng xuất hiện. Trần Phi khủng bố, hắn ngày hôm nay chính mắt nơi gặp, liền hắn cũng có thể trọng thương, hơn nữa, trọng yếu nhất chính là tiểu xúc sinh này còn quá trẻ tuổi. Đây nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn Lô Hành lấy cái gì tới chống cự. Thằng nhóc này phải chết, ta bây giờ lập tức đổi ý thành U Lang, đem vậy đạt được nguyên đan chân quân cảnh cường giả thủ hạ quân đội truyền thừa sự việc truyền giao. Rồi sau đó liền gặp hắn mặt dữ tợn gầm nhẹ nói. Tràn đầy tàn bạo cùng sát ý. Chỉ cần tin tức này bị truyền giao, Trần Phi tất nhiên sẽ thành là đối tượng đả kích, đến lúc đó, hắn vậy mới có thể an tâm. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này cũng đã là nhanh chóng rời đi địa cung. Địa cung ra, Thương Khôn sớm là ở chỗ đó chờ, vừa thấy được Trần Phi, liền lập tức kích động tiến lên đón. Chủ nhân, ngươi không có sao chứ? Thương Khôn nói. Dĩ nhiên, ngươi xem ta giống như có chuyện dáng vẻ sao? Trần Phi cười một tiếng, hướng bên cạnh Bùi Huyền Tình nói, xem ra chúng ta hẳn ở nơi này tách ra. Bùi Huyền Tình nghe vậy sững sốt một chút, hàm răng cắn mềm non môi dưới, nói, ngươi ngày hôm nay gây ra chuyện lớn như vậy, sợ rằng sau đó, toàn bộ thành U Lang cũng biết để mắt tới ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cái gì? Toàn bộ thành U Lang cũng biết để mắt tới chủ nhân. Thương Khôn nghe vậy cứng đờ, thần sắc đại biến. Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, loãng cười nói, thuyền đến đầu cầu thẳng như vậy thẳng. Tiểu tỷ tỷ ngươi đi về trước đi, còn có Thương Khôn cũng vậy, ta một người hoạt động một chút. Bùi Huyền Tình nghe vậy thân thể mềm mại run lên, nói, ngươi muốn làm gì? Giữ bí mật, Trần Phi cười một tiếng, phóng lên cao, chỉ để lại cười nhạt thanh ở bọn họ bên tai vang vọng. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực, liền những phế vật kia. Còn không làm gì được ta.
Cùng lúc đó, Trần Phi còn thông qua ở lại Ly Uyên trên người trí nhớ dấu vết, dò xét tới chỗ quả nhiên đã là ở mấy ngoài trăm dặm cách đó không xa ngừng lại. Hẳn là đang nghỉ ngơi đi. Ma Vương Thi Hải à, tiền bối lần này ngươi có thể được phù hộ ta. Hai cái yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên, suy nghĩ một chút, thật vẫn là kích thích à. Trần Phi lẩm bẩm nói. Không tệ, hắn bây giờ chính là chuẩn bị đi tìm vậy thiên hạc yêu tộc tứ vương tử Ly Uyên ra tay. Nếu có thể đạt được vậy cái Ma Vương Thi Hải, nói không chừng, hắn liền có thể có được một vị đại trận sư núi dựa. Đến lúc đó, coi như là nguyên đan chân quân cảnh kẻ địch, hắn vậy không cần sợ hãi. Cho nên cái nguy hiểm này đáng bốc lên, hơn nữa phải được thử một lần. Một khi thành công, lợi nhuận đúng là vô cùng thiên đại. Thần bí cung ngoài mấy trăm dặm, đó là một cái lao nhanh không ngừng sông lớn, trùng điệp hướng mênh mông phương xa. Đoàn người, cả người phiêu tán nhàn nhạt khói độc, cả người hắc bào, đang ở nơi đó hơi làm dừng lại nghỉ ngơi. Chúc mừng tứ vương tử, chúc mừng tứ vương tử, hôm nay được này Ma Vương cường giả thi hài, tất có thể tụy luyện ra tuyệt thế kỳ độc. Đến lúc đó, quân lâm thiên hạ, vậy trăm ngàn dặm đất đai, còn không phải là tứ vương tử ngài tương lai vật trong túi. Đoàn người chính giữa, có người hướng vậy mặt đầy ngạo nghễ thiên hạc yêu tộc tứ vương tử Ly Uyên, nói nịnh. Hôm nay lấy được cái này Ma Vương thi hài, Ly Uyên, chỉ sợ cũng sẽ là bọn họ thiên hạc yêu tộc nhiệm kỳ kế vua mới. Bây giờ không nịnh hót, còn chờ cái gì thời điểm? Nơi đó, vậy Ly Uyên hơi khiêm tốn ngạo nghễ cười, có thể nhưng vào lúc này, ở bên người hắn cách đó không xa một vị yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cường giả lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Hẹp dài con mắt chính giữ hiện ra uy nghiêm, nhìn về phương xa, quát lạnh. Người nào, cút ra đây. Ừ, Ly Uyên đám người sắc mặt biến, nhìn về cái hướng kia, nhưng phát hiện một cái hết sức quen thuộc loài người tu sĩ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là ngươi, vậy Ly Uyên trên mặt nổi lên nghiền ngẫm vẻ, nhìn người đến, nhàn nhạt nói, làm sao, đắc tội quá nhiều người, muốn đến đầu dựa vào chúng ta thiên hạc yêu tộc. Ừ, bằng ngươi cái này luyện đan sư thân phận. Còn có vậy xích tiêu quân truyền thừa, ngược lại là hơi có như vậy chút tư cách. Hiển nhiên, vậy người vừa tới không phải là người khác, chính là Trần Phi. Đầu dựa vào, Trần Phi cười một tiếng, khóe miệng phác họa nhàn nhạt nụ cười, nói tứ vương tử đúng không? Ta nghĩ, ngươi là hơi có chút hiểu sai ý. Vậy ngươi bây giờ là tới làm gì? Cũng đừng quên, trước lúc rời đi, ta đã cảnh cáo ngươi, tắm xong cổ, lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ muốn ngươi mạng nhỏ. Vậy Ly Uyên thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói. Muốn ta mạng nhỏ, sợ rằng ngươi còn không có như vậy năng lực. Trần Phi loáng cười một tiếng, còn ngươi hiện ra lau một cái hàn mang, nói, được rồi, không cùng ngươi nói nhảm, ta đến tìm ngươi, là muốn tìm ngươi muốn một món đồ. Đồ, thứ gì, Ly Uyên hừ lạnh nói. Vậy cái Ma Vương thi hài, Trần Phi mở miệng. Ma Vương thi hài, Ly Uyên nghe vậy ngây ngẩn, chỉ chốc lát sau. Liền gặp hắn hình như là nghe được cái gì chợt thiên hạ lớn kê cười nhạo, nhìn Trần Phi, ôm bụng cười lớn, mặt đầy đều là giễu cợt, nói, này, ta nói ngươi bây giờ là không phải đầu óc bị người đánh hồ đồ. Đang làm gì ban ngày nằm mộng? Vậy Ma Vương thi hài, cũng là ngươi loại phế vật này có thể chấm mút. Xem ra, ngươi là thật có chút sống đủ rồi. Ly Uyên hừ lạnh một tiếng, hướng bên người một vị yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cường giả ông già nói, oán lão, kính nhờ. Thằng nhóc này muốn tìm cái chết, vậy thì phát tốt bụng tác thành hắn đi. Ha ha, vậy cùng hắn bên người hai lớn yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên một người trong đó, một vị nhìn như hết sức dữ tợn thiên hạc yêu tộc cụ già dữ tợn cười một tiếng, thân hình chớp mắt, trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, trong miệng phun ra thanh âm giễu cợt. Thằng nhóc, người thật nghĩ như vậy muốn chết sao? Vừa vặn, trên mình người vậy xích tiêu quân truyền thừa, chúng ta cũng chỉ thu nhận. Ông già loãng mở miệng cười, một cổ kinh khủng yêu khí trào hiện ra, tựa như là trời long đất lỡ vậy, chèn ép Trần Phi trực tiếp là có chút không có biện pháp nhúc nhích. Oanh! Không hổ là yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ, thật là cường hãn, cho dù là không so được ngày đó phách thiên, bây giờ nhìn lại, vậy không tra được địa phương nào đi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đối phương như vậy đẳng cấp cường giả cao thủ, còn không ngừng là một vị. Rồi sau đó có hai vị. Đây chính là yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ. Quả thật là lợi hại. Nếu là không có gì chắc chắn bài mà nói, ta bây giờ thật giống như là tới uổng công tìm chết.
nhìn đối phương vậy ngập trời khí tức kinh khủng, Trần Phi híp mắt cười một tiếng. Sau đó liền gặp bàn tay lặng lẽ ở giữa lật một cái, một quả màu tím tiểu lò lặng lẽ không hơi thở xuất hiện. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, Ma Vương thi hài, giao ra, nếu không thì đừng trách ta ra tay. Trần Phi thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, làm vậy Lưu Uyên cùng với một đám thiên hạc yêu tộc cường giả trực tiếp là kỳ cười lên. Quán lão, xem ra thằng nhóc này là thật sự có chút đầu óc hư. Động thủ đi, giết hắn, đầu xuôi đuôi lọt, tiết kiệm phiền toái. Lưu Uyên ngẩng cao đầu, cười lạnh nói. Ừ, vậy yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cường giả Oán lão lạnh gật đầu cười, nhìn về Trần Phi, cặp kia giữ tợn con người chính giữa trực tiếp là có kinh người ánh sáng hiện ra. Cười lạnh không dứt. Nếu là chính ngươi chạy đến tìm chết, vậy cũng đừng trách lão hủ ra tay không cái đúng mực. Chết đi. Oán lão cười lạnh, trực tiếp là bắt đầu động thủ. Oanh, kinh khủng yêu khí ở sau lưng hắn ngưng tụ thành cuồn cuộn khói độc quang ba. Khủng bố tới cực điểm, vô cùng cường hãn, thoáng qua ở giữa liền muốn Trần Phi đánh giết đi. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng khí cơ còn nghĩ Trần Phi cho phong tỏa lại, để cho hắn trốn cũng không thể chạy trốn. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt tiếng cười lạnh quỷ dị truyền ra, sát theo, liền gặp vậy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa màu tím lò lửa, từ vậy lò miệng phun bắn ra ngọn lửa màu tím, vô cùng khủng bố, thiêu hủy hư không. Làm vậy Oán lão ngay tức thì sợ hãi, cảm nhận được vô cùng đáng sợ uy hiếp. Cái gì, đó là vật gì, lại có kinh khủng như vậy uy năng? Một vị khác yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cụ già cũng là thốt nhiên biến sắc đứng lên. Màu tím kia lò lửa, còn có vậy ngọn lửa màu tím, thật là quá đáng sợ, hắn cảm giác mình nếu là bị vật kia dính vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phốc suy. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở sau lưng hắn lại đột nhiên thiêu đốt lên liền một thốc nho nhỏ ngọn lửa màu tím. Nhất thời, hắn con người chính là không nhịn được cuồng co lên tới. Trở thành mũi châm. Không, cút ngay cho ta, hắn mặt đầy sợ hãi, thân sắc đại biến, bạo phát ra mình cường hãn nhất. Kinh người nhất lực lượng, nhưng mà, vậy ngọn lửa màu tím nhưng hơn nữa nguy hiểm, thật giống như phụ cốt chi thư, đốt tới trên người hắn. Kế hoạch thành công, thấy tình cảnh này. Trần Phi trực tiếp là khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không tệ, hắn lá bài tẩy chính là cái này ly chân lô, và vậy ly chân lô bên trong khủng bố tử cực chân hỏa. Đồ chơi này, liền nguyên đan chân quân cảnh cường giả đều có chút không gánh nổi, chứ nói chi là hai cái yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên yêu tộc. Chỉ muốn đem chúng nó giải quyết, còn dư lại, liền dễ xử lý nhiều. Sát theo. Vậy Lưu Uyên sau lưng yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ bị tử cực chân hỏa đốt thành cho tàn. Một vị khác giết hướng Trần Phi Oán lão, lại là liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, trực tiếp là bị tử cực chân hỏa nuốt sống. Ở một cái chớp mắt này bây giờ, thiên hạc yêu tộc hai lớn yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cường giả. Chết! Ngươi! Lưu Uyên sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, thân thể cứng ngắc, nhìn về Trần Phi sắc mặt tràn đầy kinh hãi muốn chết vẻ. Hắn hai vị yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ chết. Cái này, điều này sao có thể à? Không chỉ là hắn bên cạnh còn sót lại 3-4 cái thiên hạc yêu tộc cao thủ lúc này cũng là hoàn toàn sợ vỡ mật, cả người bị mồ hôi lạnh đánh ướt đẫm, mặt đầy sợ hãi, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên, kết cục như vậy cũng là bọn họ hoàn toàn khó tin. Cái này, loài người này tu sĩ, là, tại sao phải có kinh khủng như vậy mạnh đại pháp bảo? Bây giờ, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản thanh âm vang lên. Sau đó Lưu Uyên liền thấy Trần Phi thì đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ bên trong túi đựng đồ lấy ra trang bị ngàn năm linh nhũ hồ lô rượu, hướng về phía trong miệng hung hăng đổ mấy hớp. Ừ, cái này hàng thích chữ tựa hồ đã có chút không đủ dùng à. Ly chân lô có 21 nặng cấm chế, là cường đại nhất hoàng kim pháp bảo. Cho nên lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ là như thế dùng một chút, liền trực tiếp là đem trong cơ thể hắn tất cả linh khí cũng toàn bộ hút khô. Cho nên hắn trước khi được là thật ra thì cũng là một loại thiên đại đánh bạc, nếu là thua cuộc, đối phương hai lớn yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ tùy ý một người không có chết, như vậy hắn liền thảm. Hậu quả tuyệt đối là sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá thật may, bây giờ kế hoạch này coi như là hoàn mỹ thành công. Hơn nữa. Đối phương còn bị hắn thành công hù dọa ở, để lại cho hắn khôi phục linh khí thời gian,
Ngươi dám giết chúng ta thiên hạc yêu tộc cao thủ, ngươi biết đây là cái gì hậu quả sao? Vậy Ly Uyên thân thể run lên, nhìn Trần Phi có chút sắc lệ nội cha nói. Hai lớn yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ, đừng nói chính hắn, coi như là hắn phụ vương, đối với loại này tổn thất to lớn, vậy nhất định là sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Cái này nhóm cao thủ, coi như là bọn họ cái này tộc lực lượng trung kiên, chết một người, đều là tổn thất to lớn, mà bây giờ nhưng lại có thể hợp với chết hai cái. Oanh! Kinh khủng đại viên mãn kiếm ý xuất hiện, vậy Ly Uyên trước ngực trực tiếp là gặp đòn nghiêm trọng, máu tươi bay vẩy, bị đánh bay ra mấy chục mét. Ngươi có phải hay không nơi này có chút không quá linh quang? Trần Phi chỉ đầu mình bên cạnh, nhàn nhạt nói, chúng ta thành U Lang cùng các người thiên hạc yêu tộc là tử địch. Mặc dù ta không phải thành U Lang người, nhưng giết thì giết, có thể có hậu quả gì không? Càn rỡ, ngươi dám đả thương tứ vương tử. Vậy một đám thiên hạc yêu tộc cao thủ cuối cùng là kịp phản ứng, giận dữ hét. Thằng nhóc này bất quá là dựa vào bảo vật lợi hại, bây giờ đã kiệt lực, vừa động thủ một cái, giết hắn chính là. Nhưng vào lúc này vậy Ly Uyên cuồng nộ thanh âm vang lên, cả người hóa là một đạo kinh khủng sóng trùng kích, khói độc đầy trời triệt, hướng vậy Trần Phi lướt đi, thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Hắn chính là yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, so cùng cấp loài người tu sĩ lợi hại hơn, Trần Phi trước một chiêu kia mặc dù lợi hại, nhưng vậy không làm gì được hắn. Hơn nữa, Trần Phi ngón này, còn để cho hắn bộc lộ ra mình chân chính thực lực. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp. Điểm này lực lượng, thật lấy là mình là thứ gì? Giết! Không sai, tứ vương tử nói không sai, chúng ta vừa động thủ một cái. Oanh! Nhất thời, Lưu Yên và vậy ba bốn cái thiên hạc yêu tộc cao thủ cũng hướng Trần Phi đánh tới, vô cùng cường hãn. Vô cùng khủng bố. Loại quy mô, coi như là một vị chân chính trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ tới, chỉ sợ cũng phải biến sắc. Trần Phi sắc mặt cũng là lập tức đổi một cái. Những người này nếu như liên hiệp, hắn vậy không địch lại. Tốc chiến tốc thắng, bây giờ đúng lúc là cơ hội. Ta giúp ngươi một tay. Nhưng vào lúc này, trong thức hải đột nhiên truyền đến trận kinh không thanh âm. Sát theo, Trần Phi cũng cảm giác vậy ly chân lô truyền đến dị động. Ly chân lô chính là trận kinh không pháp bảo, có sự giúp đỡ của hắn, bây giờ ngược lại là lại có thể miễn cưỡng nữa vận dụng một lần. Xin lỗi, vì ma vương thi hài. Các người lần này vận khí đúng là có chút không tốt. Trần Phi cặp mắt hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, khoát tay, ly chân lô lại hô xì xì bay lên không. Ngọn lửa kinh khủng tràn ngập chân trời. Cái gì, cái này không thể nào, hắn không phải đã kiệt lực sao? Tại sao vẫn có thể vận dụng như vậy mạnh mẽ bảo vật? Đáng chết, lửa kia lò thật sự là quá đáng sợ. Trong đó lực lượng, ta căn bản không cách nào ngăn cản. Xong rồi. Lần này thật xong rồi. Kinh khủng tử cực chân hỏa chụp xuống tới, làm vậy một đám thiên hạc yêu tộc cường giả trực tiếp là cảm nhận được tuyệt vọng. Ly chân lô như vậy bảo vật, thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói là bọn họ, chỉ sợ là trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên cường giả tới, cũng không cản được. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn bị trúng chiêu. Kế cận tuyệt cảnh, vậy Ly Uyên thân thể cứng ngắc, nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt vô cùng khó coi nói, các hạ thực lực cường đại. Ta chịu phục. Bất quá, ngươi thật muốn cùng ta cửa thiên hạc yêu tộc kết làm tử thù sao? Rất đơn giản, ma vương thi hài giao ra, ta lập tức xoay người rời đi. Trần Phi bình thản nói. Cái này không thể nào. Vậy Ly Uyên không chút do dự cự tuyệt, không hề nghĩ ngợi đến. Thứ chí bảo này, hắn như thế nào có thể đủ bỏ qua? Cầm cái này thì không trách ta, là chính ngươi không muốn nói mà thôi. Trần Phi nghe vậy lắc đầu một cái, ma vương thi hài hắn thế ở tất được, vô luận như thế nào, đồ hắn nhất định phải bắt vào tay. Oanh! Ly chân lô treo trên bầu trời, phụt ra phụt vô kinh khủng tử cực chân hỏa, làm thiên địa này cũng sắp bị thiêu hủy hầu như không còn. Thật, thật quá mức cường hãn cùng đáng sợ. Các hạ, chúng ta chính là thiên hạc yêu tộc, hơn nữa tứ vương tử vẫn là ta vương sủng ái nhất vương tử, nếu là thật xích mích, ngươi có ích lợi gì? Bao phủ ở đó tử cực chân hỏa uy thế hạ, có người cả người cứng ngắc, nhưng vẫn là uy hiếp. Chúng ta bây giờ không đã là xích mích, Trần Phi nhìn người nọ một cái, bước chân lại lần nữa bước ra, kiếm khí ngang dọc, kiếm ý xé, rất để cho lòng người run. Ngươi thật chẳng lẽ muốn vạn kiếp bất phục, ta nói cho ngươi,
chúng ta Thiên Hạc yêu tộc nhưng mà có hai vị cấp bậc yêu vương lão tổ, ngươi nếu như dám động chúng ta, ổn thỏa 10 phần chết chắc, liên lụy cửu tộc. Người nọ giữ tợn giận dữ hét. Ừ, Trần Phi sắc mặt trầm một cái, trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Phốc suy. Một món tử cực chân hỏa đem người nọ quấn quanh, chớp mắt ở giữa, một vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên hạc yêu tộc cao thủ, liền lại lần nữa biến thành cho tàn. Không có chút nào sức chống cự. Ngươi, Lưu Uyên sắc mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ lên, không nghĩ tới Trần Phi lại còn dám người giết hắn. Cái này làm cho hắn lòng đang rỉ máu. Chuyện này sau đó, hắn qua nhiều năm như vậy tâm huyết đem hoàn toàn phó cho dòng nước cuốn trôi, thành viên nòng cốt ầm ầm sụp đổ. To lớn như vậy tổn thất, hắn có thể chịu đựng. Phụ vương ta chính là Thiên Hạc yêu tộc hiện đảm nhiệm vương. Còn có ta cái này nhất mạch tổ tiên, chính là một vị chân chính cấp bậc yêu vương tồn tại, người rõ ràng vậy ý vị như thế nào. Chờ đi, mang ta trở lại tộc ta, tất để cho ngươi sống không bằng chết, 10 phần chết chắc. Sát theo, liền gặp vậy Lưu Uyên nhìn Trần Phi gầm hét lên. Tràn đầy sát ý. Ngươi cảm thấy, ta không dám giết ngươi. Trần Phi nhíu mày một cái, lạnh nhạt nói. Ta là Thiên Hạc yêu tộc tứ vương tử, ngươi dám giết ta. Lưu Uyên mặt đầy khinh thường, căn bản cũng không tin tưởng Trần Phi dám giết hắn. Có thể nhưng vào lúc này, một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở, đã là từ hắn thân thể bên cạnh phương hướng truyền tới. Ngươi dám. Nhìn bên người vậy giống như tử thần ngọn lửa tử cực chân hỏa, Lưu Uyên vậy con ngươi ngay tức thì xúc tới mũi châm, tràn đầy sợ hãi, run rẩy nói. Ta tại sao không dám? Trần Phi bình thản lắc đầu một cái, lại nói sau nói, được rồi, nếu nói không khép vậy thì đừng nói chuyện. Ma vương thi hài, chính ta cầm. Tiếng nói vừa dứt, vậy quanh quẩn ở trên trời tử cực chân hỏa trực tiếp là tung tóe ra uy áp kinh khủng. Sau đó, vậy vô cùng đáng sợ tử cực chân hỏa lên tiếng đáp lại mà rơi, đem vậy Lưu Uyên cùng với một đám Thiên Hạc yêu tộc cao thủ tất cả đều bao phủ lên trong đó. Không, lăng liệt tiếng kêu thảm thiết truyền tới, sát theo, nhưng là vừa nhưng mà chỉ. Bất quá sau đó liền thấy ngọn lửa kia chính giữa, cuối cùng có một cái kinh khủng à thân thể xuất hiện. Ma khí ngút trời, chỉ dựa vào thể xác, cứng rắn là chống đỡ vậy tử cực chân hỏa nhiệt độ kinh khủng, cùng thiêu hủy. Oanh! Ma khí gào thét, vậy ma khu xuất hiện ở Trần Phi trong tầm nhìn. Có chừng hơn 10 mét cao, cả người trên dưới hiện đầy kinh khủng à văn, còn có vô cùng là kinh người cùng khí tức tang thương cổ xưa. Để cho người rung động, trong lòng run rẩy. Cái này ma vương thân thể trước người, chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật à. Trong thức hải, trận kinh không nhẹ giọng líu díu, xuyên thấu qua hư không, nhìn về vậy ma vương thân thể ánh mắt tràn đầy phức tạp, cùng ngưng nhiên. Hắn thuộc về Kiềm Nam cổ quốc gia thần bí ma tộc, lai lịch rất lớn, năm đó nếu không phải chúng ta chiếm được tiên cơ, kỹ cao một nước, bây giờ, sợ rằng hết thảy cục diện cũng được sửa lại. Đột nhiên, lại một giọng nói vang lên, là Cơ Tinh. Cơ Tinh thống lĩnh, người tỉnh, Trần Phi hơi ngẩn ra. Vốn là ngủ say, bất quá, lại bị cái này tử cực chân hỏa cùng ma vương thi hài đánh thức. Cơ Tinh thanh âm lại lần nữa truyền tới, có chút xúc động, có chút rung động. Nói tử cực chân hỏa à? Không nghĩ tới, vương, ngươi lại còn có như vậy bảo vật. Lấy bọn họ lai lịch, dĩ nhiên biết tử cực chân hỏa thật lợi hại, coi như là tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả, đều không gặp được có thể coi thường loại này cường hãn ngọn lửa. Như vậy có thể gặp một ban. Đây là trận kinh không tiền bối pháp bảo, ta bất quá là mượn dùng. Trần Phi giải thích một tiếng, lại hỏi tiền bối, ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Trần Phi đạt được xích tiêu quân truyền thừa đã có một đoạn thời gian, cho nên Cơ Tinh, ngược lại là cũng biết trận kinh không tồn tại. Đem ta và cái này ma vương thi hài cũng ném vào ly chân lô. Trận kinh không thanh âm vang lên, truyền tới quyết nhiên thanh âm. Cái gì, ngươi chắc chắn? Đem ngươi và ma vương thi hài cũng đưa vào ly chân lô. Tiền bối, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cơ Tinh cùng vậy Trần Phi khiếp sợ thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Loại phương thức này, và tự sát có cái gì khác biệt? Không có nói đùa, Trận Kinh không lắc đầu một cái, giọng hoàn toàn đổi được kiên định, nói ta tông môn có một đạo tuyệt thế bí pháp, có thể thử một chút. Không phá không lập, một khi chỉ nếu có thể thành công, ta lấy được lợi nhuận, đúng là kinh người. Trần Phi trầm mặc, hắn rõ ràng Trận Kinh không lời này ý vị như thế nào.
không phá không lập, đó là dễ nghe một chút giải thích. Khó nghe một chút đâu, đó chính là đánh cuộc mạng. Trận kinh không, bây giờ đây là đang dùng mạng mình đi đánh cuộc. Thắng, phá rồi sau đó lập, thua, bỏ mình đạo tiêu, đây không phải là nói đùa. Tiền bối, ta truyền cho ngươi một đạo bí pháp, nếu là có thể dùng được cho. Thôi, tốt nhất hay là để cho nó đừng dùng tới đi. Trần Phi đi theo mở miệng nói, đem một đoạn huyền diệu khẩu quyết nói cho Trận Kinh Không. Ta Xích Tiêu Quân cũng có thể hơi trợ giúp ngươi một chút. Chiến ý gia trì, cơ tinh thống lĩnh thanh âm cũng là vang lên. Sát theo, Trần Phi chính là cảm giác được một cổ chiến ý cường hãn, gia trì đến trong thức hải Trận Kinh Không thần hồn lên. Đa tạ, Trận Kinh Không cảm kích thanh âm chậm rãi vang lên. Rồi sau đó lại gặp nói, Trần Phi, đem ta và vậy ma vương thi hài đưa vào ly chân lô đi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hung ác, buông ra trong thức hải đối với Trận Kinh Không thần hồn trói buộc, đem và vậy ma vương thi hài cùng nhau, ném vào ly chân lô chính giữa. Oanh! Nháy mắt tức thì, ly chân lô kịch chấn, ma diễm ngút trời, tử cực chân hỏa gào thét. Bất quá sau đó, vậy ly chân lô liền lâm vào trong yên tĩnh. Vèo! Rồi sau đó liền gặp vậy ly chân lô ở trên trời lần linh lợi một chuyển, liền bắt đầu thu nhỏ lại, trở lại Trần Phi trong tay. Hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chắc cũng là lúc trở về. Thu hồi ly chân lô, Trần Phi ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa Ưng Giản Hạp phương hướng, tự lẩm bẩm. Khóe miệng móc ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Hiện nay hắn, như vậy thực lực, trở về sau đó hẳn là có thể không người có thể địch chứ. Đến lúc đó, hắn cũng nên đem cái này Ưng Giản Hạp thống nhất một chút. Dẫu sao, bọn họ cầu, liền che giấu ở cái này Ưng Giản Hạp trong thế giới nhỏ đây. Cùng lúc đó, cách nhau trăm ngàn dặm ngoài ra một tòa yêu ma trong núi lớn. Là Thiên Hạc yêu tộc đại bản doanh, tường đồng vách sắt, hùng vĩ vĩ đại, nước chảy không lọt. Coi như là chân chánh nguyên đan chân quân cảnh cường giả, cũng là không dám tùy tiện chạy tới ngang ngược. Nhưng vào lúc này, vậy Thiên Hạc yêu tộc chỗ sâu đặc biệt tồn phóng các loại vương tộc sinh mạng lệnh bài kiến trúc chính giữa. Một quả thuộc về tứ vương tử sinh mạng lệnh bài, bỗng nhiên nổ tung. T, sao, thế nào? Là tứ vương tử sinh mạng lệnh bài. Tứ vương tử hắn chết. Cái gì, điều này sao có thể? Tứ vương tử nhưng mà yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, chuyến này đi ra ngoài, còn mang oán lão bọn họ, ai giết? Chẳng lẽ là cường đại hơn cường giả ra tay chứ? Nói xạo, có ai lá gan này? Tứ vương tử chết, vương sợ rằng sẽ nổi điên. Hắn đã có ý muốn bên trong định tứ vương tử, là nhiệm kỳ kế vương. Chớ nói nhảm, đi nhanh thông báo vương. Kiến trúc bên trong một hồi xôn xao, truyền đến các loại sợ hãi, rung động cùng hốt hoảng thanh âm. Bọn họ Thiên Hạc yêu tộc trước vừa mới chết một cái vương tử, bây giờ lại chết một người. Hơn nữa còn là nhất bị vương coi trọng tứ vương tử. Cái này chỉ sợ là phải có long trời lỡ đất việc lớn phải xuất hiện. Vương, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bày cam hưu. Oanh! Chỉ chốc lát sau đó, từ vậy Thiên Hạc yêu vương tộc chỗ sâu lớn nhất trong cung điện, trực tiếp là có một cổ vô cùng kinh khủng hơi thở xuất hiện. Đầy trời hám, làm đám kia núi dao động. Như vậy khí thế uy áp thật sự là quá kinh khủng. Thật là đáng sợ. Coi như là bị Trần Phi giết chết vậy hai cái yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ, uy áp của bọn họ và cái này so sánh, đều là huỳnh quang cùng trăng sáng, không đáng giá một đề ra. Sát theo, chấn động núi rừng, Thiên Hạc yêu tộc tộc nhân cuồng chấn, một đạo mang theo cuốn khủng bố cuồng nộ lãnh khốc thanh, trực tiếp là vang lên. Cha cho ta, hung thủ là ai, bổn vương muốn cho hắn thần hồn câu diệt, bách tộc đi theo chết. Thiên Hạc yêu tộc chấn động. Kinh khủng động đất thật là bị mở lên. Cùng lúc đó, thần bí kia địa cung phát sinh hết thảy, cũng là truyền ra, truyền về thành U Lang chính giữa. Lấy Trần Phi hiện nay thực lực đã hoàn toàn có thể thẳng tắp trở lại Ưng Giản Hạp, lại nữa có bất kỳ trắc trở lặp đi lặp lại, trốn trốn tránh tránh. Mà đang ở vậy được công đoạt lại ma vương thi hài, trở lại Ưng Giản Hạp thời điểm, ở nơi này mấy ngày, thần bí kia địa cung bên trong nơi sự tình phát sinh, vậy hình như là dài cánh vậy. Truyền khắp thành U Lang. Một cái tên là Trần Phi người tuổi trẻ, tộc người tu sĩ, đem không biết nhiều ít trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, nhị trọng thiên đỉnh cấp thậm chí tam trọng thiên cường giả cũng chôn chôn ở thần bí kia địa cung chính giữa. Hơn nữa còn có một cái điểm chính đúng vậy, liền chư hình cũng đã chết.
Nhan Chân phái đội ngũ toàn diệt. Tin tức này, chấn động vô số người. Bởi vì Chư Hình là ai? Đây chính là Nhan Chân phái thế hệ này kiệt xuất nhất, nhất yêu nghiệt môn nhân, bị dự là tương lai hy vọng, nhiệm kỳ kế Nhan Chân phái trưởng giáo hậu tuyển, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại có thể chết, vậy Trần Phi lại dám như vậy vô cùng gan dạ. Đây quả thực là hung thần, sát thần à. Hắn lá gan này cũng quá lớn liền chứ. Rất nhiều người đầu đầy mồ hôi, vô cùng chấn động. Từ bây giờ về sau, Trần Phi danh tự này ắt sẽ truyền khắp toàn bộ thành U Lang. Rất nhiều người đều biết, cái này họ Trần người, nhất định chính là một người điên. Bởi vì điều này thật sự là quá vô cùng gan dạ liền một ít. Trần Phi tồn tại, ở chỗ này trước, coi như là có chút nhỏ tin đồn, nhưng rất nhiều thế hệ trước nhưng cũng không thế nào chú ý, có thể kể từ bây giờ sau này, sợ rằng trong bọn họ ai, vậy cũng sẽ không đối với cái này gan lớn bằng trời tên chữ, mà cảm thấy xa lạ đi. Chư Hình, đây chính là tương lai có hy vọng thành là Nhan Chân phái đời kế tiếp lãnh tụ trác tuyệt nhân vật, cao cấp tuấn kiệt, là bọn họ thành U Lang năm trẻ một đời không cách nào coi nhẹ nhân vật bá chủ. Là tương lai có hy vọng đánh vào vậy cao nhất trí cường cảnh giới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy thiên tài thật đã chết rồi, bị một cái trước yên lặng vô danh tiểu tử làm được hài cốt không còn. Thậm chí không chỉ có như vậy, còn có vậy Thiên Long Môn 18 đỉnh một vị trong đó phong chủ, Lô Hoành, đây chính là thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. Thành U Lang bên trong, người nào không biết hắn? Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể vậy là bị thương rất nghiêm trọng thế. Như vậy liên tiếp vào tin tức truyền tới, rất nhiều người đều là không nhịn được ngu. Khó tin. Bất quá không nghi ngờ chút nào, đi đôi với thời gian rời đổi, liên quan với Trần Phi tin tức, sợ rằng rất nhanh sẽ có càng ngày càng nhiều người biết được. Ở thành U Lang, có cái tên là Trần Phi người tuổi trẻ, vô cùng gan dạ, hết lần này tới lần khác lại là vô cùng lợi hại. Hắn tên chữ sẽ rất mau truyền khắp thành U Lang hạt hạ mỗi một tấc đất. Từ đây thiên hạ không người không biết quân, đây cũng không phải là khoa trương, Diệp Phàm đem Diêu Hy, Kim Cánh Bé Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử trấn áp, cũng lấy đi, đem khiến cho hắn tên chữ truyền khắp tất cả đại giáo phái. Này, các người nghe nói không? Vân Chân Đan Vương bên này thật giống như trực tiếp là trầm mặc. Không hề không đề ra vậy treo giải thưởng và Thiên Vân Đan sự việc. Cái này không nói nhảm. Liền Chư Hình đều chết hết, Lô Hoành phong chủ như vậy nhân vật lợi hại đều là bị thương trở về. Thiên Vân Đan cho dù là lại giá trị không rẻ, ai lại dám đi cầm. Đây cũng là, không quá ta nghe nói, Nhan Chân phái bên kia hình như là phong. Chư Hình như thế vừa chết, trực tiếp là để cho bọn họ cao tầng hoàn toàn chấn động. Không có biện pháp, Chư Hình không trước khi chết, thành U Lang năm trẻ một đời ai dám và hắn chìa khóa mở ốc cổ tay. Như vậy thiên phú. Bất kể là bất kỳ thế lực sợ rằng cũng được bảo bối lại bảo bối. Mà bây giờ, Chư Hình chết, Nhan Chân phái không nổi điên mới là lạ. Ai, xem ra thật là không thể coi thường người trong thiên hạ à. Ở chỗ này chuyện trước, lại có ai sẽ nghĩ tới, Chư Hình cái loại đó yêu nghiệt, lại có thể sẽ chết tại đây dạng một cái yên lặng vô danh người trong. Đúng vậy, không quá ta phỏng đoán thằng nhóc kia lần này vậy phiền toái. Ta mới vừa rồi nghe người ta nói. Nhan Chân phái Lô Thu Thanh nhìn một chút rời đi thành U Lang. T. Lô Thu Thanh, người nói là Nhan Chân phái một trong thái thượng trưởng lão Lô Thu Thanh. Không sai, chính là hắn. T. Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão. Ta nếu là nhớ không lầm, vậy cũng đều là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên trở lên tồn tại đi. Đúng vậy, người nhớ không lầm. Nhan Chân phái lần này là thật nổi điên, lại có thể phái ra một vị thái thượng trưởng lão đã qua. Cũng có thể hiểu, nếu là vậy Trần Phi không chết, ta phỏng đoán cái này Nhan Chân phái cũng không biết lại không biết xấu hổ, để ra bọn họ Nhan Chân phái đánh vào thứ năm lớn đứng đầu cấp thế lực sự việc. Ngươi như thế nói, thật giống như ngược lại cũng là. Thành U Lang bên trong, một hồi xôn xao. Không ít người cảm thấy kinh thế hãi tục, nhưng càng nhiều người hơn, vẫn còn là vậy Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão Lô Thu Thanh rời núi, cảm giác được run sợ. Thái thượng trưởng lão, quang là như vậy hạng liền hiển nhiên đủ để chứng minh hắn bất phàm. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão, mặc dù cũng không biết có nhiều ít vị, nhưng mà, vậy nhưng đều là Nhan Chân phái đếm 10 năm trước hung danh hiển hách nhân vật lớn, hôm nay thu tâm sau đó, mới có tư cách ngồi lên như vậy vị trí.
Tựa như cùng cái này Lô Thu Thanh, bốn hơn 10 năm trước ngang dọc thành U Lang không địch thủ. Trừ thế hệ trước, đều cơ hồ không ai dám trêu chọc hắn. Mà bây giờ, sợ rằng hắn sớm liền đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên loại trình độ đó chứ. Trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, coi như là ở thành U Lang, cũng là mạnh đáng sợ. Cùng lúc đó, thành U Lang hắc ám khu vực bên trong, một tòa cổ xưa dưới đất hố ma bên trong, một tôn khổng lồ, bóng người đen nhánh ngồi ở một tôn trên ghế. Đôi tròng mắt kia u xanh lá, mang chút nghiền ngẫm. Một lát sau, liền gặp hắn hướng dưới người phương một vị hùng tráng bóng người cười khẽ, nói, Phách Thiên, xem ra ngươi tin tức vẫn là chậm một bước. Người nọ không chỉ có luyện đan thực lực mạnh, liền liền chiến đấu này lực, cũng là để cho người trố mắt nghẹn họng à. Đúng vậy, Phách Thiên hơi trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Phó Các Chủ, ta hoài nghi thằng nhóc kia lai lịch có chút không đơn giản. Nếu như người bình thường, không thể nào lại ba lần có kinh người như vậy động tĩnh. Hơn nữa, hắn luyện đan thực lực quả thật có chút làm người ta khó tin, quá phóng đại. Là có như vậy có thể. Vậy được gọi là Phó Các Chủ bóng người gật đầu một cái, nói, luyện đan sư nghề nghiệp này không giống như là những thứ khác. Nếu là không có lợi hại ân sư, cường đại truyền thừa, cùng với vô cùng tài lực, trên căn bản là tuyệt đối không thể nào đi ra, hơn nữa. Hắn vậy yêu thần con rối, lai lịch cũng là làm người ta có chút không nói rõ ràng. Vậy thì thật là bên trong vực yêu thần tông yêu thần con rối. Phách Thiên hơi ngẩn ra, nói. 89 phần 10, bộ kia các chủ gật đầu một cái, nói yêu thần tông trước kia rất sớm cũng đã là theo tần mới vương đại nhân đi bá hoàng vực. Cái này bên trong vực cơ hồ không lưu lại cái gì truyền thừa, trừ phi, là những cái kia cao cấp nhất cổ giáo phái hoặc là tông môn, có lẽ mới có như vậy đồ chơi. Phách Thiên con ngươi nhanh tránh, nói, Phó Các Chủ, người hoài nghi vậy Trần Phi là từ bên trong vực một cái cổ giáo phái hoặc là tông môn tới. Có loại ý nghĩ này, bất quá vậy không xác định. Bộ kia các chủ gật đầu một cái, lại đột nhiên cười, nói, được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Dù sao ngươi và thằng nhóc kia coi như có chút sâu xa. Loại người này, giao hảo hắn so đắc tội hắn giá trị phải xa xa cao hơn nhiều. Không sai, Phách Thiên gật đầu một cái, thở dài nói, như vậy trẻ tuổi, liền thì đã có kinh khủng như vậy luyện đan thực lực cùng với sức chiến đấu, nếu là lại cho hắn một ít thực lực, cái loại đó cảnh tượng, thật là không có biện pháp tưởng tượng. Cho nên nói à, loại người này vẫn là hướng làm sao theo hắn kéo điểm quan hệ đi. Dù sao đừng đắc tội là được. Hơn nữa ta nếu là đoán không sai mà nói, hắn tâm tư, chỉ sợ cũng không có ở chúng ta cái này thành U Lang chính giữa. Hơn phân nửa cũng chính là một lợi hại khách qua đường đi. Phó Các Chủ con ngươi nhanh tránh, nói. Phách Thiên ngẩn người, cũng là gật đầu, nói, đích xác. Được rồi, ta có những nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Hắn sự việc, ngươi liền chớ để ý, ta đích thân xử lý. Bộ kia các chủ đi theo vung tay lên, nói. Phó Các Chủ, Phách Thiên gật đầu nói. Cùng lúc đó, thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp thế lực Tuyết Vân Lâu chính giữa, Hoa Kim Minh và Gia Cát Ánh Ban Mai chung một chỗ. Chung quanh còn có không thiếu vậy Tuyết Vân Lâu trưởng lão cấp bậc nhân vật, từng cái câu cũng thân phận bất phàm. Gia Cát Ánh Ban Mai, ngày đó chuyện gì xảy ra, người tất cả đều thấy rõ. Trên một ngọn núi. Một vị trắng như tuyết mi mao thon dài ông già thanh âm linh hoạt kỳ ảo nói. Cho người cảm giác vô cùng mờ mịt, thật giống như không tồn tại vậy. Đại trưởng lão, chư hình sự việc ta không biết, nhưng là ngày đó ở đó địa cung chính giữa, ta chính mắt thấy được hắn đem Nhan Chân phái vậy cả đám toàn diệt, còn có vậy Thiên Long môn Lô Hoành phong chủ, cũng là bị hắn đánh thành trọng thương. Rồi sau đó rời đi, không người dám cản. Gia Cát Huân gật đầu một cái, nói. Trắng như tuyết mi mao thon dài ông già là bọn họ Tuyết Vân Lâu đại trưởng lão, vô cùng lợi hại, thân phận địa vị cực cao. Trừ những cái kia lâu không xuất thế thái thượng trưởng lão bên ngoài, hắn trên căn bản đã coi như là người thứ nhất. Rào rào. Lại là thật, thằng nhóc kia một người liền làm xảy ra nhiều chuyện như vậy tình. Vậy Thiên Long môn Lô Hoành nhưng mà trúc cơ chân nhân tam trọng thiên đỉnh cấp, thằng nhóc kia thật có như vậy lợi hại. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Đám người một hồi xôn xao, khó tin. Ha ha, ha ha ha. Nhan Chân phái à Nhan Chân phái, uổng ngươi lần này khí thế hung hăng muốn đuổi theo chúng ta, thành là thứ năm nhà thành U Lang đứng đầu cấp thế lực. Kết quả bây giờ như thế nào, bị một cái hậu sinh vãn bối sửa chữa.
nghe thật đúng là để cho người hả giận à. Ha ha, ha ha ha. Đột nhiên, vậy Tuyết Vân Lâu đại trưởng lão cười lên, hết sức cao hứng. Bọn họ Tuyết Vân Lâu và Bùi gia là đối thủ một mất một còn, nhưng vậy đồng dạng là có chút không ưa, gần đây có chút, cằm vừa được trên trời, Nhan Chân phái nhóm người kia. Hi hi, lần này những cái kia lão già kia chỉ sợ là không mặt mũi lại nói cái gì thành là thứ năm nhà đứng đầu cấp thế lực cái chuyện này liền chứ. Tối thiểu, cũng phải chờ bọn họ đem thằng nhóc kia giết nói sau. Một vị vóc người còng lưng ông già đầu hói cười hắc hắc nói. Đồng thời có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Liền bọn họ còn muốn đem thằng nhóc kia giết, ta đoán, cái đó gọi làm Trần Phi tiểu tử, hẳn là thân phận lai lịch không đơn giản. Trắng như tuyết mi mau đại trưởng lão đồng dạng là cười hắc hắc, nói cho nên à, chúng ta vẫn là làm trên vách xem đi. Ta có loại dự cảm, chúng ta cái này thành U Lang, lần này chỉ sợ là sẽ náo nhiệt một hồi. Hắn dự cảm kia mặc dù là đúng rồi, nhưng mà hắn lại cũng không có thể nghĩ đến, lần này, sợ rằng cũng không phải là thì biết, náo nhiệt một hồi, đơn giản như vậy. Mà là có thể, sẽ long trời lỡ đất. Cùng lúc đó, ưng giản hạp minh thần động bên trong, nhưng là có một đám khách không mời mà đến tới cửa. Minh thần động mới phủ. Thành tựu là minh thần động bây giờ chủ thành, sơn môn chỗ ở, nơi này xây cất đã không phải là ban đầu như vậy một cái rừng sâu núi thẳm vậy đất hoang vu, mà là đã có vậy từng ngọn cao ngất kiến trúc, tràn đầy linh khí, các loại huyền diệu, cường hãn trận pháp đường vân, đem nơi đó đổi được rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Nhưng ngay khi hôm nay, vậy minh thần động bên trong nhất đẳng cấp cao trong cung điện, từng vị khách không mời mà đến mặt đầy cười lạnh ngồi ở chỗ đó, trên cao nhìn xuống, thần thái miệt thị, phía dưới thương khôn các người chính là sắc mặt khó coi tới cực điểm, vô cùng phiền muộn. Mà lúc này, thương khôn chau mày, sau đó trong lòng than thở một tiếng, nhìn vậy kiêu căng phách lối một đám khách không mời mà đến. Bọn họ không phải người khác, chính là thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp thế lực Bùi gia cường giả. Hơn nữa còn là chủ mạch. Mà bọn họ hôm nay tới mục đích, đơn giản liền là muốn đem bọn họ minh thần động cho nhổ hết. Bọn họ tồn tại, đã có chút ảnh hưởng đến bọn họ Bùi gia chi nhánh, ở nơi này ưng giản hạp nắm quyền trong tay. Hoặc là đầu hàng, hoặc là ngoan ngoãn tiếp nhận hủy diệt. Đây chính là Bùi gia đám này kiêu căng phách lối cụ già nơi cho hết thảy lựa chọn. Lại không có những thứ khác. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, bọn họ còn có một cái tình thế bắt buộc mục tiêu, đó chính là Thanh Nguyệt Đan Vương bản đồ bảo tàng mảnh vỡ. Ai, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thương khôn sau lưng, vậy tám đại thiết vệ cùng với Lam Kình đều là một mặt buồn khổ. Nguyên bản, đã đạt đến yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên đỉnh cấp thương khôn trở về, còn để cho bọn họ gặp được hy vọng. Nhưng mà, bây giờ đối phương người nọ ma đang trong, cuối cùng có vị hai vị trở lên trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ tồn tại. Trước một phen giao thủ, thương khôn liền một người cũng không có đánh, liền bị thua, hơn nữa còn là có chút bị thương. Như vậy kết quả chẳng qua là có thể để cho bọn họ thấy không biết làm sao. Không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Thương khôn con ngươi nhanh tránh, hướng sau lưng tám đại thiết vệ cùng với Lam Kình truyền âm, nói chờ lát nữa tận lực tìm cơ hội rời đi, phân trộm đi, ta tới ngăn lại bọn họ. Chẳng qua trước đem cái này minh thần động giải tán, chỉ chờ tới lúc chủ nhân trở về, hết thảy đều đưa nghênh nhận mà rõ ràng. Nói đến đây, thương khôn không nhịn được trong lòng có chút giận dữ. Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, hắn làm sao biết nói ra bực này tự mình nhục nhã nói. Đem minh thần động giải tán, đây đối với một phe thế lực cao tầng mà nói, là bực nào làm nhục, thật là không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Có thể không có biện pháp, đối phương trận này cho thật sự là quá mạnh mẽ, hai cái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ ở nơi này, không người có thể địch. Nếu là đối phương thật quyết tâm muốn động thủ, chỉ sợ cũng coi như là hắn. Hơn nữa vậy minh thần động hộ sơn đại trận, cũng là không có biện pháp ngăn lại. Dẫu sao, hắn không phải chân chánh yêu thú cấp 3 tam trọng thiên. Kể bên cách, khác biệt một trời. Oanh! Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng là âm lãnh hơi thở bao phủ ở các nàng trên mình. Đi theo chính là có một đạo lãnh đạm thanh âm, vang lên, cân nhắc nói, thế nào, còn chưa nghĩ ra sao? Ta nói, các người thật giống như cũng chỉ có nửa nén hương thời gian cân nhắc. Bây giờ, thời gian đã là đến. Lãnh đạm thanh âm chủ nhân là một vị năm 60 tuổi cụ già, người khoác kim bào, vóc người gầy nhom, da rất trắng, làm được hắn nhiều một tia âm nhu hơi thở.
mà ở hắn lúc nói chuyện, vậy bên trong cung điện trực tiếp là có một cổ lực lượng cường hãn phun trào ra. Loại trình độ đó, ít nhất là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Hơn nữa ở hắn bên người, còn có một vị nhìn như thiếu ngôn quả ngữ gương mặt người trung niên, hắn khí tức trên người vậy đồng dạng là mạnh như vậy hãn. Hiển nhiên, cái này hai người không phải người khác, chính là Thành U Lang Bùi gia chủ mạch phái tới hai vị cao cấp cao thủ. Bùi Tuấn Minh, Bùi Lâm Sơn, hai người đều là Bùi gia chủ mạch trưởng lão cấp bậc tồn tại. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Ở hắn cửa phía sau hai người, còn có rất nhiều vị thực lực không kém trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ bất ngờ trong hàng. Như vậy đội hình, ở Ưng Giản Hạp bực này địa phương nhỏ, không thể nghi ngờ là siêu cấp sang trọng. Làm Thương Khôn các người có chút tuyệt vọng. Hai đại trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, còn mang theo nhiều như vậy trúc cơ chân nhân cảnh Bùi gia tu sĩ, bọn họ lấy cái gì để che? Gặp được Thương Khôn đám người trên mặt kiêng kỵ, run rẩy cùng với tuyệt vọng, vậy tương đối kiêu căng phách lối Bùi Tuấn Minh khóe miệng hơi tung lên lau một cái hài lòng nụ cười. Tư thái vô cùng kiêu căng. Xem ra các người bây giờ lựa chọn, là muốn tự diệt vong. Sát theo, liền gặp hắn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống trong đại điện tất cả mọi người, giống như vương giả vậy, khóe miệng vén lên, bất ngờ là mang làm run sợ lòng người vẻ uy nghiêm. Nhất thời, Thương Khôn các người đều là không nhịn được mặt liền biến sắc. Tất cả vị đại nhân, các người Bùi gia, thật muốn đối với chúng ta Minh Thần Động đuổi tận giết tuyệt. Thương Khôn sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Ha ha, Bùi Tuấn Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Thương Khôn trên mình, con người lóe lên, đột nhiên cười nói, ngươi thiên phú không tệ, là một có giá trị người, như vậy đi, ngươi muốn không muốn cân nhắc gia nhập chúng ta Bùi gia. Nhất thời, Minh Thần Động mọi người lại không nhịn được mặt liền biến sắc. Cái này Bùi Tuấn Minh lại muốn lôi kéo Thương Khôn. Không thể nào, Thương Khôn không chút do dự cự tuyệt, nói, chư vị còn là dẹp ý niệm này đi. Ta Thương Khôn, đời này đều là cái này Minh Thần Động người. Phải không, vậy thiếu ngôn quả ngữ Bùi Lâm Sơn mở miệng, lời nói mang lạnh lùng, nói, đã như vậy, vậy cũng không có gì đáng nói. Bùi Tuấn Minh trưởng lão, động thủ đi. Nháy mắt tức thì, một cổ kinh khủng khí cơ bao phủ ở cung điện bên trong, làm vậy Minh Thần Động tất cả mọi người đều bắt đầu run rẩy. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ uy áp, tại chỗ trừ Thương Khôn, những người khác, cơ hồ căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Ở nơi này loại uy áp kinh khủng hạ, bọn họ coi như là muốn nhẹ nhúc nhích một chút, liền quá khó khăn. Các người, thấy tình cảnh này, Thương Khôn chợt đổi một cái, nhìn đối phương, hít sâu một hơi, nói, hai vị Bùi gia trưởng lão, cố nhiên, các người bây giờ thực lực đúng là hơn xa với chúng ta. Có thể nếu như, các người thật muốn đuổi tận giết tuyệt, có nghĩ tới sẽ là hậu quả dạng gì sao? À, Bùi Tuấn Minh con ngươi lạnh lẽo, cười nói, hậu quả gì? Hắn giọng tràn đầy khinh thường. Bọn họ nhưng mà Bùi gia chủ mạch trưởng lão cấp cường giả khác, cũng được đi giết người, đem cái này Minh Thần Động toàn giết, vừa có thể có hậu quả gì không? Ta Minh Thần Động động chủ, sẽ để cho hai vị hối hận. Thương Khôn nhìn chằm chằm Bùi Tuấn Minh, chậm rãi nói. Phải không? Ha ha, ha ha, ha ha ha. Bùi Tuấn Minh đột nhiên cười như điên, cả người trên dưới đột nhiên ở giữa hiện ra kinh khủng ý định giết người, ánh mắt một vung, rơi vào Thương Khôn trên mình, khinh thường cười to nói, vậy đã như vậy, các người liền cho ta tất cả đi chết đi. Ta đây muốn xem, trong miệng ngươi vậy cái gọi là Minh Thần Động động chủ, có thể làm ta thế nào? Oanh! Ở một chớp mắt kia, một cổ dành riêng cho trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên tầng thứ khí tức kinh khủng từ hắn bên trong thân thể trực tiếp là bộc phát. Nháy mắt tức thì, đúng tòa cung điện trực tiếp là bắt đầu lay động. Phát ra kịch liệt nổ ầm. Minh Thần Động tất cả mọi người cũng là bị vậy cổ kinh khủng hơi thở bao phủ, cảm nhận được chết uy hiếp. Nhất thời, rất nhiều người đều là không nhịn được sắc mặt trắng bệch run lẩy bẩy đứng lên. Như vậy một màn, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ Bùi Tuấn Minh động thủ. Trực tiếp là để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi và theo vương. Bùi gia, đây chính là Thành U Lang một trong bốn đại thế lực đứng đầu. Hắn dưới quyền giống như là Ưng Giản Hạp như vậy lãnh địa khu vực không biết có nhiều ít, đối với bọn họ mà nói, bực này đồ vật khổng lồ, không thể nghi ngờ là chỉ có thể ngưỡng vọng bá chủ tồn tại. Mà bây giờ, như vậy bá chủ tồn tại lại là phái ra hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, phải hướng bọn họ ra tay. Bọn họ những con kiến hôi này,
có biện pháp gì ngăn trở? Cái này căn bản là chỉ có thể chờ chết chứ. Không có biện pháp, đây chính là thực lực chênh lệch. Tu chân giới, quả đấm lớn mới là căn bản. Thấy tình cảnh này, Thương Khôn sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn thay đổi, xé rách ra mặt, trước tiên trước một bước đem vậy hộ sơn đại trận phát động. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Trần Phi, yêu khí mạnh mẽ, uy nghiêm nói, xem ra hai vị thật là quyết định chủ ý, muốn cùng ta Minh Thần Động trở mặt. Oanh! Kinh khủng lực lượng từ vậy dưới mặt đất xông ra. Từng đạo huyền diệu trận pháp đường vân, ném ra lực lượng cường hãn, ngưng tụ thành một tòa trận pháp thật to, đem cung điện này bao vây. Ừ, cảm nhận được đại trận này truyền tới kinh người hơi thở, Bùi Tuấn Minh cùng với Bùi Lâm Sơn đều là con ngươi híp một cái. Cái trước nụ cười trên mặt rốt cục thì phai nhạt, cặp mắt híp thành nguy hiểm độ cong. Nhân trận thất trọng hộ sơn đại trận. Không tệ, xem ra, đây chính là các ngươi dựa vào. Vậy Bùi Lâm Sơn chậm rãi nói. Cái gì? Nhân trận thất trọng hộ sơn đại trận. Nhất thời, vậy Bùi ra những cao thủ đều có chút ngây ngẩn, yên tĩnh không tiếng động. Lấy nhãn giới của bọn họ, dĩ nhiên biết, người này trận thất trọng hộ sơn đại trận ý vị như thế nào. Không nghĩ tới, cái này rác dưới địa phương lại vẫn là có như vậy nội tình tồn tại. Oanh, oanh! Sát theo, hai cổ kinh khủng khí tức kinh người bùng nổ, chỉ gặp Bùi Tuấn Minh, Bùi Lâm Sơn lại đều là đem mình lực lượng phóng thích ra ngoài, chuẩn bị ra tay. Nhân trận thất trọng hộ sơn đại trận, cái này vỏ rùa đen là không tệ, nhưng là, người cảm thấy loại vật này có thể bảo vệ các người bao lâu? Bùi Tuấn Minh cả người hơi thở kinh người, lại lần nữa cười nhạt, khinh thường nói, ngu đần, thủy chung là ngu đần. Mặc dù trận pháp này có thể che chở các người tạm thời, nhưng là, chỉ cần chúng ta liên thủ một khi đem kích phá, các người đám này rác dưới, cũng chỉ là gà vườn chó đất mà thôi. Không chịu nổi một kích, ha ha, ha ha ha. Phải không? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm cực kỳ thanh âm vang lên. Vậy một cái không có gì lạ bàn tay, lại chẳng biết lúc nào dính vào Bùi Tuấn Minh phía trên cổ. Kiếm mang phốc suy, kinh khủng ở gào thét. Ai, người nào, Bùi Tuấn Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, động đều không dám động, hai tròng mắt dữ tợn lại đỏ bừng, còn mang một ít sợ hãi. Bởi vì ở đó gào thét kiếm mang chính giữa, hắn lại là cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Cùng lúc đó, mọi người tại đây, nhất là vậy Minh Thần Động cùng đang nghe được cái này làm bọn họ phảng phất thanh âm quen thuộc sau đó, lau một cái lau kích động, vẻ mừng rỡ như điên, trực tiếp là leo lên bọn họ gương mặt. Chủ nhân, nhìn lúc này Bùi Tuấn Minh sau lưng trẻ tuổi bóng người, Thương Khôn, Lam Kình, tám đại thiết vệ các người vô cùng kích động nói. Cùng lúc đó, trẻ tuổi kia bóng người đặt ở Bùi Tuấn Minh phía trên cổ bàn tay, trực tiếp là không chậm trễ đè xuống. Dám đến ta Minh Thần Động gây chuyện, người vậy thật là sống ngán. Tạm biệt. Kiếm khí gào thét, đem vậy chúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ Bùi Tuấn Minh cổ, đầu, trực tiếp là xé. Trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ yên tĩnh vạn phần. Yên lặng đáng sợ. Phịch một tiếng rên, Bùi Tuấn Minh thi thể trực tiếp là ngã trên đất, làm sắc mặt người ngay tức thì đều thay đổi, nhất là vậy Bùi gia chủ mạch tới cường giả, cao thủ. Bùi Tuấn Minh trưởng lão đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn trên đất vậy thi thể không đầu, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đều là ngay tức thì sắc mặt trắng bệch đứng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Phát ra từ nội tâm cảm thấy một cổ từ trong thâm tâm sợ hãi. Coi như là vị kia cùng là Bùi gia trưởng lão trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ Bùi Lâm Sơn, cũng là như vậy. Bây giờ cả người cứng ngắc, ngón tay run rẩy, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Bởi vì thật nếu nói, thật ra thì hắn thực lực cũng còn không có chết đi kia Bùi Tuấn Minh lợi hại, có thể, nhưng còn bây giờ thì sao? Trong bọn họ thực lực mạnh nhất Bùi Tuấn Minh trưởng lão lại có thể chết. Hơn nữa còn là bị một chiêu xóa bỏ. Không có thấy có bất kỳ phản kháng được là. T. Nghĩ đến đây, bọn họ đều là không nhịn được trong lòng phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Lại lần nữa nhìn về vậy đột nhiên xuất hiện, quả quyết bá đạo vô cùng người tuổi trẻ ánh mắt, đều là tràn đầy nồng nặc bất an, còn có sợ hãi. Dẫu sao người này có thể lấy như vậy làm người ra đầu tê dại phương thức giết chết trong bọn họ lợi hại nhất Bùi Tuấn Minh trưởng lão, vậy bọn họ đâu? Sợ rằng đối phương cũng chỉ là cần lại câu câu ngón tay, là có thể đem bọn họ giống như là con kiến vậy, dễ dàng nghiền chết đi. Mà ở đây giống như tĩnh mịch giống vậy không khí chính giữa, từng đạo chấn động vô cùng,
kích động vạn phần ánh mắt, cũng là tất cả đều hội tụ đến rốt cuộc trở về mà đến Trần Phi trên mình. Động, động chủ. Chỉ gặp vậy Minh Thần Động một đám cao tầng cơ hồ là cả người cứng ngắc đem cái này hai chữ bật thốt lên. Nhìn trên đất vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, Bùi Tuấn Minh thi thể, bọn họ cơ hồ là vừa hãi vừa sợ. Cái này không giống nhau khác biệt tâm trạng, trực tiếp là để cho bọn họ có chút cả người huyết dịch ở trong thân thể đọng lại đứng lên. Bởi vì bọn họ hoảng sợ là, động chủ đại nhân lại là đổi được lớn mạnh như vậy. Liền từ thành U Lang Bùi gia chủ mạch mà đến cao thủ cường giả, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên vô địch tồn tại, lại có thể đều bị hắn một chiêu trong nháy mắt giết. Đây quả thực làm bọn họ cơn sóng trong lòng dâng trào, kích động vạn phần. Nhưng mà, kích động sau đó, bọn họ trong lòng thật ra thì vậy còn có như vậy từng luồng hốt hoảng, bất an, thậm chí sợ hãi, hiện ra trong lòng. Bởi vì, dẫu sao vậy đối phương nhưng mà thành U Lang chủ mạch trưởng lão cao thủ, bây giờ lại bị Trần Phi giết chết, nếu như thành U Lang Bùi gia vì vậy mà tức giận, vậy phải làm thế nào cho phải? Bọn họ động chủ đại nhân coi như là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chịu đựng ở thành U Lang Bùi gia chủ mạch lửa giận sao? Bọn họ không có biện pháp tưởng tượng, cũng càng không có biện pháp tin tưởng. Chủ nhân! Chủ nhân! Mà nhưng vào lúc này, Thương Khôn, Lam Kình, cùng với vậy tám đại thiết vệ hướng Trần Phi vô cùng kích động nghênh đón. Tám đại thiết vệ các người cơ hồ là cặp mắt trợn tròn, vô cùng rung động, nói chủ nhân, mới vừa rồi thật là ngài ra tay. Đem vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên Bùi gia chủ mạch cao thủ, lập tức liền giết đi. Trần Phi cười một tiếng, nói, nếu không ngươi cho là thế nào. Ha ha, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, vậy một vị khác Bùi gia chủ mạch trưởng lão, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ Bùi Lâm Sơn ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn thanh âm tại đại điện trong vang vọng, nhưng mà, trong đó nhưng làm người ta cảm nhận được vô cùng giận dữ. Cùng với sát ý, ngươi, chính là cái này Minh Thần Động đứng đầu. Vậy Bùi Lâm Sơn con ngươi dày đặc nhìn Trần Phi, đôi mắt ửng đỏ, có chút dữ tợn hờ hững nói. Trần Phi không nói lời nào, chẳng qua là xoay người ánh mắt rơi vào trên người hắn. Rồi sau đó, từng luồng nhàn nhạt lạnh lùng hơi thở trực tiếp là xuất hiện. Đem phong tỏa đứng lên, dây sắc mặt ngay tức thì biến. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm không chết được? Cảm nhận được cổ khí tức kia, Bùi Lâm Sơn cả người run lên, thần sắc lạnh như băng, giận dữ nói. Ngay tức thì đánh mất trước bộ kia cuồng nộ, phách lối tư thái. Cùng lúc đó, hắn còn không nhịn được bước nhanh trốn tới sau lưng Bùi gia người phía sau. Làm những cái kia hơn nữa nhỏ yếu Bùi gia cao thủ, bại lộ ở Trần Phi bình thản ánh mắt dưới. Bùi Lâm Sơn trưởng lão. Thấy tình cảnh này, những cái kia Bùi gia cao thủ mặt cũng liếc, môi run run nói. Ha ha, thấy tình cảnh này Trần Phi khinh thường cười một tiếng, nhìn những người đó, lại lên tiếng lần nữa, nói, hỏi vấn đề, ai bảo các người tới? Các người Bùi mỗi gia chủ. Hừ, ngươi còn biết chúng ta là Bùi gia người. Bùi Lâm Sơn lại đứng dậy, nhìn Trần Phi hờ hững vô cùng dữ tợn nói, người dám giết chúng ta Bùi gia trưởng lão, đây là tội ngút trời. Nghiêng muôn vàn giang hà nước vậy giặt vô tận, cho nên, người bây giờ cũng chỉ có một cơ hội chuộc tội, đó chính là từ phế tu vi, theo ta hồi thành U Lang chúng ta Bùi gia, tiếp nhận thẩm phán. Nhất thời, tại chỗ không ít người đều là không nhịn được sắc mặt thay đổi thành U Lang Bùi gia chủ mạch cường hãn ai dám nghi ngờ. Nếu như ngày khác Bùi gia chủ mạch tức giận, sợ rằng bọn họ Minh Thần Động tất cả mọi người, cũng được hóa là cho tàn. Không chừa một mống. Nghĩ đến đây, có vài người không nhịn được trong lòng hốt hoảng, nói ai, động chủ đại nhân lần này thật là quá xung động. Coi như hắn có thể chém chết Bùi gia thực lực của trưởng lão. Nhưng vấn đề là, Bùi gia người, há lại là như vậy có thể dễ giết. Không chỉ là bọn họ, coi như là tám đại thiết vệ, Lam Kình các loại. Lúc này đều là không nhịn được có chút ánh mắt lóe lên, trong lòng phát hoảng. Không có biện pháp, đối với bọn họ mà nói, thành U Lang Bùi gia chủ mạch đó thật là quá to lớn, quá cường hãn thế lực. Bọn họ nho nhỏ này một cái Minh Thần Động, như thế nào có thể đủ chiêu chọc nổi. Đây hoàn toàn chính là lớn giống theo sói con giữa chênh lệch. Chênh lệch thật sự là quá khác xa à. Người đang uy hiếp ta hả? Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, biểu tình cổ quái nhìn về Trần Phi. Cũng đến lúc này,
nàng lại còn dám như vậy không sợ trời không sợ đất. Không sai, ta bây giờ chính là đang uy hiếp ngươi, thì thế nào? Vậy Bùi Lâm Sơn lạnh lùng nhìn Trần Phi, khinh thường nói. Hắn bây giờ cũng không tin, Trần Phi còn dám giết người sao? Coi như sau đó một khắc, hắn cặp kia tràn đầy không tin con ngươi, nhưng là đột nhiên bạo rụt. Ngay tức thì lập tức tràn đầy sợ hãi. Bót! Vèo! Trần Phi cười đánh một cái hưởng chỉ, bên trong cung điện, trực tiếp là có một đạo đạo kinh khủng kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, trở thành nghịch không kiếm trận, đem vậy Bùi Lâm Sơn kéo kéo tiến vào trong đó. Người sau sắc mặt biến, không nhịn được phát ra vừa giận vừa sợ điên cuồng hét lên. Ngươi dám! Hắn cả người kích động ra kinh khủng linh quang, muốn phản kháng, muốn trốn vượt bay lên trời. Nhưng mà, hắn thực lực nhưng bây giờ là cùng Trần Phi chênh lệch có chút khác xa. Ngươi tên như vậy, vậy không biết xấu hổ như vậy không biết cái gọi là uy hiếp ta. Được rồi, người đồng bạn ở phía dưới chờ ngươi đấy, cũng đừng làm cho hắn chờ lâu. Trần Phi khinh thường cười một tiếng, đưa tay ra, lần nữa đánh một cái hưởng chỉ. Phịch, nghịch không kiếm trận ầm ầm nổ tung. Bùi Lâm Sơn tiếng kêu thảm thiết vừa nhưng mà chỉ. Không có máu tươi, cũng không có thi thể, bởi vì là hài cốt không còn. Cái này, cái này. Tất cả mọi người đều một mặt hình dáng gặp quỷ, hiển nhiên bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, Trần Phi đến tột cùng là có cái gì sức, lại có thể dám như vậy vô cùng gan dạ, liền chiến hai lớn Bùi gia chủ mạch trưởng lão cấp nhân vật khác. Chẳng lẽ nói, hắn là thật không sợ chết? Tất cả mọi người, nhất là vậy Bùi gia chủ mạch tới cao thủ hoàn toàn là sợ hãi. Cả người lạnh như băng, xem cũng không dám ngẩng đầu lại xem Trần Phi một cái. Toàn bộ đại điện, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Bùi Tuấn Minh trưởng lão thi thể, đã hài cốt không còn Bùi Lâm Sơn trưởng lão, mới chứng minh bọn họ mới vừa rồi đến tột cùng là nhìn thấy gì. Vì vậy, tất cả mọi người đều là cả người một cổ suất mồ hôi lạnh đi ra, khí lạnh thẳng xông lên thiên linh cái. Bọn họ nhìn Trần Phi trên mặt vậy nụ cười nhàn nhạt, trẻ tuổi như vậy, có thể chính là như vậy người tuổi trẻ, nhưng lại có thể đem hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ. Bọn họ Bùi gia trưởng lão cao thủ, giống như là rác rưởi như nhau tiện tay nghiền giết. Như vậy sự thật, làm bọn họ khó mà tưởng tượng, khó mà tiếp nhận, càng rốt cục thì biết, gan này dám cướp bọn họ Bùi gia Thanh Nguyệt Đan Vương tổ tiên bản đồ bảo tàng nhân vật, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Ma, thằng nhóc này hắn ma nhất định chính là một người điên, không chút kiêng kỵ à. Oanh! Đột nhiên, vậy cung điện kịch liệt lay động, kinh khủng lực lượng dùng để... Cung điện trần nhà trực tiếp là bị một cái màu đỏ tím học kỳ bàn tay vỡ ra tới, ánh mặt trời soi, rơi vào trên người mọi người, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngay tức thì ra đầu tê dại. Rợn cả tóc gáy. Tê. Đây là bực nào thủ đoạn? Ừ, Trần Phi híp mắt hướng vậy cung điện bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy là ở đó cách đó không xa, trên bầu trời, có ba đạo thân ảnh đang là khí thế kinh khủng lăng không trung đứng. Đứng ở nơi đó. Một người trong đó. Già 70 đến 80, hai mắt đỏ như máu, cả người tràn đầy sát khí, kinh khủng linh khí uy áp, không ngừng là hắn bên trong thân thể xông ra. T, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp, Thương Khôn không nhịn được sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Cái này người đến, lại là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa nhìn dáng dấp, vẫn là kẻ địch. Nhưng vào lúc này, lão kia người sắc mặt lạnh như băng đi ra, vậy đỏ thắm. Tràn đầy sát khí con ngươi xông qua khoảng cách rất xa, rơi vào Trần Phi trên mình, âm trầm vô cùng thanh âm trực tiếp là vang dội đứng lên. Các hạ, giết liền ta Bùi gia hai vị trưởng lão, có phải hay không, không khỏi có chút quá không đem ta thành U Lang Bùi gia không coi vào đâu. Tràn đầy giận dữ cùng âm trầm thanh âm, ở đó minh thần động bầu trời vọng về, nghe không thích giận. Nhưng rất nhiều người nghe được thanh âm này thời điểm, trực tiếp là không nhịn được cả người mềm nhũn. Cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi, cùng lòng rung động. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong khủng bố. Chân thực, thật sự là quá kinh người đi. Các người ở bên cạnh xem đủ rồi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên khẽ cười. Cái gì, lão kia người ánh mắt đông lại một cái. Ta nói, các người ở bên cạnh xem đủ rồi. Trần Phi không có vẻ sợ hãi chút nào, nhìn lão kia người. Thản nhiên nói, người nào, hãy xưng tên ra đi. Được, tốt, rất tốt, lão kia người tức giận trước ngực kịch liệt phập phồng, đục ngầu hai tròng mắt ném ra kinh khủng tức giận.
nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn nói liên tục ba tốt chữ, mới cuối cùng bình tĩnh lại, nhìn Trần Phi, uy nghiêm vô cùng nói. Ta, Bùi Binh, thành U Lang Bùi gia một trong nội các trưởng lão. Bây giờ, người biết ta là ai không? Hắn thanh âm là tại ngày đó không trung oanh vang lên. Làm người ta trong lòng đều là vô cùng rung động. T, cái gì, thành U Lang Bùi gia nội các trưởng lão? Nghe vậy, Trần Phi còn chưa lên tiếng, Thương Khôn, Lam Kình các người chính là không nhịn được sắc mặt biến đứng lên. Sắc mặt kinh động ngược lại hít một hơi khí lạnh. Các người biết, Trần Phi quay đầu lại, hỏi. Ừ, Thương Khôn mặt đầy ngưng nhiên gật đầu một cái, nói, Bùi gia chủ mạch trưởng lão phân là nội các ngoại các. Ngoại các thật ra thì cũng còn, đều là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên tả hữu tu sĩ, mà vậy Bùi gia nội các trưởng lão, trên căn bản tu vi yếu nhất đều là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp. Hơn nữa, nhân vật như vậy ở đó Bùi gia, thân phận địa vị là rất cao rất nặng. Không tệ. Bùi gia một đám cao thủ thấy Bùi Nguyên Khánh đến, rốt cục thì tỉnh hồn, giống như là chờ được cái gì siêu cấp lớn cứu tinh. Vô cùng kích động. Bùi Binh trưởng lão, thằng nhóc này giết Bùi Tuấn Minh còn có Bùi Lâm Sơn trưởng lão. Ngài có thể nhất định không thể để cho qua hắn, muốn là hai vị trưởng lão trả thù à. Mà nhưng vào lúc này, có Bùi Tuấn Minh cùng với Bùi Lâm Sơn thân tín điên cuồng hét lên. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi đem hắn hai cái núi dựa giết tất cả, có thể tưởng tượng được, hắn cuộc sống tương lai, sẽ thành được lại nhiều sao khổ sở. Đáng chết, Thương Khôn nghe vậy sắc mặt biến, có chút hốt hoảng. Lam Kình, tám đại thiết vệ các người cũng vậy. Bùi gia chủ mạch nội các trưởng lão, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, đây chính là cùng trước kia cái gì đó Bùi Tuấn Minh, Bùi Lâm Sơn hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có thể không lo lắng sao? Hơn nữa, lúc này Bùi Binh, không chỉ là mình đích thân tới, hơn nữa bên người thật giống như còn mang hai người bạn thân tới trợ trận. Mới có thể có tư cách và hắn Bùi Binh đi tới một khối, đứng sóng vai, dùng đầu ngón chân muốn, hoặc là người yếu sao. Như vậy tính toán, đối phương hiện vào lúc này ít nhất là có ba vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên tầng thứ tột cùng cường giả ở đây, như vậy đội hình, coi như đem bọn họ hù được ra đầu tê dại, sợ rằng đều là nhẹ. Bất quá không biết vì sao, lúc này Bùi Binh bên cạnh hai người bạn thân, hai người trợ giúp, nhìn như, bọn họ nhìn về Trần Phi ánh mắt thật giống như cũng có chút kỳ quái. Ta Bùi gia uy nghiêm, không cho khiêu khích. Bùi Binh lạnh lùng nói, nhìn Trần Phi, đằng đằng sát khí. Ngươi, làm xong nghênh đón chết chuẩn bị sao? Ha ha, Trần Phi một chút cười, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra nhàn nhạt cười nhạt. Nhìn đối phương. Hắn con người dần dần chìm xuống, một món nhàn nhạt vẻ hung ác, trực tiếp là nổi lên. Muốn đánh, đúng không? Oanh! Dứt lời, một cổ kinh khủng đến làm người ra đầu tê dại hơi thở trực tiếp là bạo khởi. Vô cùng tận đại viên mãn kiếm ý ra chỉ ở đó tam dương chân hỏa kiếm khí trên, khủng bố tới cực điểm, kiếm khí ngang dọc. Kiếm ý xé. Ừ, Bùi Binh trong mắt chợt quất rút ra, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như vậy lợi hại. Nhưng trọng yếu hơn chính là, hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám dẫn đầu cùng hắn động thủ. Như vậy không biết tự lượng sức mình sao. Rồi sau đó, liền gặp hắn vậy tấm giả nua khuôn mặt cũng là đổi được âm giận lên, thanh âm lạnh như băng nói, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, tốt lắm, vậy ta bây giờ cũng chỉ có thể là tác thành ngươi. Đi chết đi cho ta. Oanh! Tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp được hắn tay áo bảo vung lên. Thân thể bên trong trực tiếp là hiện ra kinh người huyết khí năng lượng, đêm ngày đó không chung đều là tiệc cuốn lại, linh quang tràn ngập, trở thành một đầu mấy chục mét cao hai đầu bốn cánh tay quái vật. Quái vật kia miệng rộng răng nanh, khuôn mặt dữ tợn, vừa xuất hiện chính là phát ra làm người ta thần hồn chấn động, đầu hôn mê ma trướng thanh. Rồi sau đó lại gặp thứ tư chi cánh tay đồng thời hướng Trần Phi đánh tới, mỗi một cánh tay đều là vây quanh kinh khủng lực lượng, nặng nề như núi, vô cùng cường hãn. Đem vậy Trần Phi chỗ ở khu vực bao phủ. T, Bùi Binh lão già này ma hồn đem lại đổi được lợi hại không thiếu à? Cái này ma hồn đem nghe nói là bên trong vực thủ đoạn, chúng ta thành U Lang độc nhất vô nhị, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp dưới, không người có thể chống đỡ được một chiêu này. Bùi Binh sau lưng, hai vị bạn tốt của hắn một người trong đó không nhịn được hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Nhưng sau đó, liền gặp hắn cau mày. Thật sâu nhìn một mặt bình thản Trần Phi. Lỗ huynh, ta nếu là không nhìn lầm, thằng
thằng nhóc kia. Hắn lại có chút kiêng kỵ nhìn Trần Phi. Không sai, hẳn là hắn. Vậy được gọi là Lữ huynh. Một người khác cũng là gật đầu một cái, sắc mặt có chút ngưng nhiên. Xem ra, bọn họ hình như là biết Trần Phi. Lại là tu sĩ ma đạo thủ đoạn. Nhìn kinh khủng kia ma hồn đem, Trần Phi ngẩng đầu lên, khóe miệng chẳng biết lúc nào lại có một ít nghiền ngẫm độ cong. Giống như là, có gì ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Đối phương cái này ma hồn đem, hắn tuy không biết đến tột cùng là lai lịch thế nào, nhưng là, quang đối phương bây giờ cái này triển hiện ra lực lượng, như vậy hung diễm ngút trời. Liền vẫn là đích xác có chút làm hắn cảm thấy giật mình, có chút nhức đầu. Ha ha, vận khí ta hay là thật không tệ, tu sĩ ma đạo thủ đoạn. Cũng đừng quên, ta vậy tiên môn công pháp tọa vong kinh. Nhưng chính là trời hạ tu sĩ ma đạo thủ đoạn trời xanh khắc tinh à. Trần Phi lắc đầu một cái, có chút buồn cười, rồi sau đó liền gặp hắn vận chuyển lên tọa vong kinh công pháp, màu sữa hư vô linh quang đi đôi với kiếm khí kia gào thét ra. Thoáng qua bây giờ, trên bầu trời trực tiếp là hiện đầy rậm rạp chằng chịt màu đỏ kiếm hồng. Kinh khủng kiếm ý mênh mông. Cùng lúc đó, vậy Trần Phi sau lưng, trực tiếp là còn có một cổ không nói được không nói rõ kiếm ý nổi lên. Dành cho vậy đầy trời kiếm khí gia trì. Làm Bùi Binh không biết vì sao, trong lòng đột nhiên ở giữa cảm giác được vô cùng bất an. Cố làm cái gì huyền hư, cho ta giới thiệu, rồi sau đó liền gặp hắn hung hăng cắn răng, cả người linh quang đại tác, vậy ma hồn đem gào thét, ma khí chấn thiên, bốn chỉ ma cánh tay tựa như là đồng trụ núi vậy xuyên qua rơi xuống. Ma hồn sâu giết, Bùi Binh hét lớn một tiếng. Đầy trời thoáng qua ở giữa đều là vậy ma hồn đem kinh khủng lực lượng. Chen đầy hết thảy, hướng Trần Phi cuộn sạch viêm ma xuống. Oanh! Nhưng vào lúc này, vậy nghịch không kiếm trận cũng là ầm ầm ngưng hình. Kiếm khí xé, ma khí tan đi, vậy bốn chỉ đồng trụ núi vậy ma cánh tay lại bị vặn thành nghiền. Rồi sau đó, kinh khủng kia kiếm khí còn dư lực không nghỉ, hướng vậy thân thể khổng lồ ma hồn đem thân thể thật giống như màu đỏ nước lũ vậy, đem chìm ngập. Phịch, 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 ầm 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 ầm. Nhất thời, vậy trên bầu trời trực tiếp là vang lên làm người ra đầu tê dại kinh hãi chấn động. Sát theo, kinh khủng nổ đùng thanh vậy chân thực vang tới. Khổng lồ kia ma hồn đem thân thể trực tiếp là bị phân thây, tại chỗ liền là trở thành nghiền. Phốc suy, Bùi Binh bởi vì bị cắn trả, há miệng chính là một hớp tản ra hôi thối ma huyết khạc ra. Sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Ngươi, ngươi, ngươi. Sau đó, liền gặp hắn con người kịch liệt co rúm lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lại là sắc mặt tức giận, lại là sắc mặt kinh hoàng, tựa như, khó mà tin tưởng trước mắt một màn này lại là thật. Hắn thật cũng không cách nào tưởng tượng, ở trong tay hắn bị coi là bảng hiệu, vậy từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi ma hồn đem, hiện, bây giờ lại có thể bị Trần Phi lập tức liền cho hủy diệt. Là, tại sao, thằng nhóc này đến tột cùng là bằng cái gì có thể hủy diệt ta ma hồn đem? Đây tột cùng là tại sao? To lớn như vậy tổn thất, làm Bùi Binh như muốn điên cuồng, môi vô cùng run rẩy cắn răng nghiến lợi nói. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy minh thần động người, hoặc giả là Bùi gia những cao thủ kia, đều cơ hồ là sắc mặt quỷ dị mặt đầy cứng ngắc. Không có biện pháp, bởi vì hiện vào lúc này bọn họ nhìn thấy một màn này, thật sự là có chút làm người ta không biết nên như thế nào tin tưởng. Cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ như nhau. Bùi Binh là ai? Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. Đường đường thành U Lang Bùi gia chủ mạch nội các trưởng lão cấp nhân vật khác, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn ở bọn họ động chủ, ở Trần Phi trước mặt, thật giống như lại có thể vậy không phải là đối thủ. Nguyên lai người cũng chỉ có chút thực lực này. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản thanh âm vang lên, rồi sau đó liền gặp bước chân nâng lên. Hướng Bùi Binh đi tới, nhàn nhạt nói, cùng trước kia vậy địa cung người so với, người thật là kém không ít à. Địa cung, Bùi Binh sau lưng hai đại cao thủ cơ hồ là sắc mặt đồng thời biến đổi, chố mắt nhìn nhau. Đáng chết, quả nhiên, thật là hắn, tên sát thần kia vậy người. Mà ở thấy Trần Phi hướng mình đi tới, Bùi Binh sắc mặt chợt đổi một cái, không nhịn được hướng sau lưng mình hai người bạn thân cầu viện, nói, Lỗ Huynh, Vương Huynh. Lần này chỉ sợ là muốn mời hai vị chúc ta giúp một tay. Rào rào. Mọi người lại là một hồi xôn xao. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, Bùi gia chủ mạch nội các trưởng lão, bây giờ ở một mình đối mặt Trần Phi thời điểm,
lại còn sẽ không địch lại. Lại vẫn là đã cần nhờ giúp đỡ mình vậy hai người bản thân trình độ sao? Có thể không có biện pháp, Bùi Minh chuyện của mình rõ ràng, hắn cái này cả người lực lượng, 8 phần 19 đều là dựa vào vậy ma hồn đem. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ma hồn đem đều bị Trần Phi phá hủy, làm hắn sức chiến đấu sụt đột ngột, hắn còn có cái gì tư cách cùng Trần Phi đơn đả độc đấu? Đó không phải là muốn chết sao? Có thể nghe nói, vậy hai vị Bùi binh sau lưng bạn tốt nhưng là không nhịn được không hẹn mà cùng lắc đầu cười khổ cười. Bùi binh trưởng lão, lần này không phải chúng ta không giúp ngươi, mà là... Nghe ta khuyên một câu, vẫn là được rồi. Chỉ gặp vậy được gọi là lỗ huynh nam tử, đắng mở miệng cười nói. Cái gì? Nghe nói như vậy, Bùi binh trực tiếp là không nhịn được giết. Những người khác cũng là không khỏi mặt đầy rung động. Vị này được gọi là lỗ huynh, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, hắn lời này, kết quả là ý gì? Ừ, coi như là Trần Phi nghe vậy lúc này cũng là có chút bất ngờ ngây ngẩn. Nhìn đối phương, hắn mặt đầy nghi ngờ. Nguyên bản, đối phương hai người kia nếu là thật chuẩn bị hỗ trợ, trợ quyền nói, coi như là hắn, vậy chuẩn bị tạm lánh kỳ phong, sau đó vận dụng vậy chôn giấu trong lòng đất xuống hộ sơn đại trận cùng chi chu toàn, một cái nữa cái chém hết. Bỏ mặc nói thế nào, đối phương như thế nào cũng là ba cái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp, hắn một người, nhất định là đánh không thắng. Nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Không phải, lỗ huynh, vương huynh, các người đây là ý gì? Bùi binh lúc này cũng là không nhịn được biến sắc đứng lên, có chút tức giận nhìn mình vậy hai người bạn thân. Vừa sợ vừa giận. Dẫu sao phải biết cái này hai người theo hắn quan hệ đều là không cạn, trước kia cũng là lẫn nhau có chút hỗ trợ. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể cự tuyệt hắn Bùi binh cầu viện. Đây nếu là truyền đi, để cho hắn Bùi binh mặt mũi, để nơi nào? Ai, Bùi huynh, chúng ta đây chính là vì ngươi tốt. Một vị khác được gọi là Vương huynh, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ than nhẹ một tiếng, cũng không lo mọi người tại đây trên mặt dần dần nổi lên vẻ khiếp sợ, xa xa hướng Trần Phi ôm quyền, như có chút kiêng kỵ, nói các hạ chắc là đem vậy Nhan Chân phái khuấy được long trời lỡ đất Trần Phi chứ? Cái gì? Trần Phi? Bùi binh nghe vậy chợt thân thể cứng đờ, con người vô cùng cái rung động nhìn về Trần Phi, run rẩy thanh âm, không nhịn được bật thốt lên. Cái gì, người chính là Trần Phi. Mọi người rõ ràng lời từ hắn chính giữa, cảm nhận được mãnh liệt kiêng kỵ. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho nên, bong bóng vậy không có biện pháp, chỉ có thể là chuẩn bị xong khai một bản sách mới, hy vọng có thể nhiều kiếm chút tiền. Ai? Lúc này, nhìn sắc mặt kia bình thản Trần Phi, Bùi binh trong lòng chỉ có thể nói là dùng đang rời sông lấp biển để hình dung. Trần Phi là ai? Có lẽ này nửa tháng trước, cũng còn là yên lặng vô danh, không người biết, nhưng bây giờ. Ma, can đảm đó dám đem chư hình cũng tiêu diệt người điên. Bây giờ thành U Lang trong, còn có người nào không biết? Không phải hắn Bùi binh không có chư hình, mà là chư hình tiềm lực, thiên phú, địa vị, bối cảnh. Nói khó nghe, chỉ sợ cũng coi như là bây giờ chư hình chết mà sống lại, đứng ở trước mặt hắn để cho hắn giết, hắn Bùi binh, đều là không lá gan này. Tại sao? Rất đơn giản, Nhan Chân phái nhiều như vậy thái thượng trưởng lão, còn có vậy hai vị trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, là đùa giỡn. Chỉ cần là không có thể có nguyên đan chân quân cảnh tồn tại trấn giữ thế lực, ai dám coi thường hai vị trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên tồn tại. Nghĩ đến đây, Bùi binh sắc mặt thì trở nên được dị thường khó khăn xem. Hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi, cũng là lòng bàn tay mờ u bàn tay toàn toát ra mồ hôi, sắc mặt trắng nhợt. Nguyên lai, ngươi chính là vậy người điên. Sát theo, liền gặp hắn hơi cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phi nói. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được sắc mặt sững sốt một chút. Người điên, cái này vậy là cái gì tình huống? Các ngươi quen biết ta? Trần Phi cười một tiếng, hắn lúc này vậy cuối cùng là kịp phản ứng, rõ ràng lúc này kết quả là chuyện gì xảy ra. Nhìn đối phương ba người, hắn cười mỉa, nói. Nghe vậy. Vậy hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ đều là hơi biến sắc mặt một chút đổi. Rồi sau đó liền gặp vậy họ Vương nam tử hướng Trần Phi hơi giơ tay lên, nói, hai chúng ta còn có một bằng hữu gọi là trưởng cổ lão nhân, hắn trước có hướng chúng ta nhắc qua các hạ ngươi. Không biết là Trần huynh ngươi ở nơi này, đường đột đến, quấy rầy.
Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người yên tĩnh một mảnh. Vương huynh, Bùi Minh sắc mặt chợt trầm một cái, không nhịn được khiển trách. Ai, vậy họ Vương trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ khẽ thở dài một tiếng, nhìn về mặt đầy âm trầm Bùi Minh, nói, Bùi huynh, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, ta cũng không lừa gạt ngươi. Sau lưng ngươi có Bùi gia trống, có lẽ có thể coi thường Trần huynh, có thể ta ư. Một người cô đơn, ai tới thay ta chỗ dựa. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là không nhìn được sắc mặt lại thay đổi nữa nổi, chố mắt nhìn nhau, cảm giác được run sợ. Bởi vì lời như vậy, hoàn toàn chính là ở nói cho mọi người, hắn sợ. Cho nên không muốn dính vào chuyến này nước đục. Quan trọng hơn nói, lời này vẫn là xuất từ một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong sau đó, hắn phân lược, chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm người ta cảm giác là da đầu tê dại à. Không sai. Vậy họ Lỗ trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ cũng là gật đầu một cái, than thở một tiếng, nói, Bùi huynh, xin lỗi. Ta Lỗ gia ở thành U Lang cũng chính là tòa miếu nhỏ mà thôi, ai cũng không chọc nổi. Nếu đây là các ngươi sự việc, vậy ta cũng sẽ không nhiều đi nữa mù chen vào. Cáo từ. Nói xong, hắn lại là không chút do dự liền xoay người rời đi. Vậy họ Vương trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ thấy tình cảnh này, cũng là muốn trước Bùi Minh xin lỗi vậy gật đầu một cái, đi theo cũng là rời đi. Lỗ huynh, đợi ta một chút, chúng ta cùng nhau đi. Thời gian đảo mắt, hắn hai người chúng ta liền trực tiếp là biến mất không thấy. Còn lưu tại chỗ người mọi người từng cái sắc mặt cứng ngắc, vô cùng an tĩnh, không nói ra lời. Hai đại trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, bị Trần Phi một cái tên, liền làm kinh sợ thối lui. Đây nếu là truyền đi, ai dám tin? Minh thần động một phương trận đội chính giữ yên tĩnh. Bùi ra một đám cao thủ cũng vậy. Sững sờ đứng tại chỗ, cả người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Biểu tình kia cũng không biết nên như thế nào hình dung, đến tột cùng là nhiều rung động. Nhiều kinh hãi. Thấy tình cảnh này, Bùi Minh cũng là gương mặt hơi quất sút ra, hồi lâu sau đó, mới là nhìn Trần Phi khẽ thở dài một cái, nói ta nghe nói ngươi và Uyển Trời trong quan hệ không cạn. Nhưng bây giờ, ngươi chính là như vậy để cho chúng ta Bùi gia khó xử. Bây giờ đánh lại đánh không thắng, giúp cũng chạy, hắn có thể làm sao? Còn không phải là chỉ có thể cứ tính như vậy. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, giang tay ra, nói, Minh Thần Động là địa bàn ta, cũng là nhà ta, bây giờ các người đánh lên cửa, nếu không ngươi dậy một chút ta nên làm cái gì? Thấy Trần Phi cùng Bùi binh trưởng lão trực tiếp là dừng tay hòa đàm. Vô luận là vậy Minh Thần Động người, hoặc giả là một đám Bùi gia cao thủ, đều là không nhịn được lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là tràn đầy kính sợ. Giết bọn họ Bùi gia hai vị ngoại các trưởng lão, bây giờ còn có thể để cho bọn họ Bùi gia chủ mạch nội các trưởng lão cùng chi như vậy hòa đàm. Người như vậy không phải là không có thể như vậy trẻ tuổi, Trần Phi tuyệt đối là người thứ nhất. Bùi binh trưởng lão. Hắn giết Bùi Tuấn Minh còn có Bùi Lâm Sơn trưởng lão, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ban đầu đứng ra quạt gió thổi lửa người thấy tình cảnh này, không nhịn được lại lần nữa âm ngoan tức giận nói. Im miệng, đây có người nói chuyện tư cách. Bót! Bùi binh một mặt xanh mét, vung tay lên một cái tát trực tiếp là cách không hung hăng ngã ở mặt của người kia lên, đem hung hăng ấn ở dưới sàn nhà mặt. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, vô cùng lạnh lùng. Nói, ngươi nếu là không muốn cứ tính như vậy, ta cho ngươi cơ hội, ngươi để giải quyết, như thế nào? Hắn lúc này, càng nghĩ mà sợ, Trần Phi dám giết chư hình, liền chứng minh thằng nhóc này tuyệt đối là một vô cùng gan dạ hạng người. Cho nên nếu là thật đem hắn cho chọc giận, cho dù là đem bọn họ cho hết giết, cũng không phải là không thể được. Đi qua trước khi giao thủ, hắn cũng không biết Trần Phi thân cái tiên môn công pháp tọa vong kinh, thiên khắc trời hạ ma đạo thủ đoạn chuyện này. Cho nên chuyện đương nhiên cho rằng, Trần Phi có thể dễ dàng như vậy đem hắn ma hồn đem làm hỏng, vậy khẳng định, hắn sức chiến đấu tuyệt đối là xa ở hắn Bùi binh trên. Hắn Bùi binh là thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp, đối phương sức chiến đấu còn xa ở trên hắn. Thật là bực nào cảnh giới, ý vị như thế nào? Người như vậy vật, muốn giết bọn họ, phân phút. Ai bàn tay người ngu, để cho hắn giải quyết, hắn vậy có như vậy lá gan. Theo tư cách, thấy tình cảnh này, Bùi Minh trong lòng phiền não hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại lần nữa trở về đến Trần Phi trên mình,
Trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thở dài nói, nếu cái này Minh Thần Động là Trần huynh ngươi, vậy chúng ta hôm nay hành động này, đích xác là mạo muội. Xin lỗi. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười, người này ngược lại là một người thông minh. Có thể co giãn, dù sao cũng so với kia trước hai người kia có đầu óc nhiều. Gọi cũng vô ích, các người ngày hôm nay cũng đem ta Minh Thần Động Sơn Môn cho sốc, tổng vẫn là, cần gì giải thích chứ. Nhưng sau đó, Trần Phi vẫn lắc đầu cười một tiếng, nói. Giải thích, Bùi Binh mặt liền biến sắc, nói Trần Huynh, chúng ta Bùi gia chết hai cái ngoại các trưởng lão, chẳng lẽ cũng còn chưa đủ. Đó là chính bọn họ tự tìm cái chết, ta nhiều lắm là coi như là giúp bọn họ một đoạn đường mà thôi. Trần Phi nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Bùi Binh sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là một mặt âm trầm nhìn Trần Phi, nói. Trần Động Chủ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Tốt lắm, vậy ta liền nói thẳng. Trần Phi gật đầu một cái, nói từ bây giờ về sau, cái này Ưng Giản Hạc khu vực cũng không thuộc về các người Bùi gia quản hạt, đổi là chúng ta Minh Thần Động. Cái gì? Nghe vậy Bùi Binh sắc mặt trực tiếp là thay đổi. Những người khác cũng vậy, trong đại điện cũng là mơ hồ có chút xôn xao thanh. Trực tiếp cắt nhường muốn một cái để bàn, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ cũng coi như là lần nhất lưu thành U Lang thế lực, cũng không dám tùy tùy tiện tiện mở loại này miệng chứ. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại có thể thẳng như vậy trắng liền nói ra. Trần Động Chủ, ngươi lời này, không phải đang cùng ta làm trò đùa. Bùi Binh sắc mặt thay đổi mấy cái, mới mở miệng nói. Một khối lớn như vậy địa bàn ẩn chứa giá trị, chỉ sợ là người cũng có thể biết. Mà bây giờ, Trần Phi há mồm muốn. Vậy bọn họ thành U Lang Bùi ra làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa. Trần Phi mặt không cảm giác, hỏi ngược lại. Nhất thời, Bùi Binh sắc mặt lại hơi run một chút chiến, nhìn về Trần Phi, cắn răng nói, ngươi hẳn biết há mồm muốn một cái để bàn, cái này ý vị như thế nào? Coi như ta là Bùi gia nội các trưởng lão, cũng không có tư cách quyết định loại chuyện này. Phải không? Trần Phi cau mày, nói, vậy nếu không như vậy, ngươi tìm một có thể quyết định người tới, ta và hắn nói một chút. Lời vừa nói ra, Bùi Binh sắc mặt biến, nhìn Trần Phi sắc mặt vô cùng là âm úp. Nói Trần Động Chủ, ngươi lời này có ý gì? Xem thường ta. Vậy thì như thế nào? Trần Phi sắc mặt cũng là trầm xuống, nhìn đối phương, sắc mặt lạnh như băng, nói, ngươi không tư cách quyết định, vậy hãy để cho có tư cách quyết định người mà nói. Ta lời này có sai. Bùi Binh nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hung hăng cắn răng, nói, được. Trần Động Chủ đây chính là chính ngươi nói. Hưu. Tiếng nói vừa dứt. Liền gặp hắn cắn đầu lưỡi một cái, một hớp máu tươi phun ra, cùng lúc đó, ở sau lưng hắn vẫn là có một khối lớn chừng ngón cái điểm sáng nghênh gió mà tăng, trở thành một tờ linh phù, bị Bùi Binh máu tươi nơi tưới, ầm ầm nổ tung. Vạn dặm dẫn dắt phù. Đi đôi với Bùi Binh tiếng gọi vang, linh phù kia nổ khu vực, lại trực tiếp là có cáu kỉnh xương mù trở thành một mặt tường giống vậy vật thể. Ở đó trên tường, tản ra kịch liệt linh quang. Mơ hồ cho người cảm giác thông hướng rất rất xa khu vực, hơi thở truyền tới. Ừ, Trần Phi cũng là con người hơi ngưng ngưng, có chút bất ngờ. Cái này cái gọi là vạn dặm dẫn dắt phù, giống như là một rất thứ lợi hại. Cùng lúc đó, xa xôi đến mấy vạn dặm bên ngoài thành U Lang trong, vậy một trong bốn đại thế lực đứng đầu, Bùi gia phủ đệ chỗ sâu trong cấm địa. Ông, chợt có một đạo khác thường chập chờn xuất hiện. Một mặt và vậy xương mù vách tường sờ một cái giống như vậy xuất hiện. Làm vậy Bùi gia phủ đệ chỗ sâu, trong cấm địa chân chính cường hãn tồn tại làm nhìn chăm chú. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo bóng người xuyên thấu bầu trời tới, hơi thở vô cùng cường hãn, cẩn thận vừa thấy. Lại có hơn 10 vị bóng người nhiều. Tất cả mọi người tới, có người dẫn động vạn dặm dẫn dắt phù. Nhìn dáng dấp hình như là Bùi Binh thằng nhóc kia, làm sao? Ta nhớ lấy hắn thực lực, sớm đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh phong chứ. Ai có thể buộc hắn vận dụng loại này cứu mạng đồ? Được rồi, mau quyết định ai đi đi. Có thể để cho Bùi Binh thằng nhóc kia cũng kéo hạ mặt, phải quả thật có to lớn gì nguy cơ. Từng đạo cường hãn bóng người nhanh chóng trao đổi. Vèo. Nhưng vào lúc này, một vị im lặng không lên tiếng ông già đột nhiên thân hình chớp mắt, liền lại trực tiếp là tiến vào vậy xương mù vách tường ngay giữa. Mà ở thấy tình cảnh này,
những cái kia còn do dự cường giả bóng người, trực tiếp là hơi ngẩn người. Tinh lão, hắn lại có thể tự mình ra tay. Tinh lão, nguyên danh Bùi Tinh, chính là bọn họ Bùi gia 200 năm trước yêu nghiệt nhân vật, hôm nay mặc dù nhìn như không tính là quá già, năm 60 tuổi, có thể hắn tuyệt đối là bọn họ Bùi gia lão tổ cấp nhân vật khác. Không nghĩ tới, hắn lại tự mình điều động. Cùng lúc đó, Bùi Tinh thân ảnh đơn bạc từ vậy ngoài vạn dặm sương mù vách tường chính giữa bước ra. Thấy hắn bóng người, coi như là thi triển thủ đoạn đem gọi tới Bùi binh, lúc này đều là đột nhiên có chút thất thanh, nói Tinh trưởng lão, tại sao là ngài? Tuy nói cái này vạn dặm dẫn dắt phù có thể đưa tới bọn họ Bùi gia trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tầng thứ trở lên cường giả phân thân, nhưng mà hắn vậy chưa từng nghĩ, cái này bị dẫn dắt người tới, lại là bọn họ Bùi gia lão tổ cấp nhân vật khác, Tinh lão. Ở bọn họ Bùi gia, trừ hai vị trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên cột trụ gia, Tinh lão, tuyệt đối là xếp hàng vào trước ba cường hãn tồn tại. Theo lý thuyết, nhân vật như vậy, vậy mà nói, là hoàn toàn có thể không cần để ý tới hắn kêu gọi mới đúng a. Chuyện gì xảy ra, gặp Bùi binh lại có thể không gặp nguy hiểm, Cơ Tinh nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói, không có vấn đề ngươi tại sao phải vận dụng vạn giảm dẫn dắt phù. Loại này linh phù chính là bọn họ Bùi gia khai thác cổ mộ, tìm được thời đại thượng cổ bảo bối, dùng một quả liền thiếu một quả. Bây giờ Bùi binh lại có thể như vậy lãng phí, cũng khó trách hắn sẽ có chút trong lòng không thích. Không phải, Tinh lão, là như vậy, ta. Nghe được Tinh lão trong lời nói bất mãn, Bùi binh mặt liền biến sắc, muốn giải thích. Có thể bởi vì quá gấp, hắn trực tiếp là không biết nên giải thích như thế nào. Gấp đầu đầy mồ hôi. Tiền bối, hay là để cho ta lại nói đi, là ta để cho hắn làm như vậy. Nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên mở miệng nói. Ừ, vậy Bùi Tinh sắc mặt ngẩn ra, nhìn về Trần Phi, quan sát hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhíu mày một cái, nói, ngươi là ai? Nhà ai tiểu bối? Tinh lão, hắn là Trần Phi. Bùi binh vội vàng ở một bên nói. Trần Phi, vậy là ai? Bùi Tinh chu không có, một mặt xa lạ, còn chưa biết. Trần Phi giết chư hình, chuyện này mặc dù nháo được lớn, nhưng đối với hắn loại này thế hệ trước nhân vật lớn mà nói, cũng chỉ có thể coi như là khúc nhạc đệm, lưu lại ấn tượng cũng không khả năng quá sâu khắc. Tinh trưởng lão, là như vậy. Thấy tình cảnh này, Bùi binh vội vàng hướng Bùi Tinh truyền âm giải thích. Một lát sau, vậy Bùi Tinh hiểu rõ ràng liền đầu đuôi, con ngươi nhanh tránh, nhìn Trần Phi, nói, ngươi giết chúng ta Bùi ra hai cái ngoại các trưởng lão. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được trong lòng run lên đứng lên. Chẳng lẽ... cái này Bùi gia tồn tại cấp bậc lão tổ, là chuẩn bị truy cứu trách nhiệm. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Gặp Trần Phi lại có thể như vậy chấn định, vậy Bùi Tinh lại lần nữa nhíu mày một cái, nói, ngươi còn muốn cái này ưng giản hạp. Không sai, Trần Phi lần nữa gật đầu một cái. Giết chúng ta Bùi gia ngoại các trưởng lão không nói, ngươi còn muốn từ chúng ta Bùi gia trong tay, phải đi như vậy một mảnh đất lớn bàn. Ngươi cảm thấy, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Mà không phải là, trực tiếp đem ngươi giết, đầu xuôi đuôi lọt. Bùi Tinh nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Trực tiếp đem ta giết. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói Tinh trưởng lão đúng không? Trước không nói ngươi có thể làm được hay không, liền nói đem ta giết, ngươi có thể bắt được chỗ tốt gì? Ừ, vậy Bùi mắt sáng tử ngưng ngưng, chậm rãi nói, vậy ta không giết ngươi, lại có thể được chỗ tốt gì? Ta mời ngươi xem một tràng tuồng kịch, như thế nào? Trần Phi cười một tiếng, nói. Tuồng kịch, vậy Bùi Tinh chân mày nếp nhăn được sâu hơn, sắc mặt trầm một cái, bên trong thân thể hiện ra nhàn nhạt khí thế, cực kỳ đáng sợ. Kịch gì? Hắn lạnh lùng nói, hắn lúc này, rõ ràng đã có chút không nhịn được. Rất đơn giản, ta giết chư hình, vậy nhan chân phái nhất định là rất không chừng đem ta lột ra. Để còn sống, ta chỉ có thể phản kháng. Ta và vậy nhan chân phái, từ bây giờ về sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể là có một phe có thể tiếp tục còn sống. Cái này tuồng kịch, Tinh trưởng lão ngươi cảm thấy có đủ hay không xuất sắc? Trần Phi coi thường khí thế kia, cười nhạt nói. Ừ, Bùi mắt sáng tử không nhịn được rụt một cái, nhìn về Trần Phi, ánh mắt lần đầu tiên hình như là có chút ngưng nhiên. Rồi sau đó, liền gặp hắn hơi trầm mặc, những người khác chính là cũng một mặt mơ hồ, một mặt đờ đẫn. Trần Phi lời này, thật sự là có chút quá lớn mật. Ha ha,
Nhưng vào lúc này, vậy Bùi Tinh đột nhiên cười lên, nhìn Trần Phi, nói, ngươi nếu là thật đem Nhan Chân phái tiêu diệt, không. Ngươi chỉ cần có thể làm được, để cho bọn họ không giết chết ngươi, đừng nói là còn con này một khối địa bàn. Coi như là để cho ta đem cháu gái ta gả cho ngươi, vậy không thành vấn đề. Tinh, Tinh trưởng lão, Bùi Minh cùng với một loại Bùi gia trưởng lão lại có chút rối loạn. Người khác không biết hắn tôn nữ là ai, bọn họ thân là Bùi gia đệ tử, dĩ nhiên biết. Tinh trưởng lão lại có thể sẽ nói ra những lời này, bực này quyết định, có phải hay không có chút quá qua loa. Đem nữ nhi ngươi gả cho ta, thôi, ta đối với cái này không có hứng thú gì. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng là lắc đầu một cái, nói. Ngươi chắc chắn, vậy Bùi Tinh cười mỉa nhìn Trần Phi, nói, ngươi biết cháu gái ta là ai chăng? Là ai? Trần Phi không biết. Bùi Uyển Tình, Bùi Tinh loãng cười nói. Ngạch, Trần Phi trên mặt vậy rửng rưng vẻ đột nhiên có chút lúng túng, hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Ho nhẹ mấy tiếng, cái này đặc biệt, lão đầu nhi này lại là Bùi Uyển Tình ra ra. Ngươi là cố ý tới. Trần Phi đi theo giống như đối phương chột dạ hỏi. Ngươi đoán, vậy Bùi Tinh cười mỉa, rồi sau đó lại trực tiếp là xoay người hướng vậy sương mù vách tường đi tới. Được rồi, ta cái này phân thân có thể hoạt động thời gian đã đến, tất cả trở về đi thôi. Chúng ta Bùi gia ở nơi này ưng giản hạp địa bàn, trước hết nhường cho hắn. Làm hắn tiến vào vậy sương mù vách tường sau đó, như vậy thanh âm đi theo vang lên. Tinh trưởng lão. Đưa mắt nhìn Bùi Tinh phân thân rời đi, Bùi Minh gật đầu một cái. Nếu Tinh trưởng lão đều lên tiếng, vậy chuyện này mà, liền tự nhiên không cần hắn ở gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Lưỡng toàn kỳ mỹ. Nghĩ đến đây, liền gặp Bùi Minh hướng Trần Phi giơ tay lên, nói cáo từ, đã như vậy, Trần động chủ, bọn ta liền cáo từ trước. Sau đó, ta sẽ để cho chúng ta Bùi gia chi nhánh người, từ nơi này ưng giản hạp rút lui ra khỏi đi. Đa tạ, Trần Phi cười gật đầu. Cáo từ. Rồi sau đó liền gặp hắn mang một đám Bùi gia cao thủ ảo não rời đi. Còn lại một đám bị rung động đến trợn mắt hốc mồm người, theo đầy đất bừa bãi. Nhìn chung quanh cái này hết sức bừa bãi Minh Thần Động Sơn Môn, Trần Phi lắc đầu một cái, hướng vậy bên cạnh tám đại thiết vệ nói, thiết một, để cho người đem cái này thu thập một chút. Vậy thiết một cái này mới như mộng như tỉnh, sắc mặt rung động, nghe được Trần Phi mà nói, vội vàng lớn tiếng trả lời, nói. Thương Khôn, Trần Phi lại mở miệng nữa. Chủ nhân, Thương Khôn lập tức gật đầu lên tiếng đáp lại. Mang những người này, đi đem cái này ưng giản hạp tất cả địa bàn cũng cho ta thu nạp. Nếu không phải muốn thần phục, có thể để cho bọn họ tự do rời đi, nhưng nếu là muốn ngoan cố chống cự, vậy ngại quá, giết không tha. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, chậm rãi nói. Ưng giản hạp nối liền trái đất, cho nên vô luận là từ cái gì phương hướng cân nhắc. Hắn đều phải đem mảnh đất này lấy xuống. Không cho sơ thất. Ta lập tức dẫn người đi làm. Thương Khôn gật đầu một cái, xoay người rời đi. Lấy hắn hiện nay thực lực, yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên đỉnh cấp, ở nơi này ưng giản hạp cơ hồ là không có bất kỳ địch thủ. Cho nên phái hắn đi làm việc này cũng là dễ như trở bàn tay, không biết thất bại. Lam Kình, Trần Phi lại mở miệng nữa. Chủ nhân ta ở, lần này. Và dĩ vãng thô cuồng có chút bất đồng. Lam Kình có chút dè đặt dựa vào tới đây, cúi đầu, cung kính nói. Như thế một đoạn thời gian xa lạ, cộng thêm Trần Phi thực lực kịch liệt tăng trưởng, đã là để cho hắn trong lòng nổi lên một ít biến hóa. Không nói khác, trước và hắn tu vi vậy Thương Khôn, bây giờ bất ngờ đã trở thành có thể làm cho hắn ngưỡng mộ siêu cường cường giả. Loại này chênh lệch, để cho trong lòng của hắn có chút không biết nên là tư vị gì. Nếu là sớm biết sẽ là như vậy, hắn ban đầu coi như là cầu, vậy nhất định là yêu cầu theo Trần Phi cùng đi Hắc Phong Hạp à. Mà bây giờ, thật giống như nói gì cũng đã muộn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đưa tay hướng hắn ném tới một món đồ. Cầm. Nhận lấy vậy Trần Phi ném tới đồ, là một khối bị đóng băng không biết vật gì, Lam Kình diễn cảm ngây ngẩn, không nhịn được hỏi chủ nhân, đây là cái đồ gì? Đất đai bảo dược. Trần Phi mở miệng nói, lần này và ta đi ra ngoài, Thương Khôn tăng lên rất nhanh, người vậy đừng giảm bớt. Trở về đem vật này ăn vào, tranh thủ một lần hành động đem bên trong cơ thể ngươi đất liền cự kình huyết mạch lột xác một chút, đến lúc đó, ngươi mới có thể rất nhanh lại chạy tới. Lam Kình nghe vậy sửng sốt hồi lâu. Đột nhiên ùm một tiếng,
trực tiếp là quỳ xuống, hướng Trần Phi cảm kích vô cùng kích động nói. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta Lam Kình, tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Được rồi, đứng lên đi. Trần Phi phất phất tay, trực tiếp là xoay người rời đi. Nói cho Thiết Một bọn họ, mình thần động xây lại để cho bọn họ xử lý, ta cần bế quan một đoạn thời gian, nếu không phải chuyện quan trọng, chớ quấy rầy ta. Lam Kình đứng lên gật đầu nói. Sát theo, liền gặp Trần Phi đường dây thẳng hướng vậy chôn giấu sâu trong lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch chạy đi. Hắn bây giờ, phụ tu công pháp Tam Dương Kiếm Điển đã đến đỉnh, cho nên hắn bây giờ phải mau sớm bắt đầu chuyển tu mới trúc cơ chân nhân cảnh phụ tu công pháp. Đến lúc đó, có càng cấp bậc cao tu luyện công pháp tăng phúc, hắn thực lực, có lẽ vẫn có thể cao hơn một tầng, cũng nói không nhất định. Trừ cái này ra, Xích Tiêu Quân tất cả nhân viên hồi phục, vậy vẫn là cần dựa vào vậy cái linh mạch. Vèo. Sâu trong lòng đất, vậy linh phẩm địa cấp linh mạch trung tâm, Trần Phi bóng người xuất hiện ở nơi đó, sát theo, liền gặp hắn từ trong túi đựng đồ đem vậy Xích Tiêu Quân quân phủ lấy ra. Sâu trong lòng đất, nồng nặc kia đến hóa không ra linh khí bắt đầu lăn lộn, cuồng trào. Sau đó vậy Xích Tiêu Quân quân phủ giống như là hắc động vậy, tham lam bắt đầu chiếm đoạt linh khí chung quanh đứng lên. Cùng lúc đó, cái này không phải so tầm thường động tính, cũng là đem vậy ngủ say ở Xích Tiêu Quân quân phủ chính giữa cơ tinh, đánh thức. Cái này, đây là, đây là một cái linh phẩm địa cấp linh mạch, một tỉnh lại, cơ tinh liền vô cùng là kích động. Như vậy linh mạch, coi như là đặt ở bên trong vực, đều là siêu tuyệt. Mà bây giờ, Trần Phi lại có thể đem bọn họ mang đến như vậy bảo địa. Chỉ cần có thể ở cái này linh mạch chính giữa khôi phục đoạn thời gian, bọn họ Xích Tiêu Quân, nhưng mà là có thể tất cả nhân viên hồi phục à. Không sai, đây chính là một cái linh phẩm địa cấp linh mạch. Cơ tinh thống lĩnh, có điều này linh mạch ở đây, các người hẳn rất mau là có thể hồi phục chứ. Trần Phi cười nói, Xích Tiêu Quân tất cả nhân viên hồi phục cần ước chừng một cái linh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ, nhưng nếu đổi lại là những người khác, hoặc những tông môn khác. Thế lực đối mặt như vậy vấn đề khó khăn, sợ rằng đầu cũng được buồn lớn. Bởi vì điều này linh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ, đây cũng không phải là chuyện đùa, mà là vô cùng khổng lồ. Hơn nữa coi như là một cái tiên phẩm nhân cấp linh mạch, nếu là trong thời gian ngắn bị chiếm đoạt đi như vậy nhiều linh khí, sợ rằng cũng biết đưa đến linh mạch không chịu nổi, trực tiếp hỏng mất. Cho nên vô luận là đối với người hoặc giả là mạnh đại tông môn, thế lực mà nói. Làm như vậy hậu quả chân thực quá nghiêm trọng, vậy rất ít có người có thể thật quyết định, lấy tiên phẩm nhân cấp linh mạch hỏng mất giá phải trả, để đổi lấy Xích Tiêu Quân tàn quân hồi phục. Nhưng Trần Phi lại không có như vậy cố kỵ, điều này linh phẩm địa cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ, ít nhất là linh phẩm nhân cấp linh mạch trăm lần. Cho nên coi như là Xích Tiêu Quân tướng hắn chiếm đoạt, tước đoạt, vậy không có vấn đề, không hại đến đại thể. Vì vậy, Trần Phi đưa tay ra. Đem vậy Xích Tiêu Quân quân phù ném đi, người sau nhất thời giống như là, sao rơi tuyến, vậy, rơi vào linh mạch trung tâm. Chỉ gặp được vậy không trung linh khí đều là kịch run lên một cái. Sát theo, Xích Tiêu Quân là được là hắc động giống vậy tồn tại, tham lam hút ăn trong không khí linh khí. Vậy từng luồng chiến ý vậy bắt đầu đổi được hùng hậu rất nhiều. Không hổ là linh phẩm địa cấp linh mạch, bực này linh khí độ dày, đơn giản là quá kinh người. Xích Tiêu Quân quân phủ bên trong, cơ tinh kích động thanh âm truyền tới. Sát theo, lại gặp hắn thở một hơi thật dài, truyền ra ngưng nhiên cảm kích thanh. Đa tạ ta vương. Dứt lời, vậy Xích Tiêu Quân quân phủ lại là một trận rung động, rồi sau đó liền như có mấy trăm đạo lạnh lùng thanh âm chồng lên nhau, sơn hô hải khiếu, ào ào truyền tới. Đa tạ ta vương. Cái này, cuối cùng vậy Xích Tiêu Quân một đám quân tướng thanh âm. Trần Phi sắc mặt kích động, hỏi cơ tinh thống lĩnh, Xích Tiêu Quân huynh đệ đã hồi phục. Còn không có, cơ tinh truyền đến phủ định thanh âm. Nhưng sau đó, liền gặp thanh âm bên trong tràn đầy nụ cười lạnh nhạt, nói. Bất quá chắc muốn không được bao lâu, vương, ta Xích Tiêu Quân huynh đệ, đưa ngươi như nhau lễ vật. Cơ tinh thống lĩnh thanh âm dứt lời, vậy linh mạch trung tâm Xích Tiêu Quân quân phủ chính giữa, cuối cùng mãnh liệt run lên. Rồi sau đó chính là có một cổ kinh khủng chiến ý bay lên, tụ chung một chỗ, thật giống như ngưng tụ thành thực chất, liên tục không ngừng rơi xuống, tràn vào sắc mặt chấn động Trần Phi trong thân thể. Ta tu vi lại có thể đang tăng lên, cơ tinh thống lĩnh, đây là,
Trần Phi mặt đầy kích động, bởi vì làm vậy ngưng tụ thành thực chất chiến ý tiến vào hắn thân thể, hắn tu vi lại có thể vậy bắt đầu tăng lên. Đây là năm đó chúng ta lưu lại cuối cùng hậu thủ, vốn là dùng để ngừa vạn nhất. Nhưng bây giờ, tựa hồ không cái đó cần thiết, có điều này linh phẩm địa cấp linh mạch, chúng ta Xích Tiêu Quân rất nhanh là có thể hồi phục. Cơ Tinh thống lĩnh tiếng cười truyền tới. Hiển nhiên, thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự công nhận Trần Phi đem thành là bọn họ Xích Tiêu Quân, vua mới chuyện này thực. Lấy ra bọn họ năm đó dùng để ngừa vạn nhất cuối cùng hậu thủ, đưa cho Trần Phi, làm là lễ vật. Ông, mà theo nhiều chiến ý tiến vào thân thể, Trần Phi thân thể, nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên. Đầy trời chiến ý chính giữa, cuối cùng bạo phát ra nếu như là nước lũ giống vậy ánh sáng, tinh thuần thêm thuần túy, để cho Trần Phi trong cơ thể khí thế lần nữa đánh vỡ cực hạn. Điên cuồng leo tăng. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp. Oanh! Làm vậy đầy trời chiến ý rốt cục thì toàn bộ tiến vào Trần Phi thân thể sau đó, hư không chấn động một cái, bắn tung tóe ra kinh người ánh sáng mạnh. Trong phút chốc ánh sáng, đúng là làm được Trần Phi cũng lập tức nhắm hai mắt lại. Không dám mở ra. Một lát sau, tia sáng kia cuối cùng là tản đi. Trần Phi đỉnh đầu ngưng tụ chiến ý cường hãn, ánh sáng nội liếm, chất phác không màu mè, một loại không nói được không nói rõ cảm giác tràn ngập ra. Đúng là làm vậy linh mạch trung tâm cũng ngắn ngủi nhấc lên linh khí đợt sóng, một sóng tiếp theo một sóng. Lúc này, Trần Phi mặc dù hai tròng mắt đóng chặt, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều là tinh thần thanh tỉnh. Mà ở nơi này ngắn ngủi trong thời gian, đi qua vậy chiến ý tẩy rửa, hắn cảnh giới tu vi, lại là trực tiếp nhảy vọt một cái cảnh giới lớn nấc thang, đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng hai thiên. Vương, ta Xích Tiêu Quân huynh đệ đưa ngươi lễ vật này, còn hài lòng. Nhưng vào lúc này, Cơ Tinh thanh âm truyền tới, nụ cười yêu kiều. Cùng lúc đó, hắn vậy lòng hạng mục chính giữa thật ra thì vậy vẫn là có chút rung động. Bởi vì Trần Phi lúc này tản mát ra cảnh giới hơi thở, tuy chỉ là trúc cơ chân nhân cảnh tầng hai trời, có thể vậy cường hãn trình độ, nhưng có thể cho hắn cảm giác, so tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cũng còn cường hãn hơn. Bực này làm người ta trợn mắt hốc mồm thực tế, nếu không phải là hắn chính mắt thấy, sợ rằng, ai nói Liễu Đô tuyệt đối không thể nào tin tưởng. Dẫu sao, bực này cường hãn thậm chí kinh khủng thiên phú, tiềm lực, cũng có phần có chút quá phóng đại, không phải sao? Dĩ nhiên hài lòng, Cơ Tinh thống lĩnh, người đây chính là giúp ta bận rộn, cảm ơn nhiều. Lúc này, Trần Phi vậy một đôi đóng chặt hai tròng mắt, cũng là chậm rãi mở ra. Cảm nhận được trong cơ thể tăng vọt cảnh giới tu vi, hắn vô cùng kích động nói. Nguyên bản trận kinh không ngủ say, cùng với vậy nhan chân phái sự việc, nhưng thật ra là làm hắn có chút áp lực, nhưng bây giờ, cái này cái gọi là áp lực đều đưa nghênh nhận mà rõ ràng. Hóa thành hư vô, bởi vì hắn bây giờ cũng còn không có chuyển tu đẳng cấp cao hơn trúc cơ chân nhân cảnh tu luyện công pháp, cũng đã có thể cảm giác được, hắn bây giờ thực lực, hẳn không kém hơn bất kỳ trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Mà nếu là hắn có thể nhân cơ hội này, tranh thủ cho kịp thời cơ, đem đẳng cấp cao hơn trúc cơ chân nhân cảnh tu luyện công pháp nhặt lên, hóa cho mình dùng. Đến lúc đó, hắn thực lực, nhất định vẫn có thể cao hơn một tầng lầu. Càng lợi hại hơn. Như vậy, hắn làm sao có thể đủ không hài lòng, không kích động đâu. Vương, đã như vậy, chúng ta Xích Tiêu Quân trước hết ngủ say. Nhưng vào lúc này, Cơ Tinh thống lĩnh thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở Trần Phi bên tai. Trên thực tế, đem vậy bọn họ Xích Tiêu Quân cuối cùng hậu thủ cho Trần Phi, bọn họ Xích Tiêu Quân là lại đang đổi được vô cùng là yếu ớt. Bất quá có cái này linh phẩm địa cấp linh mạch tồn tại, vậy hậu thủ mất đi, những thứ này yếu ớt, Cơ Tinh tin tưởng, rất nhanh cũng là có thể bù đắp lại. Cho nên làm như vậy hắn cho rằng rất đáng giá được, hết sức đáng. Không riêng gì các người, ta bây giờ vậy phải thật tốt bế quan một lần. Trần Phi gật đầu một cái. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người toát ra ánh sáng, nói. Nghĩ đến đây, hắn cũng là ở đó linh mạch trung tâm ngồi xếp bằng, linh đài chấn tĩnh, ở đó đầu óc truyền thừa trong trí nhớ lục soát dậy thích hợp nhất hắn hiện đang tu luyện lợi hại trúc cơ chân nhân cảnh tu luyện công pháp đứng lên. Tử La Huyền Công, tu chân giới Vạn Vân Châu Tử La Thánh Tông chấn tông bí quyết bảo điển một trong. Bị dự là thiên hạ mạnh nhất 10 đại trúc cơ chân nhân cảnh công pháp một trong. Như tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể địch kim đan.
Cái này thật giống như là hắn năm đó lật tìm ra qua công pháp một trong, thiên hạ mạnh nhất 10 đại trúc cơ chân nhân cảnh công pháp một trong. Thoạt nhìn là rất lợi hại, bất quá, nhưng thật giống như cũng không thích hợp hắn tính cách. Ừ, vậy thì đổi một cái. Tử Tiêu cân nhắc quyết định thật công, nghe nói là ở thời xưa tiên nhân trong di tích nơi bị moi ra thần diệu công pháp. Công pháp này bao hàm luyện thể, ngưng thần cùng các loại không tưởng tượng nổi khả năng, là bao la vạn vật phương pháp. Ngoài ra, công pháp này còn phân làm trên dưới hai sách. Phân biệt đối ứng trúc cơ, nguyên đan tầng thứ. Thượng sách tên là Tử Tiêu luyện thể thật công, nặng ở rèn luyện khí lực, thân xác vô địch. Đối ứng trúc cơ chân nhân cảnh tầng thứ. Hạ sách tên là cân nhắc quyết định thần mang, nặng ở cường hóa thần thức, ngưng tụ cân nhắc quyết định thật mang. Đối ứng nguyên đan cảnh. Còn nữa, nếu có thể đủ đem cái này trên dưới hai sách công pháp tu luyện tới trình độ cao nhất, thân xác thần thức hợp hai là một, ngưng tụ ra vậy một món tiên thiên cân nhắc quyết định thần mang, liền đem vô địch. Trong truyền thuyết thánh anh lão tổ cảnh giới dưới, vô địch. T, như thế lợi hại, tiên thiên cân nhắc quyết định thần mang. Lật tới môn công pháp này, Trần Phi hơi ngẩn ra, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn rất rõ ràng, vô luận thứ gì, chỉ cần một khi liên hệ tiên thiên hai chữ, vậy nhất định sẽ rất khủng bố. Bởi vì cái này tiên thiên hai chữ, có thể chính là truyền thuyết kia trong, thánh anh lão tổ cảnh giới dành riêng. Được rồi, đó chính là ngươi đi. Nghĩ đến đây Trần Phi vậy không do dự nữa, lập tức quyết định đem cái này Tử Tiêu thiên công, làm là hắn tương lai hai đại cảnh giới phụ tu công pháp. Ngồi xếp bằng tu luyện. Cùng lúc đó, theo vậy Bùi Gia chi nhánh rút lui, và Thương Khôn vậy bắt đầu mang người khắp nơi quét sạch. Cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm giác đến, cái này ưng giản hạp, sợ là thời tiết muốn thay đổi. Này, các người biết không, Bùi Gia nhóm người kia lại có thể từ chúng ta ưng giản hạp rút lui. Nói nhảm, làm sao có thể không biết, bây giờ chúng ta ưng giản hạp, cũng chỉ có một nhà một tay che trời bá chủ thế lực, đó chính là Minh Thần Động. Minh Thần Động, đây cũng là từ đâu xuất hiện, tại sao ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Còn nữa, coi như là Bùi Gia người đi, cự không giáo cùng với Tử Viêm Cung đâu. Bọn họ chẳng lẽ nguyện ý để cho đối phương cưỡi ở trên đỉnh đầu. Cự không giáo, Tử Viêm Cung, có người thoá chi lấy cái mũi. Ngưng trọng nói, người có biết cái này Minh Thần Động phái ra tới thu phục chúng ta ưng giản hạp tất cả thế lực lớn nhỏ người, là đẳng cấp gì cường giả? Đẳng cấp gì? Yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên đỉnh cấp. T, cái gì? Tương tự với trở lên lời nói trò chuyện không ngừng ở ưng giản hạp các ngõ ngách phát sinh. Giống như là nhấc lên khổng lồ động đất vậy. Rất nhanh, cơ hồ không phí một binh một chốt lực. Toàn bộ ưng giản hạp tất cả thế lực lớn nhỏ liền bị Thương Khôn binh không huyết nhận cho toàn bộ thu phục. Thần phục ở Minh Thần Động dưới quyền. Không có biện pháp, yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong ý vị như thế nào, không người sẽ không biết. Cùng tồn tại, một người đem bọn họ toàn bộ ưng giản hạp toàn quét, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Bùi Gia chi nhánh âm thầm lặng lẽ rời đi, ở mọi người xem ra, cũng càng giống như là đang cho hắn cửa truyền nào đó tín hiệu. Cái này ưng giản hạp địa bàn, bọn họ Bùi Gia, để cho đi ra ngoài. Có thể để cho đường đường thành U Lang Bùi Gia, đều đưa như thế một mảnh đất lớn bàn chắp tay nhường nhịn. Hơi có chút đầu óc người, cũng khẳng định, tuyệt đối muốn phải hiểu, cái này ý vị như thế nào. Như vậy, ưng giản hạp cũng là động tính khá lớn thay trời đổi đất đứng lên. Thành là một nhà chi đất. Cùng lúc đó, Minh Thần Động cũng chính thức tuyên bố đổi tên. Sửa đổi là Minh Thần Phủ. Cùng trong chốc lát, một vị khách không mời mà đến cũng là đi tới Minh Thần Phủ lãnh địa. Thành U Lang Hạt Hạ. Minh Thần Phủ. Từ Thương Khôn thu gió quét lá rụng vậy nhanh chóng càn quét, thu nạp nguyên ưng giản hạp bên trong khu vực thế lực lớn nhỏ sau đó, mảnh đất này, liền chính thức bị buông tha vốn là tên chữ. Minh Thần Phủ sau đó cư thượng, trở thành hiện nay mảnh đất này duy nhất bá chủ. Đồng thời, mảnh đất này cũng bị giao cho tên mới. Bên chính là Minh Thần Phủ. Mà mượn nơi này, ở Trần Phi còn đang bế quan trong đoạn thời gian này, bằng vào tự thân thực lực cường hãn, cùng với chỗ tòa này trên vùng đất khổng lồ tài nguyên, Minh Thần Phủ nội tình cùng với tàng bảo khố cũng là ổn định leo lên. Càng cường thịnh cùng phồng lên. Vì vậy, Minh Thần Phủ danh tiếng càng ngày càng lớn, càng truyền càng rộng, thanh danh đại táo. Đến cuối cùng thậm chí đều có không thiếu Minh Thần Phủ chung quanh, những khu vực khác độc hành cường giả hoặc thế lực lớn nhỏ tới đầu dựa vào.
không thể nghi ngờ, đây là làm người ta mới liệu chưa kịp, nhưng là, cái này nhưng cũng là cho người đương nhiên. Dẫu sao bỏ ra những thứ khác bất kỳ không nói, chỉ cần là liền quang một cái yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên đỉnh cấp thương khôn, liền đã hoàn toàn là có tư cách đưa tới như vậy động tĩnh. Tu chân giới quả đấm lớn nhất, thực lực phi tôn, cho nên, lại có ai không muốn tìm cái núi dựa cường đại, là mình chỗ dựa. Huống chi, từ Trần Phi vậy lấy được đất đai bảo dược Lam Kình gần đây cũng là xuất quan. Ở hoàn toàn luyện hóa vùng đất kia bảo dược sau đó, trong cơ thể hắn đất liền cự kình huyết mạch cũng là lấy được thăng hoa. Mà đây loại thăng hoa, tuy không thể so với trời xanh khôn, hắc thủy lôi ngư, huyết mạch lợi hại như vậy, nhưng đồng dạng cũng là vô cùng là bất phàm. Là có tư cách ngạo thị quần hùng trình độ. Hơn nữa, Lam Kình lần này vượt qua ải sau khi thành công, lại cũng là thành công liên tục vượt qua mấy cái cảnh giới tu vi, đột phá đến yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên đỉnh cấp. Một giới thành U Lang hạt hạ bên trong khu vực hạng đếm ngược đất đai, lại cũng có thể sản sinh ra như vậy có hai lớn yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong chấn giữ thế lực cường hãn. Đây đối với rất nhiều người mà nói, cũng đã là vậy là đủ rồi, đáng bọn họ nhờ cậy, hoặc là đi theo. Nhưng mà, chính là ở ngoài sáng thần phủ như vậy thanh danh như trời trong trời, từ từ lên cao, phiền toái, nhưng cũng là đi theo lại đến. Nào đó ngày, một chiếc cổ xưa chiến thuyền từ trên trời hạ xuống, trôi lơ lửng ở vậy minh thần phủ sơn môn chỗ ở đang bầu trời. Cổ xưa chiến thuyền vô cùng là khổng lồ, che ở ánh nắng, còn trên đất đầu xuống âm ảnh, để cho trong lòng người tràn đầy cảm giác đè nén. Mà rất hiển nhiên, như vậy một chiếc thần bí, mạnh mẽ cổ xưa chiến thuyền đến, là không thể không làm cả minh thần phủ đều có chút sinh ra hoảng sợ. Cổ xưa chiến thuyền chính giữa, có cuồn cuộn cường hãn uy áp chèn ép xuống. Cho dù là mạnh như Thương Khôn, Lam Kình hai người, ở đó cùng dưới sự uy áp, vậy cảm giác mình chính là con kiến hôi, sinh không dậy nổi dám cùng đối kháng tâm. Xây, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, cảm nhận được cổ khí tức kia, rất nhiều người đều là không nhịn được thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Linh hồn đều bị hù ra bên ngoài cơ thể. Bực này uy áp kinh khủng, vậy cổ xưa chiến thuyền chủ nhân, ít nhất. Đều là một vị thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại à. Chân chính hào cường nhân vật, bất kỳ thế lực nếu là có thể có như vậy tồn tại, coi như là ở đó thành U Lang, đều có tư cách được gọi chi là nhất lưu. Mà bây giờ, cái này nhóm cường giả lại có thể sẽ xuất hiện ở bọn họ cái này hoang vu đất. Bổn tọa Lô Thu Thanh, nhan chân phái người, Trần Phi, người hẳn ở nơi này chứ. Còn không hiện thân gặp bổn tọa. Nhưng vào lúc này, từ vậy cổ xưa chiến thuyền chính giữa vang lên một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm. Trần Phi. Trần Phi là ai? Rất nhiều người không biết. Nhưng đối với Trần Phi, Lam Kình, tám đại thiết vệ các người mà nói, bọn họ nhưng dĩ nhiên biết, Trần Phi là ai? Người đến giọng cao cao tại thượng, di chỉ khí vung, miệng ra hét ra lệnh. Hiển nhiên là tới tìm phiền toái, để cho bọn họ trong lòng lại là nổi nóng. Lại là không thể làm gì. Bởi vì chớ nhìn bọn họ minh thần phủ bây giờ đã trở thành mảnh đất này chủ nhân, vô cùng náo nhiệt, có thể ở đối phương vậy cùng trong mắt cường giả, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, vẫn là rác rưởi, gà vườn chó đất một đám, không chịu nổi một kích. Mà ở nơi này cùng dưới tình huống, bọn họ dĩ nhiên là không tư cách nói chuyện gì bất mãn, nói chuyện gì nổi nóng. Oanh! Cổ xưa chiến thuyền trong chèn ép xuống uy áp càng ngày càng lợi hại. Càng ngày càng làm người ta kinh hồn bạt vía. Thậm chí đều là đưa tới ban ngày sấm, hư không chấn động. Thương Khôn sắc mặt đổi một cái, nhắm mắt, đi ra. Tiền bối, nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, cũng chỉ phun ra hai chữ, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp là hạ xuống, nghiền ép ở trên người hắn. Phốc, Thương Khôn cả người run lên, trong miệng khạc ra máu tươi, thân thể trực tiếp là bị vậy uy áp kinh khủng đụng bay rớt ra ngoài. Hung hăng rớt xuống đất. Thương Khôn đại nhân. Mọi người ánh mắt run lên. Cái này tự xưng là Lô Thu Thanh nhan chân phái người đến thật sự là quá mạnh mẽ, dựa vào uy áp khí thế, sẽ để cho mạnh như Thương Khôn như vậy yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên đỉnh cấp yêu tu bay ra ngoài, tại chỗ trọng thương. Liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Oanh! Sát theo, vậy cổ xưa chiến thuyền truyền đến hàn băng cùng khí tiêu điều. Cút sang một bên, thứ gì? Vậy dám đi lên cùng bổn tọa đối thoại. Nhan chân phái cường giả Lô Thu Thanh lời của bá đạo vô cùng,
cao cao tại thượng. Trực tiếp là trong lời nói làm nhục. Đối mặt với như vậy làm nhục, Minh Thần Phủ tất cả mọi người đều là trong lòng tức giận vạn phần, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn là không có một người dám biểu lộ ra. Toàn đều cúi đầu, cả người run rẩy, bầu không khí yên lặng đáng sợ. Có Thương Khôn cái này trước quy định ở, đây là ở giữa, cơ hồ là không ai dám nói chuyện. Hừ, bất quá, nhưng vào lúc này, vậy cổ xưa chiến thuyền chính giữa lại là vang lên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sát theo, Lộ Thu Thanh cao cao tại thượng lạnh lùng thanh lại là lại lần nữa truyền ra. Bổn tọa cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, cũng cho ta cút. Lăn đi đem các người cái gì đó phủ chủ tìm tới, nửa giờ. Trong nửa canh giờ, ta nếu là không có thấy người khác, các người cái này rác dưới tông môn vậy cũng không sao cần thiết tồn tại. Oanh! Đi đôi với vậy lạnh lùng thanh thanh âm vang lên, vậy cổ xưa trên chiến thuyền chấp động từng luồng lạnh như băng kim loại sáng bóng. Một cái đầu đầy xương trắng ngạo mạn cụ già xuất hiện, tướng mạo hết sức cay nghiệt, mỏ nhọn tai khỉ, đứng ở thuyền kia đầu. Một tiếng phá la vang, vậy trên bầu trời, màu xám trắng chọc khí lăn, đem hắn bao phủ, để cho hắn như bạc trắng đúc thành như nhau. Điều này hiển nhiên là kiện cấp bạc trắng pháp bảo, phục ra phụt vô thiên địa tinh khí, rất lợi hại. Vậy khí thế kinh khủng, cùng với vậy cao cao tại thượng, tàn nhẫn vô tình bá đạo lạnh như băng lời nói, làm tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, đốt ngón tay bởi vì tức giận mà hung hăng bóp tím bầm. Rác dưới tông môn. Trong nửa canh giờ, phủ chủ đại nhân không tới, bọn họ Minh Thần Phủ, cũng chưa có cần thiết tồn tại. Thương Khôn, Lam Kình cùng nhân khí cả người thẳng phát run, nhưng thật không thể làm gì. Thực lực đối phương quá khủng bố, làm bọn họ cảm giác được tuyệt vọng. Hơn nữa, Trần Phi lúc trước phải đi bế quan, có thể vậy bế quan chỗ, linh phẩm địa cấp linh mạch chỗ, trong bọn họ căn bản là không có người biết. Đổi câu mà nói, nếu không phải phủ chủ đại nhân cảm ứng được nơi này tình huống, chạy về. Nếu không bọn họ căn bản cũng không biết Trần Phi ở đâu, muốn từ đâu tìm dậy. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, dưới mắt cục diện này, đối phương nhưng mà một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, bực này hào cường nhân vật, coi như là phủ chủ đại nhân thật đuổi về, sợ rằng, cũng hơn phân nửa không phải là đối phương đối thủ, ngược lại, còn biết để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Nói như vậy đứng lên, bọn họ Minh Thần Phủ hôm nay gặp gỡ này cục, hoàn toàn chính là một tử cục. Rất nhanh, thời gian như khói thủy bàn trôi qua. Không người đi tìm Trần Phi, bởi vì bọn họ không biết nên như thế nào tìm. Cổ xưa trên chiến thuyền mỏ nhọn tai khỉ ông già thấy vậy, mặc dù vẻ mặt càng phát ra lạnh lùng, có thể hắn vậy không nói gì, yên tĩnh nhìn. Chung quanh thân thể dần dần hiện ra sát ý lạnh như băng. Như vậy, không tới nửa giờ, vậy mỏ nhọn tai khỉ ông già lại cũng đã không nhịn được. Làm, phá la phát ra chói tai tiếng vang, làm người ta màng nhĩ nổ tung, máu tươi đầm đìa. Sát theo, vô cùng băng lãnh sát ý, ở đó Minh Thần trong phủ không trung vang vọng vang tới. Không người đi tìm, xem ra các người là ở coi thường ta Lô Thu Thanh nói. Tốt lắm, vậy đã như vậy, các người đám này rác dưới, cũng là không việc gì cần thiết tồn tại. Hắn mặt đầy lạnh lùng, giống như là bị cái gì làm nhục. Một đám rác dưới, lại dám coi thường hắn nói. Tự tìm đường chết. Oanh! Vào giờ khắc này, chiếc kia cổ xưa chiến thuyền thả ra tái nhợt sáng bóng, lạnh lùng chói mắt, kim loại sáng bóng dày đặc, từng đạo tái nhợt bóng dáng sắp hàng thành huyền diệu trận pháp trận hình. Diễn hóa thành nhân trận thất trọng cấp bậc mạnh mẽ đánh giết trận pháp. Trong nháy mắt, một cổ để cho người sợ hãi khí tức đáng sợ tràn ngập đi ra. Giống như là hung thú thức tỉnh vậy, mắt nhìn xuống thiên hạ, làm người ta trong lòng tê dại. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đáng sợ tồn tại, quá kinh khủng, làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là cử xuống chiến thuyền, liền lại có thể cũng có người trận thất trọng cấp bậc mạnh mẽ đánh giết trận pháp. Kinh người như vậy phối trí. Chết đi, một đám rác dưới, mỏ nhọn tai khỉ ông già Lô Thu Thanh mặt đầy tàn nhẫn, lẩm bẩm nói. Oanh! Trong nháy mắt, vậy cổ xưa chiến thuyền ánh sáng đại thịnh, thuyền thể thượng cường hãn nhân trận thất trọng đánh giết trận pháp khạc ra lạnh như băng lực lượng, vô cùng khủng bố. Trở thành gió bão, đem nơi đây bao phủ, rơi xuống. Cái này trong chốc lát, Minh Thần Phủ tất cả mọi người đều sắc mặt nhợt nhạt cảm thụ cũng tuyệt vọng. Oanh! Coi như sau đó một khắc, vậy trên bầu trời, đột nhiên ánh sáng vặn vẹo,
sao động linh quang hình thành một đoàn mây đen, trong mây đen, ánh sáng tím tràn ngập, sấm sét sét đánh, núi nhỏ vậy to lớn cánh tay giò ra, đem vậy gió bão đụng nát. Ai, vậy mỏ nhọn tai khỉ ông già Lô Thu Thanh sắc mặt đại biến, trong cơ thể hiện ra vượt quá tưởng tượng khí thế, chất vấn. Ai, như vậy vô cùng gan dạ, không cho mặt mũi, lại dám tới nhúng tay hắn Lô Thu Thanh sự việc. Ai, một đạo thanh âm lạnh lùng mang giễu cợt vang lên, thương khôn các người ngây ngẩn. Cái này, thanh âm này là phủ chủ đại nhân. Oanh, một cái cả người tràn ngập cầu vòng màu tím thân ảnh khổng lồ như trời bên ngoài hạ xuống vậy, từ mây đen kia chính giữa xuất hiện, lại một cái chớp mắt nhanh chóng xông về vậy cổ xưa chiến thuyền chỗ ở phương hướng. Tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi. Ánh sáng tím tràn ngập, sấm sét sét đánh, núi nhỏ kia vậy to lớn cánh tay lại lần nữa lộ ra, đem vậy cổ xưa chiến thuyền bắt, rồi sau đó, miễn cưỡng bóp vỡ mở. Ngươi muốn tìm cái chết. Lô Thu Thanh sắc mặt biến, thân hình né tránh. Thấy mình chiến thuyền bị bóp vỡ, dữ tợn quát lên. Ta muốn tìm cái chết. Hơi có vẻ giễu cợt lạnh lùng thanh lại lần nữa vang lên, tràn đầy băng hàn cùng sơ xác tiêu điều. Oanh! Vân không kích động, ánh sáng tím tràn ngập, vậy thân ảnh khổng lồ không ngờ ở ra tay. Màu tím đồng trụ vậy năm ngón tay đều dương, sấm sét sét đánh, uy áp mênh mông. Đồ sộ bàn tay hướng sắc mặt kia kinh biến Lô Thu Thanh hung hãn tán đi, lại vẫn là nhấc lên màu tím sấm gió thế. Kinh người vô cùng. Cùng lúc đó, vậy lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt, lại là ở nơi này minh thần trong phủ không trung ầm ầm vang vọng. Ngươi không phải muốn gặp ta sao? Làm sao, bây giờ ngược lại không nhận biết ta là ai? Cái gì? Vậy mỏ nhọn hàm khỉ Lô Thu Thanh diễn cảm chấn động một cái, con người xúc tới mũi châm, hoang đường làm ăn ở bầu trời này trong vang vọng. Ngươi chính là Trần Phi, điều này sao có thể? Kinh hãi, khó tin tiếng gầm nhỏ, vang vọng ở giữa trời đất, mọi người rõ ràng thấy Lô Thu Thanh sắc mặt ngay tức thì thay đổi mấy lần, dị thường chấn động. Cùng âm trầm khó xem. Hắn cặp mắt kia chính giữa, tràn đầy không cách nào hình dung chấn động vẻ. Phảng phất là không thể nào tin nổi trước mắt một màn này lại là thật. Bởi vì vô luận như thế nào, nói thế nào đi nữa, hắn trước tất cả tiếp xúc theo nghe được tin tức, liên quan tới Trần Phi lớn nhất thực lực hằng định theo phán đoán, bất quá cũng chính là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp. Bởi vì hắn từng đem vậy Thiên Long Môn 18 đỉnh phong chủ một trong Lô Hoành đả thương, mà vậy người sau, chính là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Có thể coi là như vậy. Coi như là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp, và hắn Lô Thu Thanh so với, cũng là khác biệt một trời, đom đóm cùng trăng sáng giữa khác biệt. Nếu như hắn phải ra tay, cái gì Lô Hoành, hãy cùng nhỏ yếu đứa bé không bất kỳ khác biệt. Bởi vì hắn Lô Thu Thanh, xuất từ thành U Lang Nhan chân phái Thái Thượng Trưởng Lão, chính là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Mà bây giờ, có người dám nhúng tay hắn chuyện cái này cũng thôi. Hết lần này tới lần khác đối phương còn hết sức lợi hại, làm hắn có chút chật vật, càng làm hắn cho rằng là không phải một cái cùng hắn cùng cấp bậc lão quái, lão đối đầu nhìn hắn không vừa mắt, như vậy nhằm vào hắn. Nhưng bây giờ hắn lại có thể nghe được cái gì? Hắn lại có thể nghe được, người này nói hắn chính là Trần Phi. Người này, cuối cùng có cùng hắn Lô Thu Thanh cũng giá tể khu trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên sức chiến đấu. Cái này, điều này sao có thể? Trên bầu trời, vậy cả người quanh quẩn Tử Tiêu vẻ thân ảnh khổng lồ thả ra uy áp kinh khủng, tuy không bằng lúc này tâm trạng kích động Lô Thu Thanh như vậy uy thế dâng trào mãnh liệt, có thể cái loại đó cảm thụ, nhưng hay là cho người cảm giác tựa như là biển khơi xuống dòng nước ngầm vậy. Im hơi lặng tiếng ở giữa, lại có cực đoan khủng bố. Ngươi thật chính là vậy, Trần Phi. Đối lập ở giữa, Lô Thu Thanh vẫn là có chút khó mà tin tưởng chuyện này thực, sắc mặt run rẩy, âm trầm. Lạnh lùng hỏi. Ta có lừa dối ngươi lý do sao? Khổng lồ kia Tử Tiêu khí thân thể, cũng chính là Trần Phi lạnh cười, khoát tay, hắn thân thể cao lớn sau đó cuối cùng có khủng bố, mênh mông huyết khí lưu chảy ra ngoài, chấn động bầu trời. Được rồi, ta không thời gian cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Lại ba lần tìm tới cửa, xem ra các người cái này Nhan Chân Phái là thật quyết tâm muốn tìm ta trả thù. Trần Phi nhìn đối phương. Cả người lạnh như băng khí lạnh lưu động. Vậy thì như thế nào? Nghe vậy, Lô Thu Thanh cuối cùng là đón nhận trước mắt sự thực kinh người này. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi,
uy nghiêm nói, ngươi dám xông lên ta Nhan Chân phái tương lai trưởng môn nhân Hạ Tử Thủ, chúng ta coi như là để cho ngươi đền mạng, lại coi là cái gì? Coi là cái gì? Trần Phi khóe miệng móc một cái, cười lạnh một tiếng, nói, đích xác, bây giờ ta, là ta không coi vào đâu. Bất quá, bọn ngươi cái này rác dưới tông phái, cũng muốn liền ta Trần Phi tánh mạng. Oanh! Nháy mắt tức thì, huyết khí run run, tử tiêu khí tràn ngập bầu trời. Từng luồng ngọn lửa bắt đầu hiện lên hắn trên thân hình, đó là thiên địa dị hỏa xà tâm địa linh diễm. Thiên địa dị hỏa lợi hại, làm hôm nay Trần Phi thực lực càng phát ra cường hãn sau đó, cũng là rốt cuộc dần dần cho thấy hắn dữ tợn một mặt. Rác dưới tông môn, tiểu tạp chủng, người có phải hay không muốn tìm cái chết? Lộ Thu Thanh hai tròng mắt một đỏ, dữ tợn nổi giận nói. Muốn người tìm chết, là ngươi. Chết đi. Oanh. Trong nháy mắt. Trời đất chấn động, Trần Phi hiện nay cái này khổng lồ tử tiêu khí thân thể huy động đồ sộ quyền, hướng vậy không bầu trời xa xa ở giữa Lô Thu Thanh đánh tới. Kinh khủng huyết khí như rồng, tử tiêu khí đầy trời, quét sạch hết thảy. Chớp mắt ở giữa, vậy ngăn trở ở Trần Phi trước mặt đối phương trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên khủng bố linh khí lá chắn bảo vệ lại cũng là bị một quyền này oanh nổ bể ra. Vân không kinh hãi. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt chập chờn hướng Lô Thu Thanh tung động đi. Đem trực tiếp từ trên bầu trời tung rơi, rơi xuống, chật vật không dứt. Cái gì, Lô Thu Thanh gặp gỡ như vậy thế công, cũng là ngay tức thì sắc mặt khó coi đứng lên. Làm sao lại sẽ giết ra tới một tên yêu nghiệt như vậy người, trẻ tuổi như vậy, có thể sức chiến đấu lại có thể như vậy lợi hại, làm hắn Lô Thu Thanh cũng vì vậy mà chật vật. Bất quá rồi sau đó hắn cũng là lập tức thu liếm tâm thần, giết về phía trước phương. Hắn Lô Thu Thanh bực nào nhân vật. Đường đường Nhan Chân phái quyền cao chức trọng thái thượng trưởng lão. Hắn ngang dọc thành U Lang thời điểm, Trần Phi bực này tiểu tạp chủng lại là sợ rằng sớm mấy chục năm cũng còn không ra đời. Cho nên hắn ngày hôm nay tuyệt không thể nhận tay, nếu như thu tay, mặt để nơi nào. Oanh! Chỉ gặp Lô Thu Thanh quanh thân linh quang rung động, hắn hai tròng mắt trực tiếp là trở nên có chút quỷ dị lóng lánh. Ở đó nhức mắt lóng lánh sáng bóng chính giữa. Từng luồng màu xám trắng khí tức âm lãnh lưu động đi ra, cùng trong tay hắn phá la hòa hợp, nhất thời, bầu trời run run. Trần Phi một quyền này thế, cuối cùng bị hắn bức lui. Có chút ý tứ. Trần Phi thấy vậy, hơi yên lặng, rồi sau đó vẫn là híp mắt lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới, đối phương cũng chỉ là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, có thể dễ dàng như vậy liền đem hắn một quyền này thế, cho cưỡng ép đánh vỡ. Hắn biết hắn bây giờ nhưng mà đã xưa không bằng nay, sinh ra lột xác. Tử tiêu cân nhắc quyết định thiên cung thượng sách, trúc cơ chân nhân cảnh giới tầng 2 như vậy tổ hợp, có thể không phải là đùa. Hắn bây giờ thực lực, ít nhất là mấy tháng trước 10 lần. Có chút ý tứ, ha ha, tốt, rất tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là hơn nữa có ý tứ. Giống như là nghe được Trần Phi lẩm bẩm thanh, Lộ Thu Thanh cho rằng là giễu cợt. Giận dữ ngược lại cười, thoáng qua ở giữa trong tay hắn phá la trực tiếp là thọt tới trên đầu hắn. Phá la, là vô cùng lợi hại bạc trắng pháp bảo, thả ra màu xám trắng khí lưu, lại là tác phẩm xây xong một vô cùng thần bí giam cầm lãnh vực, đem Trần Phi thân thể cao lớn khóa ở bên trong, không thể nhúc nhích. Chết đi, tiểu tạp chủng. Lô Thu Thanh mặt đầy cười nhạt, vậy chỉ gầy yếu tay nhẹ nhàng vung rơi. Có thể nhưng vào lúc này. Từng đạo tử tiêu khí bao quanh xà tâm địa linh diễm trực tiếp là cầu vòng phá thiên ra. Lực lượng cường hãn trực tiếp là ở trên trời nổ tung, Lô Thu Thanh sắc mặt chợt biến đổi, về phía sau cấp tốc rút đi. Chạy cái gì, không phải muốn giết ta sao? Thân hình khổng lồ theo sát phía sau đuổi theo. Oanh! Màu tím đồng trụ vậy năm ngón tay đều dương, sấm sét sét đánh, uy áp mênh mông. Đồ sộ bàn tay từ trên cao đi xuống hình như là núi to vậy hung hăng ép xuống, chê đáng sợ màu tím sấm gió thế. Xà tâm địa linh diễm cũng là ở lộ ra dùng sức tính. Hống, ầm ầm ầm. Từ vậy xà tâm địa linh diễm chính giữa vang lên tựa như rắn không phải rắn, tựa như dao không phải dao cổ quái kêu to. Nhất thời, bầu trời run run, hào hùng ngọn lửa đem một phiến khu vực phong tỏa. Lộ Thu Thanh thân thể run lên bần bật. Cuối cùng lần nữa bị lần này đánh từ không trung rất rơi xuống. Đứng cũng không vững. Ngươi, ta giết ngươi. Lô Thu Thanh nổi giận, đỏ mặt lên, vặn vẹo, giống như là cảm giác được cái gì làm nhục.
hắn thân phận gì, địa vị gì, bực nào lợi hại cường giả, bây giờ lại bị Trần Phi như vậy treo đánh, làm sao có thể tiếp nhận? Làm sao có thể cam tâm? Phá La, Lộ Thù Thành nổi giận gầm lên một tiếng, cả người kích động ra kinh khủng ánh sáng, làm Phá La hiển uy. Chẳng qua là khoảnh khắc ở giữa, Trần Phi tựa như liền bị Phá La lực lượng nơi quấn quanh, bao phủ. Chung quanh hắn xuất hiện bạc trắng vậy lưu động sa mạc, phải đem Trần Phi mai táng. Hừ, xích viêm thủy triều lên xuống chén. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, đỏ thấm kích động, bên trong thân thể, trực tiếp là có vậy cùng là bạc trắng pháp bảo xích viêm thủy triều lên xuống chén phóng liền đi ra. Cùng lúc đó, xà tâm địa linh diễm còn bay vút đã qua cùng chi dung hợp, rồi sau đó, ngọn lửa kinh khủng liền trực tiếp là đem vậy bạc trắng sa mạc thiêu hủy hầu như không còn. Phốc suy, Lộ Thù Thành sắc mặt chợt biến đổi, bị cắn trả, khạc ra máu tươi. Máu tươi khạc ra miệng, hắn hơi thở cũng đã là bắt đầu trở nên có chút yếu bớt đứng lên. Trên mặt còn leo lên liền chút tái nhợt. Đáng chết tiểu tạp chủng. Từ vậy xích viêm thủy triều lên xuống chén cùng xà tâm địa linh diễm liên hiệp vặn cổ dưới thoát thân đi ra, Lộ Thù Thành mặt đầy xanh mét, điên cuồng gầm hét lên. Hắn nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Đường đường nhan chân phái thái thượng trưởng lão, nhưng bây giờ, nhưng ở Trần Phi trong tay không địch lại, bị thua thiệt, để cho được hắn cực kỳ bực bội. Cho ta chết, càng cảm giác được cực kỳ bực bội, Lộ Thù Thành thì càng cảm giác không cam lòng. Linh quang gào thét, bạc trắng sa mạc đầy trời, hắn lại là đem mình cùng Phá La toàn bộ lực lượng cũng cho phóng thích ra ngoài. Oanh! Sa mạc chính giữa, tất cả hoàn toàn là do lưu động bạc trắng sa mạc ngưng tụ thành chăn lớn nuốt trời phệ. Pháp bảo ánh sáng kích động, vô cùng đáng sợ, hướng Trần Phi chiếm đoạt tới. Vật này đối với ta lại nói không dùng. Ngươi còn không tin chết sao? Trần Phi cười lạnh một tiếng, thân thể cao lớn từ trên trời hạ xuống, tử tiêu khí tách thả ra, làm hắn thân thể sau lưng xuất hiện một đoàn chói mắt tử nhật. Tinh vũ rơi xuống, Trần Phi gầm nhẹ một tiếng, vậy đường kính mấy chục thước tử nhật, chính là làm người ra đầu tê dại rơi xuống. Đem hết thảy cũng che mất. Cái này, cái này, cái này. Xa xa, Thương Khôn, Lam Kình, tám đại thiết vệ, Minh Thần Động từ trên xuống dưới cơ hồ cũng đã là xem ngu. Lại là rung động vạn phần, lại là ra đầu tê dại. Bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới, bọn họ Minh Thần phủ phủ chủ đại nhân, hiện nay, thì đã là như vậy lợi hại. Coi như là vậy nhan chân phái thái thượng trưởng lão, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, lại có thể cũng bị hắn đánh như vậy chật vật. Còn có cái này tử nhật đến tột cùng là thần thông gì? Quá đáng sợ. Bành một tiếng nổ vang. Phá La biến ảo ra bạc trắng sa mạc ầm ầm bể tan tành, hết thảy cũng hoàn toàn thành hư vô. Vậy nuốt trời phệ đất chăn lớn, lại là ngay tức thì đổi được không tồn tại nữa. Cái gì? Lộ Thù Thành con người ngay tức thì xúc tới mũi châm, vừa giận vừa sợ. Nhưng vào lúc này, kinh khủng kia tử nhật suy nghĩ hắn rơi xuống. Không. Lộ Thù Thành sắc mặt kinh hoàng, chật vật chạy trốn, có thể tử nhật nhưng hay là đem hắn cho tập trung vào. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, xích viêm thủy triều lên xuống chén phối hợp vậy xà tâm địa linh diễm còn sớm đã đem khu vực này cho lặng lẽ phong tỏa. Tử nhật uy áp kinh khủng chèn ép Lộ Thù Thành có thể tránh né phạm vi, càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, hắn thân thể đều tựa hồ là bởi vì là không chịu nổi gánh nặng, mới bắt đầu đổi được phạm vi nhỏ gồ ghề. Mình đầy thương tích đứng lên. Bực này kinh người thực tế, cùng chèn ép, làm Lộ Thù Thành có chút hoảng hồn. Đáng chết tiểu tạp chủng, hắn làm sao biết như thế mạnh mẽ. Lộ Thù Thành mặt đầy dữ tợn gầm thét, tràn đầy không cam lòng. Hắn có thể nhìn ra, Trần Phi tuổi tác tuyệt đối là so hắn cháu chắt trai cũng còn cũng không lớn lắm, có thể chính là như vậy tiểu bối, nhưng lại có thể thực lực nghiền ép hắn. Cái này làm hắn như thế nào cam tâm. Không thể tiếp tục như vậy, Lộ Thù Thành trong lòng gào thét nói, ánh mắt run rẩy không chừng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng phải không được bao lâu, hắn đến lượt cân nhắc có thể hay không có nguy hiểm tánh mạng. Nghĩ đến đây, hắn chợt cắn răng một cái, hai tay chảy xuôi sao động ánh sáng màu bạc, cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, có một đoàn phong tỏa đã lâu khí đoàn, trực tiếp là nổ tung. Oanh! Trong nháy mắt. Lộ Thù Thành khí thế của cả người trực tiếp là tăng vọt. Phá La ở trong tay hắn trở thành kinh khủng đồ sắc bén, rơi ở lòng bàn tay, chập chờn kinh người, ngưng thành một loại tuyệt học vậy chùm ánh sáng,
hướng lên hoành kích, cùng vậy tử nhật ầm ầm đánh vào nhau. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, trên bầu trời run rẩy, tử nhật biến mất. Thay vào đó là vậy mờ mịt nhiều bụi đất sương mù màu trắng, thần thức thấm vào không đi vào. Trần Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Trên bầu trời, tràn ngập mờ mịt nhiều bụi đất sương mù màu trắng. Mà ở đó khói mù chính giữa, còn có từng giọt thật giống như bạc trắng vậy linh khí hột sương vù chen chúc chung một chỗ, tản mát ra hơi thở, vô cùng là sình sệt, hết sức cường hãn, coi như là Trần Phi thấy sau đó cũng là sắc mặt biến đổi đứng lên. Lại đang trong nháy mắt lực lượng chợt tăng nhiều như vậy. Trần Phi ánh mắt hơi chăm chú, cảm nhận được đối phương đột nhiên mà như vậy lực lượng biến hóa, sắc mặt chính là có chút biến ảo đứng lên. Trước đối phương tiếp hắn, tinh vũ rơi xuống, một chiêu này trước, rõ ràng là vận dụng thần bí gì thủ đoạn, ở một chớp mắt kia, thực lực chợt tăng rất nhiều. Mà đây chợt tăng trình độ, cho dù là bây giờ ở hắn xem ra, đều có chút làm hắn tim hồi hộp. Thu. Vừa nghĩ tới, hắn thân thể cao lớn bàn tay vung lên, khổng lồ kia, kinh khủng tím ngày bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn minh mông hào hùng tử tiêu khí, phân hóa là hai, thành là hai đạo màu tím lưu quang tiến vào hắn con ngươi trong. Cái này tử tiêu khí, chính là hắn thành công bước vào tử tiêu tài quyết chân công thượng sách nhất thu hoạch lớn. Chính là một loại tuân theo máu thịt dễ chịu mà sinh dị chủng thần lực, vô cùng là đứng đầu, vô địch. Nếu là có thể đem tu luyện đến mức tận cùng nói, đừng nói là chính là một cái trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, coi như là cái gì đó tử cực chân hỏa nhất lưu, cũng có thể so cường hãn 10 lần, 100 lần. Mà bây giờ, Trần Phi cái này tử tiêu khí, bất quá là sơ giòm cửa kính mà thôi. Nguyên không có gì lợi hại nói đến. Bất quá, tức đã là như vậy, bây giờ loại cục diện này ngược lại cũng là đủ rồi. Sát theo, Trần Phi cúi đầu nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng. Lúc này người sau, vậy nguyên bản không ai bì nổi, cao cao tại thượng, kiêu căng phách lối nhan chân phái thái thượng trưởng lão Lô Thu Thanh, lúc này tuy cứng rắn đối phó tinh vũ rơi xuống, lực lượng, có thể nhưng cũng là lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Kỳ cốt gầy như que củi. Mỏ nhọn hàm khí thân thể, trên khuôn mặt, ảm đạm không có màu máu, phần nhỏ thân thể càng bị vậy tử tiêu khí xông lên tan rã mình đầy thương tích, bất quá hắn tái nhợt máu thịt lúc này đang nhanh chóng ngọa nguậy, nhanh chóng chữa trị bị thương thân thể. Giao giao. Phủ chủ đại nhân hắn bây giờ thực lực, lại có thể như thế lợi hại. Chiến trường chung quanh, minh thần phủ sơn môn chỗ ở, rất nhiều người là không nhịn được xôn xao. Bởi vì lúc này đang chú ý kinh khủng này đánh một trận rất nhiều tầm mắt, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, mạnh như Lô Thu Thanh như vậy nhan chân phái thái thượng trưởng lão, lại sẽ ở bọn họ phủ chủ trong tay ăn bị thua thiệt lớn như vậy chật vật. Mà như vậy chiến tích, vậy mà nói, không phải chỉ có làm đối chiến hai bên một phương thực lực hơn xa tại đối phương thực lực, mới có thể đạt tới sao? Đây cũng chính là nói. T. Chẳng lẽ phủ chủ đại nhân hiện nay thực lực đã là so nhan chân phái thái thượng trưởng lão cũng lợi hại hơn? Nghĩ đến đây, rất nhiều người không nhìn được chố mắt nhìn nhau, lại là chấn động, lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ minh thần phủ có thể sản sinh ra này nhóm cường giả, ít nhất đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Sẽ đem được ích lợi vô cùng. Cùng lúc đó, Lô Thu Thanh bị tổn thương thân thể cuối cùng là dần dần mau phải hoàn toàn chữa trị. Bất quá hắn cả người khí thế nhưng lộ vẻ được có chút sát khí mạnh mẽ, lạnh lẽo dữ tợn. Một khắc sau, chỉ gặp hắn cặp kia tựa như là sói đói vậy cặp mắt chính là chặt chẽ định ở Trần Phi trên mặt. Cùng lúc đó, một loại làm run sợ lòng người đáng sợ khí thế, cũng là ở làm nổi lên. Oanh! Rất tốt à, thật rất tốt, không nghĩ tới ta Lô Thu Thanh ngang dọc một đời, lại cũng sẽ có như thế một ngày, ở nơi này rác dưới địa phương như vậy chật vật. Sát theo, Lô Thu Thanh thanh âm, tựa như là hoang dã rắn độc vậy, đâm thấu lòng người vang lên. Cái loại đó sát ý, cơ hồ là đậm đà phải hơn ngưng kết thành thực chất, đông lòng người tì. Đối với một vị từng ở thành U Lang cũng rung chuyển trời đất, ngang dọc một đời cường tuyệt nhân vật mà nói, hôm nay như vậy cảnh tượng, bị người đánh như vậy chật vật, đây tuyệt đối là to lớn làm nhục. Khó mà tiếp nhận. Huống chi, Trần Phi tuổi tác còn lại là làm hắn đau nhói. Bị một cái so hắn cháu chắt trai tuổi tác còn nhỏ người đánh cho thành như vậy, hào quang sao? Nói ra, hắn Lô Thu Thanh những năm này không phải sống ở trên thân chó, là cái gì? Trần Phi nghe vậy không lên tiếng,
bởi vì hắn đột nhiên có dũng khí rất nguy hiểm cảm giác. Thân thể đối phương bên trong tựa hồ có dũng khí kinh khủng bí mật, sắp bộc phát ra. Đông! Nhưng vào lúc này, hư không run lên, vậy treo ở Lô Thu Thanh đỉnh đầu phá la lại là phát ra giống như gia thú trống lớn bị gõ mênh mông tiếng. Cùng lúc đó, Lô Thu Thanh hai con ngươi, vào lúc này do hướng nội bên ngoài bỗng nhiên có đậm đà đến hóa không ra màu xám trắng, điên cuồng ngưng tụ, leo bỏ ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trên mặt hắn tái nhợt vẻ toàn bộ biến mất, thay vào đó là một loại vượt xa ra trước khi cường hãn khí thế. Ha ha, ha ha ha. Cười lạnh thanh âm vang lên, giống như là hàn băng. Lô Thu Thanh mặt đầy đều là oán độc, giữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi. Cùng lúc đó, làm run sợ lòng người ác độc tiếng cũng là dần dần từ hắn trong miệng phun ra. Nguyên bản, đây là ta muốn dùng để đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp thủ đoạn. Nhưng bây giờ, lại bị ngươi bức bách ra ngoài, uổng phí ta gần 30 năm khổ công. Bất quá cũng tốt, có thể để cho ngươi như vậy một thiên tài chết ở ta trong tay, cũng coi là rất có cảm giác thành tựu một chuyện. Ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng. Vậy mặt đầy oán độc Lô Thu Thanh trực tiếp là cười như điên. Bụi đất khí màu trắng trận chấn động chân trời, hết sức đáng sợ. Nguyên lai, đây là hắn ước chừng tích lũy 30 năm khủng bố linh khí nội tình, là chuẩn bị dùng để đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, mà bây giờ, lại bị Trần Phi bức bách ra ngoài, tâm huyết trôi theo dòng nước, thất bại trong gang tấc, cái này làm cho hắn làm sao không sinh lòng oán độc tâm. Bất quá, ở hắn xem ra, nếu có thể đem Trần Phi bực thiên tài này bắn chết. Như vậy tổn thất, liền cũng không tính là quá thua thiệt. Đáng chết, cảm nhận được đối phương cặp mắt, lời nói chính giữa nơi bộc lộ ra ngoài vậy không cách nào hình dung nguy hiểm, Trần Phi cơ hồ là điều kiện phản xạ sắc mặt hung hăng đổi một cái. Vèo, hắn thân hình khổng lồ lên từ tiêu khí nhanh chóng phun trào, gần như là ngay tức thì, liền dành cho tự thân mạnh nhất phòng ngự. Gần 30 năm tích lũy. Ý đồ dùng để đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp kinh người tích lũy, coi như là hắn bây giờ, vậy tuyệt không thể nào coi thường. Thậm chí, còn có thể đụng phải không có gì sánh kịp to lớn nguy hiểm. Vèo! Không thể ở nơi này tiếp tục đánh. Sát theo liền gặp thân hình trước mắt, trực tiếp là từ Minh Thần Phủ bầu trời bay đi. Hắn rất rõ ràng, đánh tiếp nữa, Minh Thần Phủ nhất định sẽ hủy trong chốc lát. Đến lúc đó, phủ đệ xây lại đều là chuyện nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, nếu như cái này Minh Thần Phủ dưới đất trung phẩm quặng mỏ linh thạch thậm chí linh phẩm địa cấp linh mạch bại lộ, đó mới là sẽ thật nguy hiểm. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ đem thành là đối tượng đả kích. Lên trời xuống đất không cửa. Còn muốn bảo vệ người cái này rác dưới tông môn, cũng được, coi như là ta Lô Thu Thanh đại từ đại bi, ở ngươi trước khi chết thỏa mãn ngươi nho nhỏ này dục vọng. Gặp Trần Phi từ nơi này Minh Thần Phủ bầu trời rời đi, Lô Thu Thanh dĩ nhiên biết hắn là dụng ý gì. Cười lạnh cười, đi theo lên. Cùng lúc đó, ở đỉnh đầu hắn, sau lưng, vậy phá la lại là hóa thành một đoàn khổng lồ bạc trắng hào quang, từng luồng cáu kỉnh linh khí, từ máu hắn thịt trong thấm ra, cuối cùng cùng vậy hào quang hòa hợp, cuối cùng liên tục không ngừng thành là đúng rồi một đám kinh khủng chập chờn. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn lại vẫn là có khổng lồ bạch ngân sa mạc. Chậm rãi xuất hiện. Bạch ngân sa mạc nói ít có mấy trăm gạo khổng lồ, uy áp kinh khủng, chèn ép trên không trung, làm vậy dọc đường cả vùng đất sinh linh cũng gần như cảm nhận được khó mà tiếp nhận trọng áp. Nhìn khổng lồ kia bạch ngân sa mạc, bọn họ ánh mắt đều là tràn đầy kinh hãi. Bọn họ rất rõ ràng, này các thủ đoạn nếu như đánh ra, ắt sẽ hủy thiên diệt địa, không người có thể địch. Cảm nhận được sau lưng truyền tới chập chờn, Trần Phi nghiêng đầu khóe mắt khẽ liếc mắt một cái, ngay tức thì, chính là có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy tại thân thể bên trong nổi lên. Cả người da thịt lại là nổi lên từng tầng một mịn tiểu vướng mắc. Không hổ là lão này tích lũy 30 năm lá bài tẩy, hôm nay một khi bộc phát đi ra, chỉ sợ cũng coi là chân chánh trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong tới, cũng chỉ có thể là tạm lánh kỳ phong. Trần Phi một mặt ngưng trọng. Tương tự với loại này mượn lấy khổng lồ thời gian tích lũy đi ra ngoài thủ đoạn, đều là vô cùng lợi hại. Xem ra, hắn phải vậy phải nghĩ biện pháp, tạm lánh kỳ phong mới được. Oanh! Nhưng vào lúc này, kinh khủng khí thế chèn ép tới. Chỉ gặp ở sau lưng hắn, vậy vô cùng to lớn bạch ngân sa mạc cuồn cuộn ra, kích động ra mênh mông ánh sáng bạc, che đậy bầu trời,
ngưng tụ ra 7-8 chuôi huỳnh huỳnh tỏa sáng khủng bố thương khổng lồ. Hung hăng hướng hắn sau lưng nổ bắn ra tới. Vậy nguy hiểm cảm giác, trực tiếp là ngay tức thì làm Trần Phi đều có chút bắp thịt căng thẳng, ánh mắt ngưng nhiên. Phịch, hắn xoay người, thân thể cao lớn bàn tay một miếng, tự tiêu khí chính là sao động lên, ngưng tụ thành một cái màu tím bàn tay, đem vậy 7-8 chuôi huỳnh huỳnh tỏa sáng màu bạc thương khổng lồ, đem ở còn có mấy nơi xa 10 mét, chính là một cái tát đem đè bể. Ầm ầm bể tan tành, hóa là bột, tiêu tán ở trong không khí. Ngươi còn muốn chạy tới khi nào? Ngươi lấy là ta không nhìn ra, ngươi muốn chỉ hoãn thời gian, cùng trong cơ thể ta lực lượng biến mất. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi nếu là lại chạy, bổn tọa cũng không theo đuổi, lui về, đem rác rưởi kia phủ đệ trên dưới toàn tàn sát một lần, tiểu tạp chủng, ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt một màn này, Lộ Thù Thành sắc mặt không có chút ba động nào, ngược lại là uy nghiêm cười lên, dữ tợn nói. Ngươi dám, Trần Phi mặt liền biến sắc, có dũng khí bị người uy hiếp cảm giác. Ta không dám, tại sao không dám? Lộ Thù Thành mặt đầy châm chọc, cười lạnh nói, dù sao ta bây giờ cũng là tuyệt lại đột phá cơ hội. Cho nên ngươi có thể thử một chút, ta có dám hay không? Không buông nói cho ngươi, trong cơ thể ta lực lượng, đủ để chống đỡ ta trạng thái bây giờ nửa giờ. Ngươi cảm thấy nửa giờ, ta có thể làm nhiều ít sự việc. Nghe vậy, Trần Phi thở một hơi thật dài, rồi sau đó, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cũng là hiện ra vẻ hung ác vẻ. Trong ánh mắt hiện ra một loại liều mạng rét lạnh. Oanh! Sát theo, hắn vậy thân thể cao lớn run lên, sau đó hắn bên trong thân thể chính là có kinh khủng tử tiêu khí xuất hiện. Vậy từng đạo tử tiêu khí lên lại tràn ngập thần bí sắc bén lực, cẩn thận vừa thấy, lại là vậy đại viên mãn kiếm ý. Đại viên mãn kiếm ý, Lộ Thù Thành ánh mắt chợt biến đổi, không nghĩ tới Trần Phi còn có loại này lá bài tẩy. Nếu như đơn độc đại viên mãn kiếm ý, hắn không sợ, nhưng bây giờ, kiếm ý này nhưng là cái phụ trợ, đang phụ trợ trước kinh khủng kia màu tím năng lượng. Cái này một thêm một, cũng không phải là quang tương đương với hai đơn giản như vậy. Bất quá sát theo, liền gặp hắn cũng là chấn định lại, tái nhợt, không có tình cảm chút nào hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sau đó hắn thân thể, sau lưng kinh khủng khổng lồ bạch ngân sa mạc khí cơ hướng Trần Phi phong tỏa. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng kia sao động lên, bạch ngân sa mạc cuồn cuộn lưu động, ùn ùn kéo đến, hướng Trần Phi đáng sợ cực kỳ nghiền ép tới. Lộ Thù Thành vậy tràn đầy oán độc cùng dữ tợn vô biên sát ý tiếng, tựa như là đoạt mệnh ác ma vậy, sâu kín gào thét vang lên. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Cát chảy mai táng. Là như vậy, sách mới, ta trước khi ý nghĩa là đã chuẩn bị, nhưng không phải nói mở liền mở, bởi vì liên quan đến tinh điêu tế chắc mở đầu, tồn bản thảo, còn có chiếu cố bây giờ cái này bản sách cũ cập nhật đợi đợi một chút. Mọi người có thể suy nghĩ một chút tính một chút, ta bây giờ quyển sách này một ngày 6.000, sách cũ một ngày 4.000. Một tháng mới 120.000 chữ tồn bản thảo, căn bản không đủ dùng. Bởi vì ta còn muốn cân nhắc mở mới sau đó, thời gian dài song khai, cho nên tồn bản thảo nhất định phải đủ mới có thể mở. Hơn nữa nói thật đi, ta mấy ngày nay viết hai cái phiên bản mở đầu, giao cho biên tập xem, cũng chỉ là tương đối vậy, không quá hấp dẫn người cái loại đó. Bây giờ đang viết cái thứ ba phiên bản, cho nên bong bóng mấy ngày nay vậy rất gấp, tương đối khổ não. Sau đó, ta bây giờ dự trù, sách mới chuẩn bị thời gian hẳn sẽ tương đối dài, 2 tháng chừng chứ. Đến lúc đó sách mới lúc đi ra ta sẽ ở đây sách cũ trong thông báo mọi người, cảm ơn mọi người quan tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.